Chương 759 bất đồng thế giới. Bạch Trì cũng đã sớm thói quen chính mình ngu ngốc cái này danh hiệu, hắn không ngừng một lần hoài nghi quá, lúc trước chính mình lão tử cho chính mình đặt tên khi, chính là lòng mang nào đó nồng đậm ác thú vị. Hiện tại Bạch Trì, hoàn toàn bị tương lai trong miệng long hấp dẫn. Tương lai, người mau cho ta nói một chút, này long rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tương lai duỗi tay, một gõ Bạch Trì chán, nói ngươi là ngu ngốc, ngươi thật chính là ngu ngốc, công viên Kỷ Jura không thấy quá a. Dựa, Bạch Trì dựng một cây ngón giữa, ngươi nói đó là khủng long, ta nói chính là chân long, cái này. Bạch Trì nói, lại múa may một chút chính mình đại đao. Khủng long thời đại, có đủ loại hải lục không bá chủ, cao tới mấy chục mét khủng long khổng lồ đều có tồn tại, loại này hình thể long, ai có thể nói không có đâu. Tương lai nhún vai, theo ta điều tra nghiên cứu, hiện ra thổ tiền sử sinh vật di hài, có không ít cũng chưa hoàn toàn khâu ra tới, tất cả đều là đại gia hỏa. Ai có thể nói rõ, nơi này rốt cuộc có hay không chúng ta Hoa Hạ thần long? Ai, Bạch Trì thở dài, hiển đắc ý hưng dã rời, ta còn tưởng rằng ngươi thật xác định có long loại này sinh vật tồn tại đâu. Nếu không có, lại như thế nào sẽ bị truyền thừa, lại như thế nào sẽ truyền lưu lâu như vậy? Tương lai hỏi lại một tiếng, giống như là Atlantis, nếu chỉ là đơn thuần xây dựng chân thật, hư cấu ra tới, lại như thế nào sẽ bị như vậy nhiều người tin tưởng, ngươi không ủng hộ như vậy tồn tại. Chỉ là ngươi không ủng hộ, không đại biểu người khác không ủng hộ, ở khoa học lĩnh vực đi lên lý giải nói, thế giới này, là chia làm mấy trăm triệu loại. Mấy trăm triệu loại, nói như thế nào, Bạch Trì lại bị tương lai gợi lên lòng hiếu kỳ. Rất đơn giản lý giải phương thức, liền nói người cùng chim bay đi. Tương lai lấy ra một cái máy tính bảng, ở mặt trên điều ra hai chương hình ảnh tới, người có thể nhìn đến cây cối, bởi vì người chướng đôi mắt, người có thể cảm nhận được thụ, là bởi vì người dài quá tay. Người có thể ngửi được khí thể, là bởi vì người có cái mũi, người có thể nghe được thanh âm, là bởi vì người có lỗ tai. Tương lai, người nói này không phải vô nghĩa sao? Bạch Trì trợn trắng mắt, người nói này đó, tiểu bằng hữu đều biết, quan khoa học chuyện gì. Rất đơn giản một đạo lý, người mỗi cảm nhận được một loại bất đồng sự vật, là bởi vì nhiều một cái khí quan, tựa như người ăn cơm trước, sẽ trước nhìn đến cơm bộ dáng, sau đó nghe khí vị, cuối cùng dùng đầu lưỡi đi nhấm nháp. Mà có chút sinh vật tắc không có cái mũi, gặp được đồ vật sẽ trực tiếp ăn, nếu ngươi trên người, lại thêm một cái khí quan, như vậy liền sẽ làm ngươi đối thế giới này, tiến hành tân nhận chi, tỉ như chim bay, ngươi là dựa vào hai chân tới lên đường, tới di động, mà ngươi biết, chim bay hai chân, là dùng để làm gì đó sao? Tương lai hỏi. Bạch Trì sửng sốt, cái này đơn giản vấn đề, thật đúng là liền cho hắn hỏi ngốc, người chân là dùng để chế thành nhân thể di động, nhưng chim bay di động. Phần lớn là dựa vào cặp kia cánh, chân tồn tại cảm, cơ hồ không có, thậm chí có chút loài chim, đều không có chân. Tương lai đem máy tính bảng một quan, mở miệng nói, xem, chim bay cùng chúng ta thế giới, chính là hai loại quan niệm, đơn giản là điều so với chúng ta nhiều một đôi cánh, càng đừng nói một ít không có đôi mắt, vô pháp phát ra tiếng động vật, ở chúng nó thế giới giữa, thụ không phải là thụ, có thể là một loại đồ ăn, cũng có thể là một loại khác tồn tại, ở chúng nó thế giới quan. Người cũng bất quá là mặt khác một loại hình thái đồ vật, nói khó nghe một chút, chúng ta nhân loại, bất quá là so với kia chút động vật càng sẽ tự hỏi cùng sáng tạo. Nhưng bởi vì đôi mắt tồn tại, chúng ta thế giới, không nhất định có chúng nó thế giới xuất sắc, động vật sẽ bởi vì chung quanh hoàn cảnh mà tiến hóa, người lại chỉ có thể bởi vì chung quanh hoàn cảnh mà phát minh ra một ít dùng để phòng bị đồ vật, này đó là cái gọi là thiên phú, đại đa số động vật thiên phú, hiếu thắng với nhân loại. Bạch Trì nuốt khẩu nước bọt. Tương lai nói mấy thứ này, hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới, nhưng tưởng tượng, lại làm người có một loại càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác. Người có thể cảm nhận được đồ vật, chỉ là bởi vì người có này đó khí quan, đương khuyết thiếu này đó khí quan sau, thế giới sẽ sinh ra đại biến dạng, tỉ như, người mù là nhìn không tới núi sông, không có nhũ đầu người, cũng thể hội không đến chua ngọt đắng cay. Thế giới này tồn tại đồ vật rất nhiều, không ngừng mọi người chỗ đã thấy những cái đó, rất có thể. Đưa người lại lần nữa phát sinh tiến hóa, lại thêm một cái khí quan, hoặc là chờ ngày nào đó phát minh ra tới có thể bắt chước động vật khí quan đồ vật khi, mọi người sẽ trên thế giới này nhìn đến rất nhiều, chính mình trước nay cũng chưa gặp qua đồ vật. Nghĩ nghĩ, Bạch Trì trên người không khỏi bốc lên nổi da gà, cả người lông tơ đều dựng lên, hắn cảm giác, chính mình phía sau, khả năng liền tồn tại nào đó đồ vật, chính nhìn chính mình, nhưng chính mình cố tình đã chịu hạn chế, vô pháp phát giác đối phương tồn tại. Giống như người nhìn con kiến lại cái gì cũng không biết.
Bạch Trì chính mình cũng chưa chú ý tới, ở nghe được Tương Lai lời này sau, hắn cũng tiến vào một loại thần thần thao thao trạng thái, không tự giác nghĩ, Bạch Giang Nam trong miệng cái gọi là thế giới căn nguyên rốt cuộc là cái gì. Lại qua hơn 10 phút, một tòa đảo nhỏ xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Đảo nhỏ chung quanh có đen nhánh thả cao lớn tường thành, trên tường thành phương là rậm rạp pháo quản, tứ phương chỗ ngoặt, phân biệt có một cái radar, chính không ngừng xoay tròn. Đường phi cơ tiếp cận khi, đảo nhỏ chung quanh này đó màu đen tường thành bắt đầu chậm rãi rớt xuống, lộ ra tường thành phía sau, kia hoa tươi nở rộ cảnh đẹp. Vô số quân hạm ngừng ở đảo nhỏ chung quanh, vì đảo nhỏ mở đường. Phi cơ khoảng cách đảo nhỏ càng ngày càng gần, có thể nhìn đến, trên đảo nhỏ, đã có rất nhiều người tụ tập đến một khối, chính đầy mặt hưng phấn nhìn tiếp cận phi cơ. Trương Huyền, sớm đã là quang minh đảo linh hồn cây trụ, đường biết được Trương Huyền bình an trở về sau, trên đảo người, tất cả đều lâm vào một loại hưng phấn trạng thái. Phi cơ trải qua một trận trượt, ở trên đảo nhỏ vững vàng rớt xuống, phi cơ môn mới vừa mở ra, Trương Huyền liền nhìn đến đứng ở phi cơ ngoại rậm rạp người. Đương nhìn đến Trương Huyền trong nháy mắt kia, mọi người, đồng thời phát ra hưng phấn thanh âm. Lão đại, ta liền biết ngươi không có việc gì, ha ha ha. Phí Lôi Tư phát ra một tiếng cười to, từ trong đám người tễ ra tới. Y Chát ngươi cũng đi theo Phí Lôi Tư phía sau, lão đại, ngươi này một tháng tới rốt cuộc đi đâu, chúng ta tình báo bộ môn, căn bản là hỏi thăm không đến ngươi tung tích. Trương Huyền lắc lắc đầu, việc này mặt sau ta từ từ cùng các ngươi nói. Đúng vậy, uống rượu mới là quan trọng sự, lão đại, hôm nay cần thiết hảo hảo cùng ngươi uống một ly, ngươi này muốn lại mất tích một tháng, chỉ sợ ngươi mổ, đều đến đứng lên tới. Phí Lôi Tư cười nói. Hành, Trương Huyền bàn tay vung lên, đêm nay liền uống trước hắn cái không say không thôi. Dù cho ở hơn 20 tiếng đồng hồ trước, trên đảo người liền biết Trương Huyền không có việc gì, nhưng hiện tại nhìn thấy Trương Huyền bản nhân khi, vẫn là giấu không được trong lòng kích động. Trương Huyền ước chừng dùng một giờ, mới đi vào đảo nhỏ trung tâm lâu đài cổ chung, nhân số xem như thiếu một ít, lâu đài cổ ngoại, các loại tiếng hoan hô không ngừng, đại gia đã khai rượu chúc mừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 760 hủy diệt thị tộc chìa khóa. Trương Huyền đi vào lâu đài cổ sau, trước tiên, là chiều Trúc Nguyên Cửu trụ địa phương đi đến. Trúc Nguyên Cửu tỉnh lại sau, vẫn luôn đều ở lâu đài cổ nội dưỡng thương. Trương Huyền trên người, trang hai bổn quỷ dị quyển sách, một quyển, là hôm trước từ đồng thau trong môn lấy ra tới, còn có một quyển, là lúc trước Trúc Linh giao cho Trương Huyền. Đối với này hai bổn quyển sách, Trương Huyền là một chút manh mối đều không có. Lâu đài cổ nội phòng rất nhiều. Một gian phòng ốc ngoại, Trúc Linh chính xinh xắn đứng ở nơi đó, nàng cũng biết được Trương Huyền trở về tin tức, bất quá cũng không có đi ra ngoài cuồng hoan nghênh đón, mà là tại đây chờ đợi. Nha đầu, lăng cái gì đâu? Trương Huyền đi đến Trúc Linh phía sau, vỗ vỗ Trúc Linh bả vai. Tiểu nha đầu kinh ngạc một chút, mãnh vừa quay đầu lại, mới phát hiện Trương Huyền đã đứng ở chính mình phía sau, nàng cũng chưa chú ý Trương Huyền là đến đây lúc nào. Trúc Linh nhìn đến Trương Huyền khi, đầu tiên là sửng sốt vài giây, theo sau phát ra một tiếng hô to, trực tiếp bổ nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực, nước mắt ngăn không được chảy ra. Trương Huyền trước ngực, truyền đến Trúc Linh nức nở thanh âm. Trương Huyền ca ca, thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Ở Trương Huyền biến mất trong khoảng thời gian này, Trúc Linh mỗi ngày đều ở tự trách, nếu không phải nhà mình sự, Trương Huyền cũng sẽ không cùng Trúc Thị sinh ra xung đột. Nếu Trương Huyền thật là phát sinh điểm chuyện gì, Trúc Linh cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Hảo, ta có thể có chuyện gì, ngươi đừng quên, ta chính là địa ngục quân vương A. Trương Huyền xoa xoa Trúc Linh đầu nhỏ. Trương Huyền phía sau, phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên. Một đạo cửa phòng bị đẩy ra, Trúc Nguyên Cửu chống một cây quải trượng, câu lũ thân mình đi ra, sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, rốt cuộc Trúc Nguyên Cửu tuổi đã lớn, lại không có luyện khí, chịu đựng như vậy tra tấn. Liền tính bất tử, chỉ sợ non nửa cái mạng cũng đã ném. Biết ngươi không có việc gì, ta bộ xương già này liền an tâm rồi a. Trúc Nguyên Cửu nhìn Trương Huyền, ra tiếng nói. Trương Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói, ngươi lão già này cũng chưa chết, ta sao có thể chết trước, nhìn dáng vẻ, ngươi tình huống không phải thực hảo a, đều dùng tới quải trượng. Tinh khí tổn thất, về sau sợ là thẳng không dậy nổi eo tới lạc. Trúc Nguyên Cửu thổn thức một tiếng, đến đây đi. Ta biết ngươi có rất nhiều đồ vật muốn hỏi, Linh Nhi, trước đừng quấy rầy ngươi Trương Huyền ca.
Trúc Linh từ Trương Huyền trong lòng ngực đem đầu nâng lên tới, lau một phen nước mắt, Trương Huyền ca, ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta buổi tối cùng nhau uống rượu. Hành, Trương Huyền gật đầu, chỉ cần nhà ngươi lão nhân không lo lắng là được. Thiết, tại đây tòa trên đảo, hắn mới sẽ không lo lắng đâu. Trúc Linh khóe miệng lộ ra tươi cười, kia Trương Huyền ca, ngươi trước cùng ông nội của ta đi vội chính sự đi, ta đi rồi. Trúc Linh nói xong, ném nàng xong đuôi ngựa, nhảy nhót đi xa. Nhà đầu này, Trúc Nguyên Cửu bất đắc dĩ nhìn Trúc Linh liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, xoay người đi vào phòng trong, Trương Huyền cũng theo đi vào, đem cửa phòng đóng lại. Phòng nội, tràn ngập một cổ trung dược vị, ở một bên bếp lò thượng, còn phóng một cái lẩu niêu, bên trong đang ở ngao dược. Trương Huyền ngửi ngửi cái mũi, chỉ là vừa nghe, liền nói ra lẩu niêu trung dược liệu, nhân sâm, hoàng kỳ, bạch thuật, còn có chút ít cam thảo, nhìn dáng vẻ ngươi khôi phục không phải đặc biệt hảo. Người già rồi sao? Trúc Nguyên Cửu cười khổ một tiếng, người này không phục lão không được, muốn phóng 40 năm trước, này đó thương, ta ngủ một giấc liền toàn hảo. Hai người ngồi vào một trương bàn bát tiên trước, trên bàn đã phao hảo trà. Trương Huyền mới vừa ngồi xuống, còn không có mở miệng, Trúc Nguyên Cửu tiện lợi trước nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, về kia quyển sách, đúng không? Ân, Trương Huyền đem kia bổn phong bì vì màu xanh biển thư bắt được trên bàn, này rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ ảnh hưởng ta cá nhân khí cơ, ngươi nói cho Trúc Linh, đây là một phen có thể làm thị tộc phát cuồng chìa khóa. Đúng vậy, Trúc Nguyên Cửu gật đầu, cầm lấy chén trà, uống một ngụm, bất quá chìa khóa cái này từ, cũng không phải là ta định nghĩa. Đó là ai? Trương Huyền tò mò. Trúc Nguyên Cửu nhìn chằm chằm Trương Huyền hai mắt, gần từng chữ một nói, Lục. Trước, sinh. Lục lão nhân, Trương Huyền cả kinh. Không tồi, Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu. Lúc trước, Lục tiên sinh lánh đời trước, đã từng đem tổ khí còn cấp kinh thành tam đại gia, mà chúng ta Trúc thị tọa lạc với Đều Hải, không tư cách lấy tổ khí. Lục tiên sinh liền cho ta một chương bản vẽ, hắn nói cho ta, khi chúng ta chứng kiến đến đồ vật, vượt qua chúng ta dự kiến khi, liền có thể đi tìm thứ này, nhưng bảo chúng ta nhất thời bình an. Trương Huyền nhìn chằm chằm trên bàn này bổn màu lam thư, hắn trăm triệu không nghĩ tới, thứ này là Lục lão nhân lưu lại. Cho tới nay, Lục Diễn đều cấp Trương Huyền một loại đặc biệt thần bí cảm giác, chẳng sợ làm Lục Diễn duy nhất truyền nhân, Trương Huyền cũng không biết Lục Diễn chi tiết, Trương Huyền phía trước cũng cùng Bạch Giang Nam hỏi thăm quá Lục Diễn thân phận, bất quá đối với Lục Diễn, Bạch Giang Nam cũng không hiểu biết, hắn nhiều nhất, coi như là Lục Diễn đệ tử ký danh, vẫn là bởi vì Bạch Giang Nam phụ thân quan hệ, Lục Diễn mới phá lệ đem Bạch Giang Nam thu làm đệ tử ký danh. Trương Huyền cùng Lục Diễn học quá một đoạn thời gian bản lĩnh. Trước nay không nghe Lục Diễn giảng quá quan với khí sự, lúc ấy Lục Diễn cấp Trương Huyền nói cái gì hoa sen hiện không thể lạc, Trương Huyền cũng là khoảng thời gian trước mới lý giải, thậm chí kia đồng thau trong môn thả như vậy nhiều linh thạch cùng luyện khí pháp môn, Trương Huyền cũng là hai ngày trước mới biết được. Trúc Nguyên Cửu ra tiếng nói, quyển sách này, là một phen chìa khóa, nhưng cụ thể là mở ra địa phương nào chìa khóa, Lục tiên sinh cũng không có nói rõ, cụ thể liền phải chính ngươi đi khai quật. Trương Huyền gật gật đầu. Đem thư tịch một lần nữa thu hảo, lại hỏi, thị tộc vì cái gì muốn thứ này? Chìa khóa mở ra kia phiến đại môn, bên trong đồ vật, có thể hủy hoại thị tộc. Sắc trời bắt đầu tối. Quang minh đảo thượng, dâng lên mấy đoàn lửa trại, trên đảo người vây quanh ở lửa trại bên, vừa múa vừa hát, lửa trại thượng giá một con kim hoàng lưu du dê nướng nguyên con, nước luộc tích đến ngọn lửa thượng, phát ra tư tư tiếng vang. Cơ hồ mỗi người, trong tay đều cầm một lọ rượu. Bao gồm những cái đó mới 7-8 tuổi hài tử, đại nhân đều phá lệ làm cho bọn họ uống lên một ly. Ở Trương Huyền biến mất này một tháng, đối với trên đảo người tới nói, phảng phất mỗi ngày không chung đều là hắc, đương Trương Huyền một hồi tới, ngày đó, lập tức liền sáng ngời lên. Trên đảo một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ở tại Quang Minh đảo người trên, đã sớm đem nơi này, coi như bọn họ cuối cùng ra, đương Trương Huyền mất tích thời điểm, mỗi người, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Đều lựa chọn, bồi Quang Minh đảo cùng nhau lưu lạc. Cái này lưu lạc, cũng không chỉ cần chỉ cùng Quang Minh đảo ở trên biển phiêu lưu, mà là đương Quang Minh đảo gặp được nguy cơ sau, đại gia có thể cùng nhau tới chống cự này nguy cơ. Rất nhiều người đều cảm thấy, Quang Minh đảo, là ma vương sa tăng trụ địa phương, là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương, là cái không có pháp luật chế tài địa phương, chỉ có trên đảo người biết, nơi này mới là chân chính thiên đường, nơi này không có pháp luật, chỉ là bởi vì... Người nhà chi gian, không cần mấy thứ này. Chương 761 mấy ngày qua đi.
khoảng cách thị tộc đại hội, đã qua đi mấy ngày thời gian. Này mấy ngày tới, đối với nước ngoài ngầm thế lực tới nói, cũng không có cái gì đặc thù, nhưng đối Hoa Hạ ngầm thế lực mà nói, đó là tuyệt đối đại dung chuyển, có thể so với núi lửa bùng nổ đại dung chuyển. Đầu tiên, thị tộc cường thế xuất thế, làm đông đảo ngầm thế lực gặp được khí cường hoành, toàn bộ thế giới ngầm bị tẩy bài, luyện khí giả, cùng không luyện khí giả, chia làm hai khối, có thể nói, về sau lại vô liên quan. Thứ hai, phía chính phủ người chuyên môn lộ diện, tuyên bố ba điều quy củ, đối ngầm thế lực tiến hành rồi tân ước thúc, có thể nói, phàm là có thái dương chiếu rọi là lúc, đang ở Hoa Hạ ngầm thế lực, liền vô pháp ở người thường trước mặt chạm lộ ra siêu cường thực lực. Đệ tam, thần ẩn hội người chính miệng thừa nhận, quang minh đảo địa ngục quân vương, bị đánh vào đại lao, giam giữ 9 năm. 9 năm, ý nghĩa cái gì? Một người bị giam giữ 9 năm, chờ hắn một lần nữa xuất thế sau, thế giới này sớm đã nghênh đón tân một vòng thay đổi, hắn thời đại, cũng đã sớm đi qua, về sau trên đời này, lại vô sa tăng chi danh. Đệ tứ, cũng là quan trọng nhất một chút, cùng ngày trình diện ngầm thế lực, đều biết thần nông giá bên trong đại hỗn chiến sự, Bạch Giang Nam cùng thần ẩn hội chiến ở bên nhau, các đại thị tộc chiến ở bên nhau, kia chàng chiến đấu, cuối cùng kết quả không ai biết được, chỉ có thiếu bộ phận người nhìn đến, ở đại chiến cuối cùng, lại có hai gã chí cường giả vọt vào huyệt động nội, đối với kia hai người gương mặt, không ai nhìn đến, đối này thân phận, cũng không ai biết được. Thần nông giá bên trong huyệt động, cũng ở kia một ngày hoàn toàn sụp xuống, huyệt động nội đại chiến người, không có một cái có thể đi ra, thị tộc mang quá khứ ngự khí cường giả, tất cả đều táng thân ở huyệt động nội, cho dù là tam đại thị tộc tộc trưởng cũng chưa đi ra. Khắp nơi thế lực, đều đem ánh mắt tập trung ở thần nông giá, đương sụp xuống sơn thể bị đào khai kia một ngày, vô số cổ thi thể xuất hiện, toàn bộ Hoa Hạ ngầm thế lực, truyền lưu như vậy một tin tức. Tam đại thị tộc tộc trưởng toàn bộ thân chết, thần ẩn hội mấy người, toàn bộ thân chết, quang minh đảo một chúng vương giả, cũng tất cả đều bị mai táng ở sơn thể hạ. Này đối Hoa Hạ thế giới ngầm tới nói, không thể nghi ngờ với một hồi bão lốc, những cái đó đứng ở đỉnh núi người, tất cả đều với một trận chiến dưới thân chết. Thị tộc là cường, nhưng tuyệt đại đa số nguyên nhân, vẫn là bởi vì thị tộc ngự khí cao thủ quá nhiều, cảnh giới viễn siêu người khác, nhưng hiện tại, thị tộc ngự khí cao thủ tử thương hơn phân nửa, còn lưu tại trong tộc, cũng không có quá cường cao thủ, cái này làm cho các đại bình thường ngầm thế lực thấy được chuyển cơ. Nếu mọi người đều cùng thị tộc ở vào một cái trên vạch xuất phát, cho dù là thị tộc nhiều dẫn đầu một ít, này cũng có thể làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng, không giống phía trước như vậy, trước mắt một mảnh hắc ám. Đều hải trúc gia, lúc này đã biến thành trúc thị địa phương. Toàn bộ trúc thị, treo đầy hóa đơn tạm, trúc hoa thái chết, làm cho cả trúc thị, đều đắm chìm ở một trận bi thống cảm xúc giữa. Ở trúc thị chủ trong phòng, Trúc Nguyên cùng Lâm Thanh Hạm nhìn nhau mà ngồi. Hai người trung gian có một chương bàn gỗ thượng phóng hai chương bản vẽ, đúng là Lâm Thanh Hạm lấy ra làm lợi thế bản vẽ. Lâm cô nương, về cuối cùng một chương đồ, ta tưởng ngươi cũng là thời điểm giao cho chúng ta. Trúc Nguyên mở miệng, hiện tại đã xảy ra nhiều như vậy sự, Tô thị thực lực, cũng bị cắt giảm một mảng lớn. Còn không phải thời điểm, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, lấy ta một cái nhược nữ tử, liền tính trở lại Tô gia, cũng đến nghe Tô thị nói, ta muốn các ngươi hoàn toàn giúp ta diệt Tô thị. Trúc Nguyên mày nhăn lại, Lâm cô nương, hiện tại thế cục ngươi cũng có thể thấy rõ ràng, tam đại thị tộc, đều ra chuyện lớn như vậy, ta muốn trực tiếp giúp ngươi diệt Tô thị, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được, Trúc thị sẽ không vì điểm này cực nhỏ tiểu lợi, cho người khác lưu lại khả thừa chi cơ, ngươi hẳn là rõ ràng, bây giờ còn có một cái Tiêu thị, ở như hổ rình mồi. Đây là các ngươi sự, cụ thể như thế nào an bài, các ngươi Trúc thị tới xem. Ta mặc kệ cái gì đại giới, ta muốn, chính là Tô gia, huống hồ, ta lấy ra đồ vật, có phải hay không cực nhỏ tiểu lợi, các ngươi Trúc thị rất rõ ràng. Lâm Thanh Hạm nói xong, trực tiếp đứng dậy, chiều chủ thính ngoại đi đến. Mới vừa kéo ra chủ thính nhóm, liền thấy thân xuyên màu trắng tăng phục Trúc Phong, chính vẻ mặt đáng khinh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, đem Lâm Thanh Hạm từ đầu đến chân nhìn một lần, mở ra hắn kia một ngụm răng vàng khè, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Liền tưởng duỗi tay đi kéo Lâm Thanh Hạm, lão bà, người này muốn đi đâu a? Chờ ta cha đầu thất một quá, hai ta liền chạy nhanh thành hôn. Lâm Thanh Hạm chán ghét nhìn Trúc Phong liếc mắt một cái, tránh thoát Trúc Phong duỗi tới tay, quay đầu lại hướng Trúc Nguyên nói, hiện tại thế cục hỗn loạn, là ngươi tốt nhất thời cơ, suy xét hảo, cho ta gọi điện thoại. Lâm Thanh Hạm nói xong, xoay người liền đi, từ đầu đến cuối, lý cũng chưa lý Trúc Phong một chút.
Trúc Phong nhìn Lâm Thanh Hạm bóng dáng, trong mắt đều mau bốc hỏa, hắn hướng Trúc Nguyên quát, Trúc Nguyên, ngươi chờ cái gì đâu, mau đem ta vị hôn thê lưu lại a. Trúc Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm bóng dáng, ánh mắt không ngừng ở Lâm Thanh Hạm rời đi phương hướng, cùng với trên bàn bản vẽ chi gian bồi hồi. Trúc Nguyên, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi không nghe thấy sao? Trúc Phong đi lên trước tới, một cái tát chịu đến Trúc Nguyên trên mặt, phát ra bang một tiếng giòn vang, ta làm ngươi đem ta vị hôn thê kêu trở về. Trúc Nguyên bị đánh một cái tát, trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc, mà là nhìn về phía Trúc Phong, hỏi, thiếu gia, ngươi là thật sự thích Lâm Thanh Hạm sao? Đương nhiên, ta nằm mơ đều tưởng đem nàng ném tới ta trên giường. Trúc Phong không chút do dự nói, chợt như là nghĩ tới cái gì, mắng một ngụm răng vàng, ngây ngô cười lên. Trúc Nguyên nghĩ nghĩ, nói, thiếu gia, cùng Tô Thị liên hôn sự, là cùng ngày lão gia cùng Tô Thị tộc trưởng miệng hiệp thương, hiện tại lão gia cùng Tô Thị tộc trưởng đều đã không còn nữa, việc này vô pháp giữ lời. Không được, Trúc Phong vừa nghe lời này, lập tức từ ngây ngô cười trung hồi quá mức tới, một cái tát chụp đến trước người trên bàn, ta cần thiết muốn cưới nàng, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trói cũng đến đem nàng trói tới. Trúc Nguyên cười cười, thiếu gia, người đừng có gấp, Lâm cô nương là Tô Thị người, trói người khẳng định là không được, như vậy, chờ tộc trưởng đầu thất qua, ta giúp người tiếp nhận chức vụ tộc trưởng vị trí, đến lúc đó, người lấy Trúc Thị tộc trưởng thân phận, đi Tô Thị cầu hôn, không phải do Tô Thị không đáp ứng. Trúc Phong vừa nghe lời này, hai mắt đột nhiên sáng ngời, đúng vậy, ta phải làm tộc trưởng, tưởng cưới ai liền cưới ai, hảo, Trúc Nguyên, người đến giúp ta lên làm tộc trưởng. Không thành vấn đề. Bất quá thiếu gia, ngươi nhưng đến phối hợp ta. Trúc Nguyên nói. Trúc Phong gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ Trúc Nguyên mặt. Trúc Nguyên, ngươi thật đúng là cha ta dưỡng một cái hảo cậu, không tồi, chờ ta lên làm tộc trưởng, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trúc Phong nói xong, vẻ mặt hưng phấn chạy ra chủ thính, ở hắn trên mặt, chút nào nhìn không ra thệ phụ đau xót. Trúc Nguyên nhìn chằm chằm Trúc Phong bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt khói mù, đem trên bàn bản vẽ, toàn bộ thu lên. Đặt ở chính mình y chung, ngay sau đó, đi đến chủ trong phòng thuộc về tộc trưởng vị trí thượng, ngồi xuống. Chương 762 đảo nhỏ bay lượn. Rộng lớn đại Tây Dương hải vực. Một tòa đảo nhỏ, ở mấy chục con khu trục hạm dẫn dắt hạ, hướng đại Tây Dương phía đông chậm rãi phiêu lưu. Trên đảo người, sớm đã kết thúc bọn họ cuồng hoan, mỗi người đều vội vàng chính mình sự tình. Trương Huyền cùng tương lai hai người đãi ở phòng thí nghiệm chung. Về phía trước Chessia lưu lại kia khối có thể cách trở khí thần bí kim loại, tương lai cho tới hôm nay cũng không nghiên cứu ra toàn bộ thành phần. Trương Huyền đem ở thần nông giáo huyệt động nội bắt được kia bổn quyển sách cũng giao cho tương lai, làm tương lai nghiên cứu một chút, nhìn xem này quyển sách rốt cuộc có cái gì cổ quái. Phí Lôi Tư bước đi tiến phòng thí nghiệm chung, lão đại, ngươi làm ta thu mua mà ta đã thu tới. Trương Huyền gật gật đầu, hành, thu tới liền hảo, ngươi lại liên hệ một cái thi công đội. Ta muốn phát triển bên kia. Không thành vấn đề, Phí Lôi Tư đương trường liền đã phát cái tin tức đi ra ngoài, theo sau nghi hoặc nói, lão đại, ta có chút không rõ, ngươi vì cái gì muốn đem khắp tác tổ tư phất lôi sa mạc mua tới a? Kia chính là cái chim bay cũng không dám rơi xuống đất địa phương. Nơi đó hạt cát nhưng đều dỉ sắt, tất cả đều giàu có quặng sắt, người dẫm lên đi đều phải chết. Trương Huyền cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết, dù sao. Nơi đó sẽ là chúng ta về sau rất dài một đoạn thời gian căn cứ địa. Phí Lôi Tư nhún vai, hắn tuy rằng không biết Trương Huyền mục đích là cái gì, nhưng Trương Huyền nói cái gì, hắn đều sẽ vô điều kiện đi phục tùng. Một lát sau, y chát người lại đi đến, lão đại, trong khoảng thời gian này tin tức đều thu thập đi lên, toàn bộ hoa hạ thế giới ngầm, tất cả đều rối loạn, tam đại thị tộc tộc trưởng cùng ngự khí cao thủ, thi thể tất cả đều từ núi đá hạ đào ra tới, ngoại giới đồn đãi, chúng ta cũng đều đã chết. Khiến cho bọn họ truyền đi thôi. Trương Huyền mở miệng, sấn thời gian này, chúng ta còn có khác sự phải làm, hiện tại thế cục, ai đương chim đầu đàn, thần ẩn hội liền sẽ tìm tới ai, còn sẽ bị giấu ở âm thầm thị tộc theo dõi, người nói cho mọi người, ở bên ngoài hoạt động thời điểm, đều phải tiểu tâm một chút. Minh Bạch, y chát người gật đầu. Trương Huyền nhìn về phía tương lai, hỏi, nguồn năng lượng đều chuẩn bị tốt sao? Hảo, tương lai gật đầu, tổng cộng 6 khối hỏa tinh. Tùy thời đều có thể rút đi năng lượng tổng số so 10 cái nhà máy năng lượng nguyên tử đều phải cao, hoàn toàn đủ dùng. Vận dụng hỏa tinh năng lượng, Phí Lôi Tư sửng sốt một chút, lão đại, người đây là muốn làm gì? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười,
đương nhiên là, chuyển nhà. Chuyển nhà, Phí Lôi Tư cùng Y Chát ngươi, đều nghe được không hiểu ra sao. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm ngoại, vang lên một trận tiếng kèn âm. Trương Huyền vội vàng đi ra phòng thí nghiệm, Phí Lôi Tư ba người đi theo Trương Huyền phía sau. Liền thấy, trên đảo người, đã tất cả đều tụ tập ở trên quảng trường, thả mỗi người, trên người đều trói lại một cây cứng cỏi bố thẳng hai đầu, phân biệt cột lấy trường đinh, đại gia hiện tại chính đem trường đinh hướng mặt đất trung đinh. Hải thần đi nhanh chạy tới, lão đại, đã tiếp cận châu Phi. Hành, mau làm mọi người chuẩn bị đi, Trương Huyền vung tay lên. Hải thần lập tức gật đầu, cầm lấy kèn thổi một tiếng, hét lớn, mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Y Chát người cùng Phí Lôi Tư, còn đều là vẻ mặt mộng bức, không biết đã xảy ra cái gì. Hai người hai ngày này đều ở bên ngoài chạy vội, còn không biết lão đại kế hoạch đi. Nguyệt thần đi tới, che miệng cười khẽ. Cái gì kế hoạch, Y Chát người cùng Phí Lôi Tư đồng thời mở miệng hỏi. Ân, Nguyệt thần trầm ngâm một phen, lão đại xương này vì chuyển nhà, bất quá ta cấp nổi lên cái tên, gọi là, đảo nhỏ bay lượn kế hoạch. Bay lượn. Phí Lôi Tư trong miệng lẩm bẩm này hai chữ, còn không có tới kịp nghĩ lại, liền cảm giác dưới chân truyền đến một trận mãnh liệt chấn động, đảo nhỏ bốn phía đều là cao lớn tường thành, nhìn không tới phát sinh cái gì, nhưng Phí Lôi Tư có thể cảm giác được, chính mình giờ phút này, khoảng cách không chung, càng ngày càng gần. Mãnh liệt đong đưa truyền lại ở cả tòa đảo nhỏ, một ít cũng không vững chắc phòng ốc, đã phát sinh sụp xuống, cũng may đại gia đã sớm đem phòng trong đồ vật đều đem ra. Phí Lôi Tư chỉ cảm đong đưa lúc lắc, khó có thể đứng vững. Thình thịch vang lớn từ phía dưới truyền đến. Giờ khắc này, Phí Lôi Tư rõ ràng cảm nhận được, chính mình tuyệt tuyệt đối đối, là ở lên không. Kia dưới chân không ngừng truyền đến thình thịch thanh, là đảo hạ cự thạch không ngừng tạp dừng ở trong biển thanh âm, đảo mặt phát sinh hơi hơi nghiêng, phía trước liền bố thẳng đem chính mình cố định trên mặt đất người, cơ hồ không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Phí Lôi Tư thân thể cân bằng một cái đem khống không tốt, chiều bên cạnh tải đi. Trương Huyền tay duỗi ra, bắt được Phí Lôi Tư. Phí Lôi Tư đôi mắt trừng tròn xoe, lão đại, ngươi nói chuyển nhà, sẽ không chính là đem cả tòa đảo dọn đi thôi, ngươi làm ta thu kia phiến sa mạc, chính là muốn đem đảo dọn qua đi. Thông minh, Trương Huyền búng tay một cái. Từ ngoại giới xem, một tòa đảo, từ mặt biển thượng chậm rãi dâng lên, ở đảo cái đáy, trang bị vô số đẩy mạnh khí, mỗi vận hành một giây, đều ở tiêu hao thật lớn năng lượng. Nhưng này đó năng lượng cùng 6 khối hỏa tinh chung chất chứa nguồn năng lượng so sánh với, còn không đáng giá nhắc tới. Đảo nhỏ ban đầu có chút nghiêng, trải qua mười mấy phút điều chỉnh, trở nên bằng phẳng lên, bắt đầu lên không. Tại đây đồng thời, đảo nhỏ bốn phía trên tường vây, phun ra đại lượng sương mù, nồng đậm sương mù tụ tập ở trên không, đem cả tòa quang minh đảo hoàn toàn che giấu ở sương mù dày đặc giữa, theo quang minh đảo thăng càng ngày càng cao, này đó sương mù, xem ở thường nhân trong mắt. Liền phảng phất phiêu ở chân trời một đóa đám mây, ai cũng sẽ không biết, tại đây đóa đám mây giữa, đang có một tòa đảo nhỏ, đang ở không trung chậm rãi di động. Thúc dục loại này pháo đài bay, cũng không phải một cái đặc biệt khó kỹ thuật, tuyệt đại bộ phận quốc gia đều đã nắm giữ, chỉ là trước nay không ai, sẽ giống quang minh đảo làm như vậy, rốt cuộc nguồn năng lượng giá trị, thật sự là quá cao, cũng chỉ có quang minh đảo loại này nguồn năng lượng giàu có nhà giàu, có thể làm ra loại sự tình này tới. Quang minh đảo tự mang phản radar hệ thống, làm giống nhau trinh tin radar căn bản là giả quét không ra quang minh đảo tồn tại. Cứ như vậy, quang minh đảo ở Đại Tây Dương bờ biển lên không sau, giấu ở tầng mây chung, thần không biết quỷ không hay, đi tới châu Phi trên không, hướng tác tổ từ phất lôi sa mạc phương hướng mà đi. Quang minh đảo ở không trung tốc độ cũng không phải thực mau, so phi cơ muốn chậm hơn đại khái gấp 10 lần tả hữu, rốt cuộc một tòa đảo lớn như vậy thể tích, cái nào bộ phận động lực xuất hiện vấn đề. Kia đều là chuyện phiền toái, căn bản không dám phi quá nhanh, các loại đẩy mạnh khí công suất muốn bảo trì nhất trí, nếu không, này đảo thật muốn trời cao rơi xuống, trước không nói trên đảo chỉ có bao nhiêu người có thể sống sót, mặt đất thương vong, càng là vô pháp tính toán. Tương lai cơ hồ mỗi ngày đều ở trên đảo chạy trước chạy sau, xử lý đẩy mạnh khí vấn đề, lớn lớn bé bé tật xấu một chút đều không gián đoạn, trên đảo người thì tại thích ứng đảo nhỏ bằng phẳng phi hành sau, đều tiến vào luyện khí trạng thái. Nhoáng lên, đó là 10 ngày qua đi. Hoa hạ tháng 11 phân trung tuần, mọi người đã mặc vào áo lông. Chương 763 xính thiếp. Hoa hạ Ngân Châu, 11 tiết ngày nghỉ sau, đi làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng đã sửa đổi, buổi sáng 8 giờ, dòng xe cộ chen chúc.
một chiếc màu tím Maserati tổng tài ngừng ở đèn xanh đèn đỏ khẩu. Còn không có cùng Trương Huyền liên hệ sao? Hai người mâu thuẫn tính toán nháo tới khi nào? Tần Nhu ôm mỗi ngày, ngồi ở chiếc xe hàng phía sau, hỏi. Công ty sự bận quá, tạm thời cũng không tưởng nhiều như vậy, quá đoạn thời gian khả năng còn muốn đi công tác. Lái xe Lâm Thanh Hạm cũng không quay đầu lại nói. Tần Nhu thở dài, hai người trung gian, chính là hiểu lầm quá nhiều, vốn dĩ không cần phải làm thành như vậy sự, ngồi xuống hảo hảo nói một chút là được. Có cơ hội đi, Lâm Thanh Hạm lẩm bẩm, hơi hơi mặt nghiêng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt không tự giác đỏ lên, cơ hội này, là khi nào? 9 năm lúc sau sao? Thay đổi bất ngờ, cảnh còn người mất. Tần Nhu thấy Lâm Thanh Hạm không nói chuyện nữa. Chỉ đương nàng còn ở sinh Trương Huyền khí, về Trương Huyền tin tức, Lâm Thanh Hạm sợ Tần Nhu nhất thời không tiếp thu được, không dám nói thẳng, rốt cuộc, Tần Nhu tự thân tinh thần trạng thái cũng mới vừa khôi phục không lâu, lại chịu kích thích, rất có thể sẽ ra vấn đề. Gần đoạn thời gian tới, Lâm Thanh Hạm thường xuyên bên ngoài đi lại, tuy rằng Lâm thị công tác, nàng đã sớm giao đãi đi xuống, nhưng nàng trước sau không ở công ty, rất nhiều quyết sách cũng vô pháp trực tiếp hạ quyết định, dẫn tới công ty trong khoảng thời gian này tới. Cũng không có quá tốt phát triển, chỉ có thể nói là dừng chân tại chỗ, rốt cuộc, Thương Hải đồng dạng như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Lâm Thanh Hạm ngồi ở chính mình trong văn phòng, phê duyệt trong khoảng thời gian này đọng lại xuống dưới văn kiện, một tháng thời gian, Tân Viện Phúc Lợi đã sơ cụ hình thức ban đầu, lại có mấy tháng, bọn nhỏ là có thể trụ đi vào, rốt cuộc ở Lâm Thị như vậy một cái xí nghiệp lớn thao túng hạ, tân cái một cái viện phúc lợi, gia công thêm chút nói, đều không phải là quá hao phí thời gian. Cửa văn phòng bị gõ vang, bí thư Lý Na đẩy cửa đi đến, bí thư Lý trong tay cầm một cái túi giấy phong thư, Lâm Tổng, đây là có người chuyên môn gửi qua bưu điện cho ngươi. Lâm Thanh Hạm tiếp được phong thư, mở ra, liền thấy, này phong thư giữa, phóng một chương màu đỏ thiệp chúc mừng bìa mặt, ấn có hai thiếp vàng chữ to. Xính thiếp, Lâm Thanh Hạm mở ra, này xính thiếp, là Trúc Thị phát tới, nội dung rất đơn giản, Trúc Thị tộc trưởng, muốn nghênh thú Lâm Thanh Hạm. Mới vừa xem xong này chương xính thiếp, Lâm Thanh Hạm liền nhận được Tô Du điện thoại. Tô Thị Tân tộc trưởng làm ngươi trở về một chuyến, hắn nói. Cho ngươi nói việc hôn nhân, hỏi một chút ngươi ý kiến. Tô Du ở trong điện thoại thanh âm, có vẻ thực mất tự nhiên. Lâm Thanh Hạm gần nhất tiếp xúc không ít có quan hệ ngầm thế lực sự, một chút liền nghe ra, Tô Du bên cạnh, khẳng định có người. Lâm Thanh Hạm mở miệng nói, đây là hỏi ta ý kiến sao? Chỉ sợ ta trở về. Liền vô pháp tùy tiện đã trở lại đi. Lâm Thanh Hạm thanh âm này vừa ra, liền nghe điện thoại kia đầu truyền đến một đạo xa lạ thanh âm. Họ Lâm, người không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người hiện tại không trở lại, ta có không dưới trăm loại phương pháp, làm ngươi mặt sau thành thành thật thật trở về, nên như thế nào suy xét chính ngươi tuyển, không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. À, Lâm Thanh Hạm cười cười, không cần như vậy khẩn trương, nói cho Trúc Thị. Việc này ta ứng, thời gian là khi nào? Tháng 1 trung tuần, ta cho ngươi 3 ngày thời gian trở về. Bên kia nói xong, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Một tháng chung, Lâm Thanh Hạm biểu tình cũng không có quá lớn biến hóa, nàng biết, này bất quá là một hồi giao dịch, là Tô Thị cùng Trúc Thị giao dịch, cũng là nàng Lâm Thanh Hạm chính mình, cùng Trúc Thị giao dịch. Lâm Thanh Hạm đem xính thiếp thu hảo, hướng bí thư Lý Na nói, ta muốn đi công tác một đoạn thời gian này. Công ty sở hữu hạng mục, dựa theo thường lui tới giống nhau liền hảo, không cần có tân hạng mục khai phá, hết thảy chờ ta trở lại nói. Minh Bạch, Lý Na gật gật đầu. Lâm Thanh Hạm buông trong tay văn kiện, cầm xính thiếp, trực tiếp đứng dậy, nàng cùng Tần Nhu cùng mỗi ngày chào hỏi, trước rời đi công ty. Mỗi ngày ngồi ở Tần Nhu văn phòng chung, nhìn Lâm Thanh Hạm rời đi bóng dáng, mở to hai mắt, tò mò hỏi, Tần mụ mụ, Thanh Hạm mụ mụ làm sao vậy? Ta cảm giác nàng thực không vui. Ba cũng đã lâu cũng chưa trở về qua. Hai người bọn họ rất bận, Tần Nhu cũng không biết nên như thế nào cấp mỗi ngày giải thích. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn tiểu bằng hữu sao, buổi chiều mang ngươi đi tìm tiểu bằng hữu chơi được không? Ân, mỗi ngày dùng sức gật gật đầu. Tần Nhu nhìn ngồi ở chỗ kia ngây ngô cười mỗi ngày, thở dài, tuổi này hài tử, chính là một trương giấy trắng, không có đại nhân cái loại này phức tạp ý tưởng, vui vẻ liền sẽ biểu hiện ở trên mặt, không vui cũng sẽ bãi ở trên mặt. Ở Ngân Châu tắc tiếp nước hương một căn biệt thự nội, một cái mộc chế đình hóng gió bảy biện ở sân ngay trung tâm, này đình hóng gió là toàn bộ rời qua tới, có thể nhìn đến, mộc chế đình hóng gió đã tràn ngập niên đại cảm, ít nói gió táp mưa xa 10 năm,
làm người thực khó hiểu, ở nơi này người, làm gì sẽ gì như vậy một cái đỉnh hóng gió lại đây. Rời xa Hoa Hạ Châu Phi Tác Tô Tư Phất Lôi sa mạc, nơi này bản thân liền được xưng trong sa mạc ngõ cụt, là một mảnh thật lớn không người khu, đương Phí Lôi Tư đem nơi này mua tới sau, địa phương phía chính phủ càng là hạ lệnh cấm, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Rốt cuộc có người dùng nhiều tiền mua như vậy một mảnh vùng cấm sa mạc, châu Phi này giúp Hắc anh em cao hứng còn không kịp, sợ kim chủ đổi ý, nói trắng ra là, này ở châu Phi anh em trong mắt, mua này sa mạc tiền, đều là đến không. Nơi này quân phiệt cát cứ, mọi người xem trọng, càng nhiều là quặng, đến nỗi mà, có quặng liền có đất, tiền mới là vương đạo. Một tòa thật lớn đảo nhỏ, từ không trung chậm rãi rớt xuống, dừng ở này phiến trên sa mạc phương. Theo ầm vang một tiếng, trên đảo mọi người dưới chân run lên, đảo nhỏ cùng sa mạc mặt đất giao tiếp, một khắc đều không ngừng tức lưu xa, bởi vì này tòa đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, biến thành một mảnh yên lặng trạng thái. Tương lai, người lập tức nghiên cứu một chút nơi này cát sỏi, tưởng cái biện pháp, đem bên trong ẩn chứa nhiều loại vật chất rút ra, ít nhất có thể người bảo lãnh có thể xuyên giày đi ở mặt trên. Phí Lôi Tư, người lập tức an bài người, mặc kệ tiêu phí bao lớn đại giới. Ta muốn đem nơi này biến thành một mảnh có thể ở người địa phương, mặt sau ta sẽ cho ngươi một chương bản vẽ, ngươi an bài người nhìn xem nơi này lưu xa có bao nhiêu sâu. Y chắt ngươi, ngươi thông chi mọi người, từ nay về sau, nơi này đem làm chúng ta căn cứ địa. Trương Huyền một cái tiếp theo một cái mệnh lệnh an bài đi xuống. Phí Lôi Tư đám người tuy rằng không biết Trương Huyền muốn làm cái gì, nhưng như cũng vô điều kiện phục tùng. Lão đại, muốn đem căn cứ địa an bài đến nơi đây. Bạch Trì thực khó hiểu hỏi, ngẩng đầu nhìn không trung chói mắt diệu dương, nơi này có cái gì đáng giá chúng ta an ra à? Quang minh đảo bốn phía tường thành chậm rãi rơi xuống, làm tất cả mọi người có thể nhìn đến này mênh mông vô bờ sa mạc. Trương Huyền nhìn về phía cách đó không xa, mở miệng nói, có một đạo thiên nhiên cái chắn, nhưng bảo chúng ta an bình. Chương 764 màu đen bàn tay khổng lồ. Quang minh đảo làm toàn thế giới ngầm thế lực long đầu, này lực ảnh hưởng. Cũng không chỉ cần dưới mặt đất thế giới, bao gồm các quốc gia xã hội thường, cũng đều có cực cao địa vị. Phí Lôi Tư một chiếc điện thoại, lập tức an bài một cái thi công tập đoàn ngồi máy bay tới rồi Tác Tô Tư Phất Lôi sa mạc, đối khắp sa mạc tiến hành cải biến, mà tương lai, cũng lấy một ít cát sỏi, xuống tay nghiên cứu khởi xử lý như thế nào cát sỏi sự tới. Mấy cái giờ sau, Phí Lôi Tư an bài thi công tập đoàn liền tới đến Tác Tô Tư Phất Lôi sa mạc bên cạnh, tổng cộng có mấy ngàn người, cái này thi công đoàn đội. Cũng không biết được trên đảo người đều là ai, bọn họ chỉ biết, kêu chính mình tới, là Phí Lôi Tư phía sau tập đoàn tài chính lớn, Phú Khả Địch Quốc tập đoàn tài chính lớn. Đối với cả tòa sa mạc cải biến, từ nhất bên cạnh bắt đầu. Tương lai cũng thực mau liền đem xử lý cát sỏi phương pháp giao cho Phí Lôi Tư, loại chuyện này, đối tương lai mà nói, mấy cái giờ là có thể nghiên cứu thấu thấu triệt triệt. Thế nhân đều cho rằng Quang Minh đảo đã hoàn toàn hủy diệt, không nghĩ tới. Tại đây sa mạc chỗ sâu trong, Quang Minh đảo đang ở xây dựng mới tinh nền. Mấy nghìn người thi công đoàn đội cùng nhau động thủ cải biến một mảnh khu vực, kia tốc độ có bao nhiêu mau. Ở Phí Lôi Tư trong mắt, trước liền con số đều không tính là, con số đại gia còn muốn đi số một chút, nhưng tiền, Phí Lôi Tư căn bản lười đến số, kia căn bản chính là hoa không xong, nói trắng ra điểm, chẳng sợ Phí Lôi Tư một giây đồng hồ mua một chiếc toàn cầu hạn lượng bản siêu chạy. Hắn tiêu tiền tốc độ, cũng so ra kém hắn gia tộc kiếm tiền tốc độ. Các loại đại hình máy móc thiết bị, trực tiếp bị phi cơ điếu đến sa mạc bên cạnh. Trương Huyền cầm một ly nước trái cây, nhàn nhã nằm ở đảo nhỏ bên cạnh, nhìn phương xa ở các loại đại hình máy móc thiết bị hạ thay đổi sa mạc. Cơ hồ mỗi một giờ qua đi, trước mặt hắn đổ vật, liền sẽ đại biến một phen bộ dáng. Lão đại, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch Trì ngồi vào Trương Huyền bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Chờ, Trương Huyền trở về một chữ. Chờ, Bạch Trì khó hiểu. Trương Huyền dùng sức hút khẩu trong tay ướp lạnh dưa hấu nước, chờ một cái tiến vào thần ẩn hội cơ hội, thần ẩn hội ở chỗ này an bài ngục tốt đã chết, căng chết nửa tháng, liền sẽ an bài người lại đây xem, người nói bọn họ nhìn đến ta từ một cái không có khả năng chạy thoát nhà giam chung ra tới, sẽ là cái gì phản ứng? Bạch Trì không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, đem người mang về thẩm vấn. Không tồi. Trương Huyền gật đầu. Bạch Trì có chút lo lắng nói, lão đại, ta nghe cha ta nói, này thần ẩn hội cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, bọn họ thật muốn đem ngươi mang về thẩm vấn. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nói là thẩm vấn, nhưng cho tới nay,
mặc kệ là nghiêm hình tra tấn, vẫn là viên đạn bọc đường, quyền chủ động, không đều là nắm giữ ở bị thẩm vấn nhân thủ sao? Ta tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền không nói, nói cái gì, bọn họ phải nghe cái gì? Bạch Trì hơi hơi sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, minh bạch Trương Huyền ý tứ. Thần ẩn hội nếu là đem Trương Huyền mang về thẩm vấn, kia muốn hỏi vấn đề, tất nhiên là Trương Huyền như thế nào từ cái kia không có khả năng thoát đi nhà giam giữ ra tới. Đối với một cái không có khả năng thoát đi nhà giam, muốn nói cái gì, không đều là Trương Huyền nói tính sao, chẳng sợ nói nhà giam bên trong có điều hoa hạ ngũ trảo kim long, lại có người dám đi chứng thực. Có người dám mạo vĩnh thế gia không được nguy hiểm, đi nhà giam giữa. Lão đại, người đây là muốn đem thần ẩn hội đương hầu. Bạch Trì nói một nửa, đột nhiên sửng sốt, hắn chừng lớn đôi mắt, lão đại, người nói ngục tốt ở chỗ này, chẳng lẽ, quan người cái kia nhà giam, liền ở chúng ta này. Đó chính là lạc, Trương Huyền duỗi tay chiếu cách đó không xa một lóng tay, có một mảnh sa mạc khu vực, bị Trương Huyền hoa thành vùng cấm, không được bất luận kẻ nào tiến vào, chỉ cần có người dẫm lên kia phiến vùng cấm, lập tức liền sẽ chìm xuống, đạt tới ngự khí cảnh người muốn đi xuống, đời này khả năng đều thượng không tới. Đó là nhà giam, Bạch Trì đầy mặt nghi hoặc, hiển nhiên, hắn căn bản không có nghĩ đến, tại đây cát vàng dưới, còn có khác động thiên. Trương Huyền đem ướp lạnh dưa hấu nước hướng bên cạnh một phóng, duỗi người, một cái cá chép lộn mình đứng lên, theo sau bỗng nhiên nhảy, nháy mắt nhảy lên hơn 20 mễ cao. Trương Huyền đôi tay hư không nắm chặt, hai viên ám kim sắc năng lượng cầu xuất hiện ở Trương Huyền trong tay, Trương Huyền đem năng lượng cầu dùng sức chiều kia chỗ lưu xa ném đi. Hai viên năng lượng cầu va chạm ở bên nhau, nhấc lên tảng lớn cát bụi, liền thấy, lưu xa bắt đầu điên cuồng trong chiều tâm tụ tập. Dần dần hình thành một cái lưu xa lốc xoáy, này lưu xa lốc xoáy bán kính, có 10 mét, nếu người bị cuốn đi vào, trừ phi đạt tới hóa hình, có thể lấy khí ngự không, nếu không căn bản ra không được. Theo lưu xa lốc xoáy hành trình, lốc xoáy chung quanh lưu xa, nhanh chóng trong chiều tâm tụ tập, ngay sau đó, một cái thật lớn màu đen hố sâu, xuất hiện ở Bạch Trì trước mắt, bao gồm tương lai, nguyệt thần đám người, cũng đều thấy rõ. Đang lúc mọi người còn ở ngạc nhiên này trong hố sâu có lúc nào, liền nghe một đạo thanh âm, từ trong hố sâu phát ra, thanh âm này giống như chuông vang, chỉ là nghe vào bên tai, khiến cho người cảm thấy run sợ. Lại là vị nào thần phạt xử đại giá quang lâm, xuống dưới uống ly rượu. Không trung, một mảnh mây đen tụ tập, một con chừng 20 mét màu đen bàn tay to, từ mây đen trung vươn, thẳng đến Trương Huyền mà đi. Chỉ là nhìn đến này chỉ bàn tay khổng lồ, Bạch Trì đám người trong lòng, liền duỗi khởi một cổ cảm giác vô lực. Lão đại, để ý, Bạch Trì nôn nóng hét lớn một tiếng, lấy khí đại đao, múa may một đạo đao mang thẳng đến kia màu đen bàn tay to, còn không chờ đao mang tiếp cận bàn tay to, liền ở không trung tiêu tán. Bàn tay to từ mọi người trên đỉnh đầu không áp xuống, sở tạo thành uy áp, làm đã ngự khí người, đều cảm thấy khó có thể hô hấp, mỗi người trên mặt, đều lộ ra một bộ như lâm đại địch chi sắc. Đúng lúc này, Trương Huyền cười lớn một tiếng, Huyền Thiên đại ca, ta tới tìm các ngươi ôn chuyện tới. Trương Huyền thanh âm một vang, không trung mây đen đột nhiên tiêu tán, kia chỉ làm mọi người vô pháp thở dốc bàn tay to, cũng ngư không tiêu thất, Huyền Thiên thanh âm, từ sa mạc phía dưới vang lên, ha ha, tiểu tử ngươi, có phải hay không cùng chúng ta này đó lão đông tây nghỉ ngơi nghiện, mau xuống dưới đi, nói cho chúng ta biết ngươi thành quả. Trương Huyền lên tiếng, một đầu chui vào lưu xa trung, biến mất ở mọi người trước mắt. Đương Trương Huyền cả người hoàn toàn đi vào lưu xa trung sau, thật lớn lưu xa lốc xoáy khôi phục bình tĩnh, không trung như cũ mặt trời lên cao, chỉ là rất nhiều người, phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, kia chỉ bàn tay to cho bọn hắn áp lực, thật sự là quá cường. Bạch Trì nhìn chằm chằm lưu xa lốc xoáy xuất hiện địa phương, nuốt hạ nước miếng, hắn quay người, nhìn chung quanh một phen khoảng cách chính mình gần nhất một ít đảo dân, hắn nhìn đến, này đó đảo dân trên mặt, mang theo nồng đậm sợ sắc, nhưng trong mắt lại rõ ràng toát ra kinh hỉ thần sắc. Bạch Trì tức khắc minh bạch Trương Huyền lần này cách làm là vì cái gì, đệ nhất, nhắc nhở đại gia, kia chỗ vùng cấm thật sự rất nguy hiểm, đệ nhị, triển lãm cơ bắp. Gần đoạn thời gian, ngoại giới nơi nơi đều truyền quang minh đảo không tốt tin tức, Trương Huyền lại mất tích một tháng, tuy rằng an toàn trở về, nhưng trên đảo người, đã thiếu lúc trước đối đãi quang minh đảo cái loại này tin tưởng, giờ phút này, Trương Huyền cùng như vậy một cái trí cường giả trực tiếp đối thoại. Làm trên đảo người, một lần nữa khôi phục dĩ vãng cái loại này tâm thái, cái loại này, quang minh đảo như cũ vô địch tâm thái. Chương 765 Chiến tranh. Đêm dần dần thâm,
Phí Lôi Tư tìm tới thi công đội còn tại suốt đêm công tác, bọn họ phân hảo phê thứ, có thể làm được 24 giờ không gián đoạn thi công, bảo đảm tốc độ nhanh nhất đem này phiến sa mạc kiến thành, bao gồm thủy tài nguyên dẫn đường chờ công tác, cũng đều tại tiến hành. Đảo nhỏ bên mặt đất Lưu Sa Trung, toát ra một bóng người, Trương Huyền đi nhanh từ Lưu Sa Trung đi ra. Đêm khuya sa mạc, cũng không có ban ngày kia cổ khô nóng, suốt đêm không mây, mặt đất phóng xạ cường, tán nhiệt mau, Trương Huyền cảm thụ một chút, này không khí độ ấm, cũng liền ở 12 độ C tả hữu, như vậy nhiệt độ không khí, làm người cảm giác có chút hàn ý. Mới tới xa lạ địa phương, trên đảo người cũng không có hoàn toàn đi vào giấc ngủ, còn có người ở đảo nhỏ bên cạnh tuần tra. Nhìn thấy Trương Huyền, sôi nổi ra tiếng vấn an. Trương Huyền gật gật đầu, điều khiển một chiếc toàn địa hình xe Việt dã chiều sa mạc bên cạnh chạy tới. Muốn cải tạo một mảnh sa mạc mảnh đất, sở gặp phải lớn nhất khó khăn, không chỉ là này mênh mông vô bờ cát vàng, càng nhiều còn lại là thổ nhưỡng dinh dưỡng thành phần, trong không khí mưa xuống thành phần, nói ngắn lại, chẳng sợ có đại lượng tiền tài chống đỡ, muốn đem nơi này cải tạo thành một mảnh thích hợp cư trú mảnh đất, đều không phải là một sớm một chiều là có thể làm được. Cũng may Quang Minh đảo là chỉnh thể đi vào sa mạc, trên đảo thổ nhưỡng dinh dưỡng thành phần rất cao, có thể chống đỡ đảo dân nhóm gieo trồng một ít thảm thực vật, chờ đến đảo nhỏ thổ nhưỡng chất dinh dưỡng tiêu hao xong, nơi này cũng nên cải tạo không sai biệt lắm. Trương Huyền dưới thân này chiếc toàn địa hình xe Việt dã là trải qua tương lai cải trang, tính năng phi thường chắc tuyệt, tăng tốc so với xe thể thao tới cũng là không nhường một tấc. Trương Huyền một chân đem chân ga dẫm rốt cuộc, thực mau liền tới rồi thi công đội nơi địa phương. Vừa đến nơi này, Trương Huyền liền phát hiện một cái không thích hợp hiện tượng, thi công đội khoảng cách đảo nhỏ nơi khoảng cách có mười mấy km. Thần thoại chung có thiên lý nhãn vừa nói, nhưng cẩn thận suy tư quá người sẽ phát hiện, này thiên lý nhãn đều không phải là thần thoại, mà là mỗi người đều cụ bị năng lực, thả cùng bình thường thị lực so sánh với, thiên lý nhãn cũng không tính cái gì. Bình thường tới nói, người mắt có khả năng nhìn đến xa nhất khoảng cách, là không có hạn chế, ở ban đêm ngẩng đầu. Có thể nhìn đến khoảng cách chính mình mấy ngàn năm ánh sáng ngoại tinh cầu, nhưng đưa người nhìn thẳng, hơn nữa tại đây loại sa mạc thời tiết chung khi. Tầm mắt sẽ đã chịu nghiêm trọng trở ngại, nhưng Trương Huyền ở trên đảo thời điểm, lại có thể rõ ràng nhìn đến thi công đội công tác tiến trình. Trương Huyền nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là khí ở thay đổi hắn thân thể cường độ đồng thời, đồng dạng cường hóa hắn thị lực, làm hắn có thể xem đến càng thêm rõ ràng. Khí sở đối người mang đến tăng lên. Không riêng gì bên ngoài thượng nhìn đến kia một chút đồ vật, càng nhiều thần kỳ tác dụng, còn không có khai quật ra tới mà thôi. Trương Huyền nhìn công trình tiến triển, chỉ cần nơi này tu sửa hoàn thành, Trương Huyền là có thể đem này chế tạo thành một chỗ thành lũy, chỉ cần phá vỡ Lưu Sa thượng tầng phong ấn, Huyền Thiên là có thể làm được ngắn ngủi ra tay. Huyền Thiên thực lực cụ thể có bao nhiêu cường, Trương Huyền liền tưởng đều không thể tưởng được, hắn cảm thụ sâu nhất chính là, chẳng sợ Huyền Thiên bị nhốt ở địa ngục nhà giam chung. Chỉ có thể thông qua mở ra phong ấn trong nháy mắt vận dụng ngắn ngủi khí, vậy ở trong nháy mắt kia sở hình thành uy thế, hiện tại Trương Huyền cũng chống cự không được. Có Huyền Thiên thủ tại chỗ này, Trương Huyền đi ra ngoài làm việc, không bao giờ sẽ có cái gì nỗi lo về sau, hiện tại quan trọng nhất, chính là giải quyết thần ẩn hội sự, một khi đem việc này giải quyết, là có thể đem Lâm Thanh Hạm các nàng tất cả đều tiếp nhận tới, đến lúc đó, chẳng sợ thị tộc tập thể xuất thế, chẳng sợ thật sự thiên hạ đại loạn, nơi này cũng sẽ trở thành nhất kiên cố thành lũy. Trương Huyền tại đây đoạn thời gian, cũng đang lo lắng về sau sự. Đang lúc Trương Huyền còn đang suy nghĩ về mấy vấn đề này thời điểm, một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, từ nơi không xa vang lên. Nổ mạnh vang lên đồng thời, mặt đất đều ở lay động. Tự hành hỏa tiễn, Trương Huyền sắc mặt biến đổi, Châu Phi tuy rằng quân phiệt cát cứ, nhưng toàn bộ thế cục, không sai biệt lắm đã bị hắn ở nhiều năm trước ổn định xuống dưới. Năm đó cách mạng triển khai là lúc, xuất thuộc về Quang Minh đảo mười mấy cái lính đánh thuê đoàn, cùng vương sẽ lính đánh thuê đoàn triển khai liều chết tranh đấu, cuối cùng lấy Quang Minh đảo thắng lợi mà chấm dứt. Nhưng hôm nay, như thế nào sẽ có loại này trọng hình vũ khí lui tới? Tiếng nổ mạnh vang lên địa phương, sáng lên một mảnh ánh lửa, đứt quãng hét hò, từ phương xa truyền đến. Đang ở các loại máy móc thiết bị thượng thi công nhân viên, sớm đã có phương diện này kinh nghiệm. Bọn họ không ngừng một lần ở Châu Phi hoạt động quá, mọi người, cơ hồ cùng thời gian ngừng tay chung công tác, tìm một cái an toàn nhất địa phương tránh né lên. Trương Huyền nhìn phương xa, nheo lại hai mắt, tân xứng di động đột nhiên vang lên, điện thoại là Bạch Chỉ đánh tới. Lão đại, công trường bên kia đã xảy ra chuyện, mới vừa đem điện thoại tiếp khởi,
Bạch Trì thanh âm liền nôn nóng vang lên. Trương Huyền chiều đảo nhỏ phương hướng nhìn thoáng qua, rõ ràng nhìn đến rất nhiều bóng người chính khoác bóng đêm chiều bên này tới rồi. Trương Huyền lập tức ra tiếng nói, ta ở công trường bên này, đi ra ngoài xem một cái, các ngươi đem này an bài hảo. Minh Bạch, Bạch Trì lên tiếng. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, thân hình nhanh chóng chiều hỏa tiễn khai hỏa phương hướng phóng đi. Châu Phi này một mảnh, bởi vì địa lý vị trí và khí hậu đặc thù nguyên nhân, dẫn tới này địa hình thiên kỳ bách quái. Rõ ràng này một mảnh vẫn là sa mạc, nhưng đi phía trước mấy km, lại bất chi bất giác liền tiến vào một mảnh rừng cây giữa. Phía trước, tác tổ từ phất lôi sa mạc là làm một cái thám hiểm điểm, khu rừng này, cũng là trải qua khai phá, cũng không sẽ làm người bị lạc. Mà khi Trương Huyền đã đến thời điểm, khắp rừng cây giữa cây cối, đã là ngã trái ngã phải một mảnh, đoạn mộc bị tạc đến cháy đen một mảnh, bởi vì khí hậu khô ráo nguyên nhân, có chút cây cối đã nổi lên ngọn lửa. Cách đó không xa, sứt sẹo anh văn truyền tiến Trương Huyền trong tai. Nổ chết bọn họ, đáng chết hoa hạ người. Chỉ là này khẩu âm, Trương Huyền một chút liền phân biệt ra tới, tuyệt đối là đến từ chính những cái đó hắc anh em. Mau, né tránh, không cần cứng đối cứng, tình báo có lầm, bọn họ có trọng hỏa khí. Một trận khẩn cấp tiếng hô vang lên, là tiêu tiêu chuẩn chuẩn hoa hạ ngữ, thả thanh âm này, liền ở Trương Huyền bên cạnh 20 mét tả hữu. Trương Huyền mày nhăn lại, như thế nào sẽ có hoa hạ người tới này, duy cùng phạm vi cũng không nên là nơi này mới đúng. Đang lúc Trương Huyền suy tư khi, một viên đạn pháo chuẩn chuẩn dừng ở Trương Huyền bên chân. Tại đây đạn pháo rơi xuống nháy mắt, Trương Huyền rồi đột nhiên lắc mình đi ra ngoài, đồng thời ngưng tụ một đổ thật dày khí tường ở bên người, ngăn cản đạn pháo lực đánh vào. Đạn pháo hướng nát khí tường, Trương Huyền cũng có chút chật vật ngã trên mặt đất, quần áo dính không ít bùn đất. Khí tuy rằng cường đại, nhưng tại đây vũ khí hạng nặng trước mặt, vẫn là không đủ xem, căn cứ vừa mới đạn pháo nổ mạnh sở dẫn phát cường độ, Trương Huyền minh bạch, chính mình muốn hoàn toàn triệt tiêu này đạn pháo nổ mạnh đánh sâu vào, ít nhất còn muốn lại cường gấp đôi mới được. Trương Huyền bò dậy thân, mới vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một đạo mạn diệu thân ảnh từ chính mình trước người chạy qua. Ôn nhu, Trương Huyền thấp giọng kinh hô một tiếng. Đang ở tránh né thân ảnh, nghe thế tiếng hô, bỗng nhiên sửng sốt. Quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền, người như thế nào tại đây? Chương 766 Trương Ước Thanh. Xuất hiện ở Trương Huyền trước người này nói mạn diệu thân ảnh, đúng là Hàn Ôn Nhu. Lúc này, Hàn Ôn Nhu đầy người đều là bùn đất, hiển nhiên đối phương lửa đạn đối nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, trên quần áo cũng có rất nhiều thật nhỏ khẩu tử, là bị lựu đạn phá phiến hoa lạn. Ta đem Quang Minh đảo dọn đến nơi này, Trương Huyền thuận miệng trả lời Hàn Ôn Nhu vấn đề. Đối với Hàn Ôn Nhu, hắn cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Đem đảo dọn lại đây. Hàn Ôn Nhu trừng lớn đôi mắt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, nàng tuy rằng không tự mình đi quá Quang Minh đảo, nhưng cũng nghe người ta nói quá vô số lần, kia phiêu lưu ở Đại Tây Dương thượng một tòa đảo, đã bị như vậy dọn lại đây. Một viên đạn pháo, lại lần nữa từ phương xa đánh tới, ở Trương Huyền bên cạnh 20 mét chỗ phát sinh nổ mạnh. Trương Huyền vội vàng kéo qua Hàn Ôn Nhu. Trốn đến một bên, ngưng kết một đổ khí tường triệt tiêu đạn pháo lực đánh vào. Trương Huyền nhìn thoáng qua, thấy chiến đấu tạm thời đánh không đến bên này, nghi hoặc hỏi, các ngươi lưỡi dao sắc bén như thế nào lại ở chỗ này, còn cùng người đánh nhau rồi. Hàn Ôn Nhu hít sâu một hơi, giải thích nói, ngoại giới đồn đãi, Quang Minh đảo bị thần ẩn hội chìm vào đáy biển, địa ngục quân vương bị giam giữ 9 năm, người đồ vương chờ 7 tên Quang Minh đảo vương giả, toàn bộ táng thân thần nông giá. Hơn nữa hoa hạ phía chính phủ lại lập quy củ, ngầm thế lực không được ở thường nhân trước mặt triển lộ siêu việt C cấp lực lượng, các ngươi thủ hạ những cái đó quân phiệt, vừa nghe tin tức này, tất cả đều ngồi không yên. Trương Huyền vừa nghe, tức khắc liền minh bạch. Lúc trước Quang Minh đảo mạnh mẽ, xuất lĩnh mười mấy cái lính đánh thuê quân đoàn, kia quân đoàn nhân số, ít nhất đều là mấy vạn người, mỗi một cái quân đoàn, ở châu Phi này phiến thổ địa, kia đều là đại cá sấu tồn tại. Loại này quân phiệt đại cá sấu tất cả đều là lòng mang dã tâm hạng người, phía trước bởi vì Quang Minh đảo quá cường, mới không thể không chịu thua, hiện tại vừa nghe Quang Minh đảo đã xảy ra chuyện, tất cả đều lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Khoảng cách này cách đó không xa, có một cái Hoàng Kim Thành, là các ngươi Quang Minh đảo địa phương đi. Hàn Ôn Nhu hỏi. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu. Cái này Hoàng Kim Thành, là Trương Huyền chuyên môn vì những cái đó nghèo khổ nhân dân sở kiến một cái nơi tụ tập, đặt ở các đại quân phiệt lãnh địa trong phạm vi. Vẫn luôn bình an không có việc gì.
Hoàng Kim Thành sở dĩ kêu tên này, là bởi vì bên trong thành có một tòa mỏ vàng bị Phí Lôi Tư gia tộc mua, ở tại trong thành người, phần lớn lấy đào quặng đổi lấy thù lao mà sống. Tòa thành này, có thể nói là Trương Huyền tận mắt nhìn thấy xây lên tới, bên trong thành chủ A gì đó, đều là Trương Huyền trước kia lão bằng hữu. Hàn Ôn Nhu mở miệng nói, các ngươi quang minh đảo một đảo, các đại quân phía tất cả đều bạo loạn, đều muốn đem trong thành kia tòa mỏ vàng chiếm làm của riêng, hiện tại đánh túi bụi, trong thành có rất nhiều hoa hạ người, chúng ta nhiệm vụ lần này, chính là đem trong thành hoa hạ người an toàn rút lui. Trương Huyền nghe nói lời này, ánh mắt đột nhiên một ngưng, đôi mắt thâm thúy, giống như chim ưng giống nhau nhìn về phía Hoàng Kim Thành nơi phương hướng, ta còn là xem thường những người này dã tâm a. Quang Minh đảo ngã xuống tin tức mới truyền ra đi hơn một tháng, bọn họ liền gấp không chờ nổi. Ở Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu nói chuyện trong khoảng thời gian này, rừng cây nội lửa đạn thanh càng ngày càng nhỏ, thực mau liền đình chỉ. Các loại cây cối tiêu hồ vị cùng mùi thuốc súng hỗn hợp ở bên nhau, tràn ngập nơi nơi đều là. Rất nhiều cây cối đã bốc cháy lên lửa lớn, hỏa thế đã đến một loại khó có thể tắt trình độ, đối với trong rừng cây lửa lớn, cũng không ai đi quản, tùy ý này thiêu đốt. Ở quân phiệt trong chiến tranh, mạng người đều chỉ là một con số mà thôi, ai lại sẽ đi quản mộc lâm hay không thiêu đốt. Trương Huyền cầm lấy điện thoại, đánh cấp Bạch Trì, làm Bạch Trì an bài người lại đây dập tắt lửa. Nơi này nói như thế nào, về sau cũng muốn cải biến thành quang minh đảo địa phương, bên cạnh một mạt màu xanh lục, cũng không thể liền như vậy không có. Hàn đội, ngươi ở đâu? Một đạo cố tình đè thấp tiếng hô ở cách đó không xa vang lên. Hàn Ôn Nhu từ bên hông rút ra một phen chiến thuật đèn pin, liền lóe mọi nơi, thực mau, liền thấy 6 cá nhân đi nhanh chạy tới, là 4 trai 2 gái, trong đó có một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, còn lại 3 nam 2 nữ, đều là người trẻ tuổi, tuổi không vượt qua 25 tuổi. 6 người đè thấp thân hình đi tới, nhìn đến Hàn Ôn Nhu bên cạnh còn đứng một người thời điểm, toàn sửng sốt một chút, theo sau đầy mặt địch ý nhìn chằm chằm Trương Huyền. Ngươi là người nào, thả Hàn đội. Hiển nhiên, này 6 người đem Trương Huyền trở thành địch nhân. Đây là ta bằng hữu. Hàn Ôn Nhu vội vàng giải thích một tiếng. Nghe được Hàn Ôn Nhu giải thích, mọi người mới yên lòng, tên kia trung niên nam nhân đi lên trước tới, thấy rõ Trương Huyền là cái hoa hạ gương mặt, hướng Trương Huyền phía sau, ngươi hảo, ta là Tề Binh, lần này hành động đội trưởng, Ôn Nhu là phó đội, xuất thuộc về lưỡi dao sắc bén đại đội đệ tam tiểu đội. Trương Huyền cũng duỗi tay, ta là Trương Ước Thanh, Thanh tỉnh Thanh, làm lính đánh thuê. Trương Huyền tùy tiện biên một cái tên, hắn tình cảnh hiện tại, tuyệt đối không thể tùy tiện đem thân phận bại lộ ra đi, biết được địa ngục quân vương tên người rất nhiều, nhưng gặp qua địa ngục quân vương bản nhân, thiếu chi lại thiếu. Hàn Ôn Nhu nghe được Trương Huyền này thuận miệng khởi tên, thân thể không khỏi chấn động, kia nhớ Thanh hai chữ trung thanh, chỉ sợ không phải Thanh tỉnh Thanh, mà là Lâm Thanh hạm Thanh đi. Trương tiểu huynh đệ, người tên này, nhưng thật ra có chút thiên nữ tính hóa a. Tề Binh mở miệng nói. Tề đội, như thế nào liền các ngươi mấy cái, lão ngũ người khác đâu? Hàn Ôn Nhu nhìn mắt Tề Binh phía sau, phát hiện trừ bỏ Tề Binh 6 người bên ngoài, không còn có người. Tề Binh 6 người qua lại liếc nhau, theo sau chua xót nói, vừa mới đối phương lửa đạn quá mãnh, chúng ta tất cả đều chạy chậm, lão ngũ bị người bắt đi, bọn họ muốn dùng lão ngũ bức chúng ta thượng câu. Này giúp vương bát đàn, Hàn Ôn Nhu dùng sức chùy một chút bên cạnh cây cối. Trên mặt toàn là tức giận. Trương Huyền ra tiếng nói, Tề đội, các ngươi lần này tới cứu người, có biết hay không có cái kêu Nhậm Hương hoa hạ nữ nhân? Ngươi nói Hoàng Kim Thành thành chủ, Tề đội ra tiếng. Đúng vậy, chính là nàng. Trương Huyền vội vàng hỏi, nàng thế nào? Hàn Ôn Nhu có chút kinh ngạc phát hiện, Trương Huyền ở nhắc tới nữ nhân này khi, trên mặt nhiều vài phần khẩn trương, như vậy thần sắc, vẫn là Hàn Ôn Nhu lần đầu tiên ở Trương Huyền trên mặt nhìn thấy. Này cũng không phải Trương Huyền làm bộ ra tới, mà là tự nhiên biểu lộ mà ra, xem ra tới, hắn trong lòng thực để ý nữ nhân kia. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Tề Binh không có trực tiếp trả lời Trương Huyền vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Trương Huyền lắc lắc đầu, cũng không phải đặc biệt thuộc, chỉ là phía trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nàng đã cứu ta một mạng. Tề Binh đầy mặt hoài nghi đánh giá Trương Huyền một trận, lúc này mới nói, nàng là Hoàng Kim Thành thành chủ, cũng là Quang Minh đảo người. Này đó quân phiệt sợ hãi ra cái gì bại lộ, trước tiên liền đem nàng khống chế đi lên, hiện tại sinh tử cũng còn chưa biết. Này đó món lòng, Trương Huyền hung hăng nắm nắm tay, trong mắt tràn ngập sát ý, vài giây sau, hắn ngẩng đầu ra tiếng, Tề đội, ta đi qua 2 lần Hoàng Kim Thành,
có thể mang các ngươi trà trộn vào đi cứu các ngươi đồng đội. Chương 767 Hoàng Kim Thành. Tề binh 6 người, tất cả đều thực nghi hoặc nhìn Trương Huyền. Trương Huyền hít sâu một hơi nói, ta mang các ngươi vào thành, các ngươi giúp ta đem Nhậm Hương cứu ra, nàng đã cứu ta một mạng, ta không thể nhìn nàng rơi vào những cái đó quân phiệt trong tay, kia đều là một đám ăn thịt người không nhả xương. Tề binh 6 người qua lại liếc nhau, theo sau tề binh hướng Trương Huyền gật gật đầu, không thành vấn đề. Trương Huyền âm thầm cấp Bạch Trì đã phát điều tin tức, nói phải rời khỏi mấy ngày, theo sau đi theo này chi lưỡi dao sắc bén đội ngũ, chiều Hoàng Kim Thành đi đến. Dọc theo đường đi, Trương Huyền đều ở trầm mặc, nghe tề binh đám người chế định kế hoạch, Trương Huyền phát hiện, này một đội người, trừ bỏ tề binh coi như có chút kinh nghiệm bên ngoài, còn lại vài tên thanh niên nam nữ, tất cả đều là tay mơ, cực độ khuyết thiếu kinh nghiệm. Muốn ta nói, Hoàng Kim Thành nói là thành, trên thực tế chính là một cái bình thường nơi tụ tập, chung quanh đều là dùng lưới sắt cách ly lên, chúng ta căn bản không cần từ cửa chính đi vào, tùy tiện tìm cái khẩu đều có thể vào thành. Một người tên là Trần Quang thanh niên mở miệng. Đúng vậy, ta cũng như vậy cho rằng, này đó lính đánh thuê tố chất giống nhau, chúng ta chỉ cần che giấu hảo điểm, bọn họ phát hiện không được chúng ta. Tên là Trình Thấm nữ hài mở miệng, chúng ta chỉ là không cẩn thận để lộ tiếng gió, bị bọn họ đánh cái trở tay không kịp mà thôi, lúc này đây, tuyệt đối muốn đem phía trước bãi tìm trở về. Vài tên thanh niên nam nữ, tất cả đều lời thề son sắt, một bộ không đem lính đánh thuê để vào mắt bộ dáng. Trương Huyền nghe nói, âm thầm lắc lắc đầu, loại này tay mơ ngôn luận, hắn nghe qua quá nhiều, mỗi một cái tại hành động trước, đều có 10 phần tự tin, chỉ nghĩ tới rồi chính mình có thể nghĩ đến thả có thể làm được, chút nào nghiền ngẫm không đến địch nhân tâm lý, đối với loại này tay mơ ngôn luận, Hoa Hạ vẫn luôn đều có một cái cách nói, gọi là, lý luận suông. Trương Ước Thanh tiểu huynh đệ, người cảm thấy thế nào? Tề binh nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười cười, biện pháp này, chỉ sợ không được. Không được, Trần Quang vừa nghe lời này, sắc mặt có chút bất mãn, hắn là lúc ấy trong đội nhất tinh anh một người thành viên, trải qua tầng tầng tuyển chọn, vào lưỡi dao sắc bén, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, người tài giỏi như thế, tự nhiên có thuộc về hắn ngạo khí, ở trước kia, hết thảy hành động, Trần Quang đều là làm tổng chỉ huy tồn tại, đi vào lưỡi dao sắc bén sau, phục tùng lưỡi dao sắc bén lão đội viên mệnh lệnh, Trần Quang chịu phục. Nhưng hiện tại một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại lính đánh thuê nghi ngờ hắn. Cái này làm cho Trần Quang thực khó chịu. Bao gồm cái kia Trình Thấm, cũng lộ ra bất mãn bộ dáng. Ngươi nói cho ta, như thế nào không được? Trần Quang hướng Trương Huyền mở miệng. Trương Huyền nhún vai, không sao cả buông tay. Ngươi xem, dù sao chúng ta là hợp tác quan hệ, các ngươi phải có kế hoạch của chính mình, khi ta chưa nói. Trương Huyền ở trong xã hội đi lại nhiều năm như vậy. Nhất không muốn làm sự, chính là cùng một cái gì cũng đều không hiểu thả còn thực kiêu căng người tranh luận, cùng loại người này tranh, chẳng sợ tranh cái đỏ mặt tía tai, thậm chí vung tay đánh nhau, đều sẽ không có cái gì kết luận, tốt nhất cùng trực tiếp nhất biện pháp, chính là làm hiện thực cho hắn một cái bàn tay, hắn liền minh bạch chính mình sai rồi. Trương Huyền thừa nhận, Trần Quang loại người này, các phương diện tố chất đều thực không tồi, nhưng bọn hắn khuyết thiếu chính là kinh nghiệm. Trùng hợp, hiện tại thế đạo này, có bản lĩnh người. Không nhất định so kinh nghiệm lão đạo người muốn sống được hảo, đặc biệt là ở châu Phi loại này quân phiệt cát cứ nơi, một người có thể sống sót, hai phần dựa bản lĩnh, tám phần dựa kinh nghiệm, lại có bản lĩnh người, cũng thắng không nổi súng máy đỉnh ở trán thượng phóng ra. Trần Quang thấy Trương Huyền ngữ khí chịu thua, lúc này mới vừa lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chế định kế hoạch của hắn. Trần Quang kế hoạch, ở hắn cùng Trình Thấm chờ vài tên người trẻ tuổi xem ra, là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng ở kinh nghiệm lão đạo người trong mắt, lại là trăm ngàn chỗ hở, loại này trăm ngàn chỗ hở kế hoạch, làm lần này đội trưởng tề binh, đương nhiên sẽ không nhìn không ra tới, bất quá hắn một câu cũng chưa nói, hiển nhiên cũng là muốn cho những người trẻ tuổi này chướng chướng kinh nghiệm. Mấy người ngồi ở rừng rậm chung, đại khái dùng 15 phút thời gian, liền chế định hảo kế hoạch, theo sau khoác bóng đêm, chiều Hoàng Kim Thành phương hướng, chậm rãi sờ soảng. Hoàng Kim Thành khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa. Ra khu rừng này, là có thể nhìn đến trước mắt có một trường lưới sắt toàn bộ thông điện. Lưới sắt nội, chính là Hoàng Kim Thành, giống như bình thường thành thị huyện thành giống nhau, chẳng qua nơi này lộ gồ ghề lồi lõm, cũng không có cao ốc building, 4 tầng lâu tại đây Hoàng Kim trong thành, đều xem như đứng đầu. Hoàng Kim Thành diện tích cũng không lớn, đại khái 600 km vuông tả hữu. Trương Huyền 8 người tránh ở trong rừng cây, có thể nhìn đến.
đang có không ít cốt xấu như xài cư dân, ngồi ở Hoàng Kim Thành đường cái thượng, mỗi người trên người đều là dơ hề hề. Một chiếc lại một chiếc quân dụng Jeep ở trên đường nối gót mà qua, Jeep sau đấu giá một đính rất súng máy, treo ở súng máy thượng kia 20mm đường kính viên đạn, có thể nhẹ nhàng đánh xuyên qua 3cm hậu bọc giáp, người muốn ai thượng một thương, nửa cái thân mình đều phải nổ tung. Jeep ngồi lính đánh thuê, ngậm thuốc lá, huýt sáo, không ngừng đối ven đường nữ tính nói một ít thô bỉ chi ngữ. Đối mặt này đó lính đánh thuê thô bỉ chi ngữ, những cái đó ven đường nữ tính không những không có một chút sinh khí, ngược lại mị nhãn như tơ hướng này đó lính đánh thuê nhóm huy xuống tay, liên tục chỉ vào chính mình phía sau phòng ốc, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nhớ Thanh tiểu huynh đệ, có cái gì phát hiện sao? Tề binh nhìn trong chốc lát, hướng Trương Huyền hỏi. Trương Huyền híp mắt nói, này trong thành, chỉ là đại quân phiệt lực lượng, có tụ tập không dưới ba cổ, tiểu nhân lính đánh thuê đoàn đội càng nhiều, cả tòa thành bị chia làm ba cái khu vực. Tề binh rất là nhận đồng gật gật đầu, theo sau hướng Trần Quang vài tên người trẻ tuổi nói, hảo hảo nghe điểm, học được quan sát, này đối với các ngươi rất quan trọng, nhớ Thanh tiểu huynh đệ tại đây làm lính đánh thuê, hắn kinh nghiệm là đáng giá các ngươi học tập. Minh bạch, Trần Quang lên tiếng, hắn tuy mặt ngoài nói như vậy, nhưng âm thầm lại ở khinh thường bĩu môi, trong mắt hắn, lính đánh thuê, chính là một đám bất nhập lưu hạng người, làm sao có thể cùng bọn họ so sánh với. Quan sát trong chốc lát, Trần Quang phất phất tay, cởi áo khoác, Trình Thấm chờ hai nam hai nữ, cũng cùng Trần Quang giống nhau, đem áo khoác cởi xuống dưới, theo sau phản xuyên áo khoác, chính là một kiện y phục dạ hành, ở đêm khuya giữa có thể thực tốt ẩn tàng thân hình. Tề binh cùng Hàn Ôn Nhu tắc như cũ ghé vào nơi nào, tùy thời chuẩn bị chi viện Trần Quang năm người. Trần Quang năm người thay y phục dạ hành sau, chậm rãi chiều lưới sắt tiếp cận, trong đó một người lấy ra một phen đặc chế tay kiềm, loại này tay kiềm sẽ không dẫn điện, đồng thời có thể dễ dàng xén lưới sắt. Năm người đã sớm tuyển hảo một chỗ không ai địa phương, chiều kia sờ soạng. Tề đội, ngươi liền như vậy yên tâm bọn họ năm cái. Trương Huyền tránh ở một thân cây làm sau, ra tiếng nói. Thực lực của bọn họ không tính quá yếu, chẳng sợ đánh không lại, chạy vẫn là không có vấn đề, rốt cuộc chúng ta phía sau đều là rừng cây, chiếm cứ bẩm sinh tính ưu thế, huống hồ, chiến tranh vốn dĩ chính là muốn người chết, này đó tiểu tử quá ngạo, tổng muốn cho bọn họ chướng điểm giáo huấn mới được. Tề binh nói, chương 768 khuyết thiếu kinh nghiệm. Hàn Ôn Nhu khó hiểu nhìn Trương Huyền cùng Tề binh hai người, nghe hai người bọn họ ý tứ, không có một người cho rằng Trần Quang bọn họ sẽ thành công. Thậm chí đã đoán trước tới rồi Trần Quang bọn họ kế tiếp bại lui bộ dáng. Tề đội, ý của ngươi là, Trần Quang bọn họ nhất định sẽ thất bại. Hàn Ôn Nhu mở miệng nói. Không phải ta ý tứ, mà là ta cùng nhớ Thanh tiểu huynh đệ ý tứ, đôi ta đều cho rằng, Trần Quang bọn họ sẽ thất bại. Tề binh cố ý duỗi tay chỉ Trương Huyền. Vì cái gì, Hàn Ôn Nhu khó hiểu, nàng tuy rằng là phó đội thân phận, nhưng cũng chính là do Trần Quang bọn họ nhiều chấp hành vài lần nhiệm vụ. Nhưng ở phương diện này kinh nghiệm, so Trần Quang bọn họ nhiều không bao nhiêu. Tề binh hướng Trương Huyền chu chu môi, người hỏi nhớ Thanh tiểu huynh đệ đi, hắn tuổi tác cùng các ngươi không kém bao nhiêu, nhưng ở kinh nghiệm thượng, muốn so các ngươi lão đạo nhiều, vừa mới một đường đi tới, Trần Quang bọn họ 5 người, bao gồm ngươi, đều không có cố tình đi đè thấp tiếng bước chân, chỉ có nhớ Thanh tiểu huynh đệ chủ động áp xuống bước chân, Quang ở phương diện này, cũng đã kéo ra các ngươi quá nhiều. Trương Huyền cười cười. Hướng Hàn Ôn Nhu mở miệng nói, rừng cây thế giới, vẫn luôn là thuộc về lính đánh thuê, không cần xem này đó lính đánh thuê ở cá nhân tố chất thượng xa xa không bằng các ngươi, nhưng ở rừng cây sinh tồn kinh nghiệm thượng, bọn họ muốn vượt qua các ngươi một mảng lớn, đơn giản tới nói, ngươi suy xét đến vấn đề, này đó lính đánh thuê đã sớm suy xét tới rồi, ngươi không suy xét đến vấn đề, bọn họ cũng đã sớm suy xét tới rồi, tới trên đường, có chút địa phương rõ ràng trồng chất lá cây muốn hậu. Ngươi dẫm lên đi thời điểm sẽ phát ra rõ ràng tiếng vang, đây là tự cấp đối phương nhắc nhở. Đối với Trương Huyền thuyết giáo, Hàn Ôn Nhu không có cái loại này khinh thường thái độ, ngược lại là thực nghiêm túc nghe, bởi vì nàng minh bạch, Trương Huyền kinh nghiệm, đừng nói là chính mình, chính là lưỡi dao sắc bén đại đội trưởng, kia cũng không đuổi kịp. Chỉ là có cái địa phương, Hàn Ôn Nhu cảm thấy hoang mang, nàng hỏi, những cái đó lính đánh thuê đều ở trong thành, bọn họ thật có thể nghe được chúng ta dẫm đến lá cây thanh âm. Không phải bọn họ nghe được, Trương Huyền lắc lắc đầu, giải thích nói, có một loại loài chim, kêu Mỹ lương điểu, chỉ sinh hoạt ở châu Phi, loại này đều thích ngốc tại trống trải đất rừng, giống nhau đều sẽ trên mặt đất nhảy lên di động hoặc hành tẩu,
ăn trái cây cùng quả mọng chờ thực vật tính đồ ăn, chẳng sợ nơi xa có người trải qua, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng nó, trừ phi người tới động tĩnh đặc biệt đại, dẫm đến hậu tích lá rụng thượng khi, liền sẽ kinh động loại này loài chim, mỹ lương điểu giống nhau tập 30 chỉ tả hữu tiểu quần thể hoạt động. Một khi phi hành lên, muốn làm ồn ào, đối với sinh hoạt tại đây lính đánh thuê tới nói, chính là thiên nhiên radar. Nghe Trương Huyền nói, tể binh tương đương nhận đồng gật đầu, ở trong rừng cây, có quá nhiều các ngươi sở không biết sự, này đó kinh nghiệm, tất cả đều là dùng mệnh đua ra tới, Trần Quang mấy người bọn họ, sớm đã bị người khác phát hiện. Hàn Ôn Nhu cứng họng không nói, nhìn Trần Quang bọn họ 5 người bóng dáng, có chút lo lắng. Trương Huyền dựa vào thụ sau, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, cuối cùng 3 giây, 2 giây, 1 giây, nằm đảo. Ở Trương Huyền hô lên nằm đảo hai chữ thời điểm, Hàn Ôn Nhu cùng tề binh, cơ hồ theo bản năng liền làm ra động tác như vậy. Hai người vừa mới nằm ngã xuống đất, liền nghe cách đó không xa truyền đến một trận nổ vang, đại địa đều ở run nhẹ nhẹ, ánh lửa tận trời, khí lãng thổi quét mà đến. Đây là đạn pháo rơi xuống trên mặt đất phát ra ra thanh âm. Bại lộ, đi, ba người đồng thời nghe được Trần Quang nôn nóng thanh âm. Ai, Trương Huyền thở dài, này không phải cố ý nhắc nhở đối phương hướng nào xả kích đâu sao. Phảng phất ở xác minh Trương Huyền nói giống nhau, trong đêm đen, vô số ngọn lửa từ hoàng kim bên trong thành phun ra mà ra, thẳng đến Trần Quang 5 người mà đi, hoàng kim bên trong thành người căn bản là không cần làm cái gì nhắm chuẩn, chỉ dùng căn cứ trong rừng truyền đến thanh âm, tiến hành bắn phá là được. Cũng may rừng rậm rất sâu, có che trời cây cối làm công sự che chắn, bằng không Trần Quang 5 người, tuyệt đối chạy không thoát. Tuy là như vậy, đương 5 người hoàn toàn tránh thoát đối phương xả kích phạm vi khi, đều là đầy người chật vật. 5 người thở hổn hển, chạy trở về, mỗi người trên mặt, đều có một bộ sống sót sau tai nạn may mắn. Hàn Ôn Nhu vội vàng tiến lên, nhìn xem 5 người có hay không bị thương, Trương Huyền cùng tề binh 2 người, còn lại là nhàn nhã ngồi ở một bên, cầm một cây nhánh cây, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Thảo, bọn họ sao có thể phát hiện chúng ta? Trần Quang oán hận huy quyền tạp một chút bên cạnh thân cây, theo sau nhìn đến chính nhàn nhã ngồi ở kia Trương Huyền, ra tiếng nói, chúng ta giữa, tuyệt đối có người cấp đối phương mật báo. Bằng không bọn họ không có khả năng ở chúng ta tiếp cận thời điểm liền tinh chuẩn phát ra công kích, hơn nữa ta quan sát đến, bọn họ là cố ý làm chúng ta nhiều đi tới 100 mét, chính là tưởng dẫn chúng ta nhập bẫy dập. Nga, tề binh nhìn mắt Trần Quang, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta giữa, ai sẽ cho đối phương mật báo? Còn có thể có ai? Trần Quang liếc mắt một cái liền tỏa định tới rồi Trương Huyền trên người, ở đây, đã có thể chỉ có một người ngoài. Hàn Ôn Nhu nghe được lời này, không vui nói, ngươi nói người ngoài, chính là ta bằng hữu. Hàn đội, không phải chúng ta nghi ngờ ngươi, tên là Trình Thấm nữ đội viên mở miệng, mà là ngươi cái này bằng hữu, ra tới thời gian quá đặc thù, ngươi tưởng, chúng ta một bị tập kích, ngươi liền đụng tới hắn, hắn còn muốn cùng chúng ta cùng đi Hoàng Kim Thành, chúng ta vừa mới chế định kế hoạch, hắn đều nghe được. Đúng vậy Hàn đội, cái này địa phương, chi nhân chi diện bất chi tâm, trừ bỏ chính chúng ta người, ai đều không thể tin tưởng. Ngươi như thế nào có thể xác định, người bằng hữu vẫn là người trước kia nhận thức dáng vẻ kia đâu. Không tồi, Hàn đội, ngươi cần phải để ý a, bằng không ngươi nói, chúng ta sao có thể sẽ bị người trước tiên phát hiện, tuyệt đối có người mật báo. Vài tên tuổi trẻ đội viên, tất cả đều hướng Hàn Ôn Nhu mở miệng. Trần Quang nhìn chằm chằm Trương Huyền, ra tiếng, ta cho rằng, chúng ta hẳn là loại bỏ. Được rồi, đều câm miệng, vẫn luôn không ra tiếng tể binh hét lớn một tiếng. Đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Quang 5 người, chất vấn nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy, nhất định có người bán đứng các ngươi. Trần Quang 5 người ở tề binh dưới ánh mắt, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, nhưng vẫn là dám định mở miệng, nhất định là, bằng không bọn họ sao có thể trước tiên phát hiện chúng ta tự nhận là che giấu thực hảo. Ha ha, tề binh cười lạnh một tiếng, các ngươi tự nhận là che giấu thực hảo. Không nhìn xem các ngươi tuyển chính là địa phương nào. Liền các ngươi vừa mới sở lựa chọn phương hướng, ta nếu là lính đánh thuê, hiện tại ngồi ở trong phòng ôm mỹ nữ hưởng lạc, đều có thể rõ ràng nhìn đến các ngươi. Không có khả năng, nơi đó rõ ràng là người ít nhất địa phương, sao có thể bị trước tiên phát hiện. Trình Thấm không tin. Không có khả năng, tề binh mắt lạnh nhìn Trình Thấm, vậy ngươi nói cho ta, sở hữu địa phương, đều có trọng binh gác, vì sao cố tình các ngươi đi nơi đó, liền không có người nhìn. Trình Thấm há miệng thở dốc. Muốn ra tiếng, lại nói không ra lời nói tới. Chương 769 nơi này không cần chứng cứ.
Ở phía trước, Trình Thấm bọn họ cũng chú ý tới điểm này, nhưng ở bọn họ 5 người xem ra, đây là đám kia bất nhập lưu lính đánh thuê ở lười biếng mà thôi. Nhưng hiện tại muốn nói ra cái gì lính đánh thuê bất nhập lưu linh tinh nói, Trình Thấm mấy người nhưng nói không nên lời, rốt cuộc bọn họ vừa mới bị đám kia lính đánh thuê đánh chạy vắt giò lên cổ. Thấy Trình Thấm mấy người đều không ra tiếng, Tề Binh tiếp tục nói, các ngươi sở đi nơi đó, tổng cộng trải qua tam cây độ cao vượt qua 11 mễ đại thụ, trên cây đều có tổ chim, đương các ngươi đi qua kia tam cây thời điểm, tổ chim nội phát ra động tĩnh, nhân gia cũng đã phát hiện các ngươi, lưới sắt tuy rằng phòng ngự tính so tường đá kém một ít, nhưng tầm nhìn chống trải tính càng cường, chỉ cần hơi chút chú ý một ít, là có thể tùy tiện phát hiện các ngươi quá khứ thời điểm, chỉ chủ yếu đến nhân gia phòng thủ bạc nhược. Có hay không chú ý tới các ngươi chính mình nơi hoàn cảnh là cái dạng gì? Tề Binh nói xong này đó, lại là liên tiếp chỉ ra vài cái vấn đề, nói Trần Quang 5 người hổ thẹn khó làm, nếu không có Tề Binh chuyên môn nói ra, bọn họ đến bây giờ khả năng đều còn không có ý thức được. Vừa mới, nếu không phải nhớ Thanh tiểu huynh đệ cố ý dùng đèn pin quang lầm đạo đối phương, chỉ sợ các ngươi 5 cái đều bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, bây giờ còn có mặt nói là nhớ Thanh tiểu huynh đệ bán đứng các ngươi. Mau đi xin lỗi. Tề Binh quát lớn nói. Trần Quang mấy người, sắc mặt đều có chút khó coi nhìn chằm chằm Trương Huyền, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không chịu chủ động qua đi xin lỗi. Này đó đều là người trẻ tuổi, trong lòng cao khí ngạo đồng thời, nhất chú trọng chính là mặt mũi, hiện tại làm cho bọn họ kéo xuống mặt đối một cái vừa mới còn bị chính mình của trách nghi ngờ người xin lỗi, này sẽ làm bọn họ cảm giác thực mất mặt. Như thế nào, không muốn. Tề Binh nhìn Trần Quang 5 người không dao động bộ dáng. Hảo, Tề ca, ai đều có phạm sai lầm thời điểm, chúng ta cũng là từ không hề kinh nghiệm chậm rãi tích lũy tới. Trương Huyền ra tiếng, hắn đối làm những người trẻ tuổi này nhận túng cũng không có cái gì hứng thú. Thấy Trương Huyền đều nói chuyện, Tề Binh cũng không lại kiên trì, nhân cơ hội giáo dục Trần Quang đám người, thu hồi các ngươi trong lòng kia phân kiêu ngạo, các ngươi phải nhớ kỹ, kế tiếp các ngươi đối mặt bất luận cái gì sự tình, đều là một cái học tập quá trình. Khiêm tốn là chính yếu. Tề Binh nói xong, đi hướng một bên. Hàn Ôn Nhu tắc đem Trương Huyền vừa mới nói cho nàng một ít kinh nghiệm, tất cả đều nói cho Trần Quang đám người, tỉ như Mỹ Lương đều có thể cấp lính đánh thuê đương radar sự. Hàn đội, người hiểu được cũng quá nhiều đi, loại này điều, ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Trình Thấm nói, không phải ta hiểu nhiều lắm, đây đều là vừa mới Trương. Trương Ước Thanh nói cho ta, Hàn Ôn Nhu ra tiếng. Hắn. Trình Thấm không khỏi nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Giờ phút này, Trương Huyền đang theo Tề Binh ngồi vào một bên, thảo luận cái gì? Trương Huyền trước người, đúng là hắn vừa mới dùng nhánh cây họa ra tới một ít đồ vật. Nhớ Thanh tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Tề Binh đối đãi Trương Huyền thái độ, cùng đối đãi Trần Quang đám người hoàn toàn bất đồng, đối mặt Trần Quang bọn họ, Tề Binh là một cái tiền bối thân phận, mà đối mặt Trương Huyền, còn lại là cùng thế hệ, thậm chí rất nhiều đồ vật. Còn muốn nhiều nghe Trương Huyền ý kiến. Trương Huyền nói, vừa mới lửa đạn diện tích che phủ không lớn, hơn nữa ta quan sát đến, có 17 rất súng máy tầm bắn là bao trùm Trần Quang đám người vừa mới nơi phạm vi, nhưng cũng không có xạ kích, thuyết minh kia 17 rất súng máy chủ nhân, cùng vừa mới khai hỏa những người đó đều không phải là một cái trận doanh, như thế nói, liền rất hảo phân biệt này bên trong thành tam đại thế lực phân bố, chúng ta có thể ngày mai giữa trưa vào thành nhiều tìm hiểu chút tin tức. Nói xong, Trương Huyền đem hắn vừa mới sở họa đồ vật toàn bộ lau. Vì cái gì muốn ngày mai giữa trưa lại vào thành? Trần Quang đi lên bỏ ra thanh nói, hắn vừa mới ném người, hiện tại rất muốn thông qua nào đó phương pháp, đem mặt mũi tìm về đi, thuận tiện ở Tề Binh trước mặt biểu hiện một chút, hiện tại là buổi tối, phòng thủ nhất bạc nhược thời điểm. Các ngươi vừa mới cùng người khác khai quá mức, hiện tại liền vào thành, không sợ khiến cho hoài nghi sao? Trương Huyền ra tiếng nói. Hoài nghi khẳng định là có, Trần Quang nói, nhưng người muốn rõ ràng, càng là nguy hiểm địa phương, mới càng là an toàn, ta đã từng học quá 3 năm tâm lý học, lúc này vào thành, ngược lại sẽ làm người không xác định chúng ta chân thật ý đồ, cho dù có sở hoài nghi, bọn họ cũng tìm không ra chứng cứ tới. Trần Quang nói xong, rào rạt đắc ý nhìn mắt Trương Huyền, ở Trần Quang xem ra, tâm lý học loại đồ vật này, hắn Trương Ước Thanh một cái lính đánh thuê, biết cái gì. Tề Binh không vui nhìn mắt Trần Quang, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm, chạm một bên đi nghe là được. Tề Binh răn dậy xong Trần Quang, có chút ngượng ngùng hướng Trương Huyền cười cười, nhớ Thanh tiểu huynh đệ, ngươi tiếp tục nói. Trương Huyền nhìn mắt Trần Quang,
theo sau hướng Tề Binh nói, Tề đại ca, các ngươi lưỡi dao sắc bén, dưới mặt đất thế giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào cũng là hoa hạ A cấp ngầm thế lực, nhưng các ngươi này đó tân đội viên, cũng không cụ bị A cấp ngầm thế lực nên có tố chất A, chẳng sợ C cấp ngầm thế lực, cũng so với bọn hắn hiếu thắng. Trương Huyền nội tâm cũng không để ý Trần Quang nói gì, nhưng hắn hiện tại sắm vai chính là một cái lính đánh thuê kia đều là mũi đao thượng liếm huyết hỗn nhật tử, tự nhiên muốn biểu hiện ra ứng có tức giận tới. Tề Binh ngượng ngùng đối Trương Huyền cười cười. Dù cho Tề Binh đã nói cho Trần Quang, làm hắn không cần nói chuyện, nhưng Trần Quang vẫn là nhịn không được nói, họ Trương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi hiểu tâm lý học sao? Chúng ta hiện tại đi vào, bọn họ chỉ có thể suy đoán. Căn bản sẽ không nghĩ đến vừa mới những người đó là chúng ta. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, ta là không hiểu cái gì tâm lý học, nhưng ta rất rõ ràng, người hiện tại vào thành, mặc kệ bọn họ có thể hay không đem chúng ta thân phận cùng vừa mới kia sự kiện liên tưởng đến cùng nhau, đều sẽ đối chúng ta động thủ. Dựa vào cái gì? Trần Quang há mồm liền hỏi, không có bất luận cái gì chứng cứ, bọn họ sẽ đối chúng ta động thủ. Ha ha, Trương Huyền đứng dậy, chứng cứ. Chờ ngươi xuống địa ngục, đi hỏi một chút Diêm Vương, chứng cứ là cái gì thì tốt rồi, nơi này người, muốn giết ngươi, chỉ cần có chút hoài nghi là được, còn muốn chứng cứ. Mọi việc tưởng nói chứng cứ, liền đừng tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, nhân lúc còn sớm về nước đi. Trương Huyền nói xong, không có lại xem Trần Quang mấy người liếc mắt một cái, tìm cây làm, bò lên trên đi, chọn một cây còn tính thô tráng nhánh cây, liền như vậy nằm xuống. Nơi này người. Chưa bao giờ sẽ nói cái gì chứng cứ không chứng cứ, ngươi cho bọn hắn mang đến không được ích lợi, liền cùng heo chó không có khác nhau. Tề Binh cũng nói một tiếng, học Trương Huyền bộ dáng, tìm căn thô tráng nhánh cây nằm xuống. Trần Quang đám người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra chút quẫn trạng. Trương Huyền nằm ở nhánh cây thượng, ngẩng đầu nhìn dấu ở mậu lâm thượng bầu trời đêm, năm đó ở châu Phi từng màn, nảy lên trong lòng. Trương Huyền còn nhớ rõ. Cái kia đi theo chính mình chạy ngược chạy xuôi 3 năm huynh đệ, cả người là huyết nằm ở chính mình trong lòng ngực, phá vỡ mảnh đạn đã chui vào hắn trái tim, hắn duy nhất tiếc nuối, chính là về sau vô pháp chiếu cố hắn ái nhân, cái kia kêu Nhậm Hương nữ nhân. Chờ hắn sau khi chết, Nhậm Hương cũng lưu tại châu Phi, hắn lăng mộ, liền ở Hoàng Kim bên trong thành. Chương 770 vào thành. Về Hoàng Kim bên trong thành phát sinh sự tình, Trương Huyền có rất nhiều tưởng không rõ điểm. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn cùng lưỡi dao sắc bén hợp tác nguyên nhân, thứ nhất, là giúp Hàn Ôn Nhu một phen, nếu là Hàn Ôn Nhu bọn họ mấy cái vào thành, lấy Trương Huyền đối những cái đó quân phiệt hiểu biết, bọn họ tuyệt đối vô pháp cứu bọn họ chiến hữu, còn tất cả đều đến tài đi vào. Đệ nhị, những cái đó quân phiệt là cái gì sắc mặt, Trương Huyền quá rõ ràng bất quá, tuy nói là không có lợi thì không dậy sớm, nhưng Quang Minh đảo lúc này mới xuống dốc hơn một tháng, bọn họ lại đột nhiên đối Hoàng Kim Thành động thủ. Này cũng quá sốt ruột, huống hồ, trong thành kia tòa mỏ vàng, thuộc về Phí Lôi Tư gia tộc, này đó quân phiệt, từ đâu ra can đảm, đoạt Phí Lôi Tư gia đồ vật. Chẳng sợ Quang Minh đảo chìm vào đáy biển, liền tính Phí Lôi Tư bản nhân đã chết, kia mỏ vàng, đều không phải này đó quân phiệt năng động. Trương Huyền suy đoán, ở này đó quân phiệt phía sau, khẳng định có người ở dẫn đường bọn họ làm như vậy, nhưng sau lưng người rốt cuộc là ai, lại có cái gì mục đích? Này đó... Đều phải làm Trương Huyền tự mình đi điều tra một chút, hiện tại thế cục quá mức hỗn loạn, trừ bỏ thần ẩn hội cùng thị tộc bên ngoài, còn có một cái thần thánh thiên quốc, đang âm thầm như hổ rình mồi, địch nhân, quá nhiều quá nhiều. Một đêm lặng yên mà qua, thái dương dần dần nổi lên trời cao. Một đêm con muỗi đốt, làm Trần Quang đám người tất cả đều ngủ không an bình, buổi sáng lên, mỗi người đều có vẻ phi thường mỏi mệt. Nhưng thật ra Trương Huyền, ngủ cũng không tệ lắm. Ở lúc ban đầu tiếp xúc thế giới ngầm thời điểm, Trương Huyền liền trà trộn loại này châu Phi rừng cây, có thể nói, hắn mới xuất đạo thời điểm, ngủ ở nhánh cây thượng so ngủ ở trên giường còn làm hắn an tâm. Mấy người cố ý ở trong rừng cây vòng hành một vòng, theo sau chiều Hoàng Kim Thành chính đại môn nhập khẩu đi đến. Người này thật nhiều a, ta còn tưởng rằng cơ hồ không có gì người đâu. Hàn Ôn Nhu đang đi tới Hoàng Kim Thành trên đường, nhìn đến rất nhiều thân ảnh, có súng vác vai, đạn lên nòng lính đánh thuê. Còn có quần áo lam lũ dìu già dắt trẻ chạy nạn giả, kia hài tử mới 3 tuổi đi, liền đi theo cha mẹ cùng nhau chạy ra. Một người 3 tuổi tiểu nam hài, lời nói đều nói không rõ, cả người đen tuyền, trong tay bắt lấy một khối làm bánh, cười phá lệ vui vẻ.
Hoa Hạ hài tử luôn oán giận cha mẹ quản được nhiều, không nghĩ tới, cha mẹ ở quản giáo bọn họ đồng thời, cho bọn hắn cung cấp thật tốt sinh tồn hoàn cảnh. Trương Huyền thở dài, ở chỗ này, có thể ăn no chính là lớn nhất hạnh phúc, người có thể tưởng tượng đến, có chút hài tử, 7 tuổi liền thượng chiến trường sao. 7 tuổi, Hàn Ôn Nhu hít hà một hơi, 7 tuổi hài tử, kia vừa mới đến học tiểu học tuổi tác A, vậy thượng chiến trường. Trương Huyền đột nhiên ngừng bước chân, Hàn Ôn Nhu đám người, cũng theo bản năng dừng thân hình, nhìn về phía Trương Huyền. Như thế nào đột nhiên không đi rồi, mau đi trong thành, trước tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trình Thấm có chút gấp không chờ nổi nói, tinh thần độ cao khẩn trương, hơn nữa tối hôm qua vẫn luôn cũng chưa nghỉ ngơi tốt, làm nàng trong đầu không ngừng xuất hiện dục muốn ngất cảm giác. Có chuyện, muốn trước tiên cho các ngươi nói rõ ràng. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét mấy người, chúng ta kế tiếp, muốn lấy lính đánh thuê thân phận vào thành, các ngươi sẽ anh văn, tận lực đều nói anh văn, thả bất luận gặp được chuyện gì, đều không cần biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, ở chỗ này người. Sẽ không bởi vì người khác tao ngộ mà làm chính mình đã chịu ảnh hưởng, nếu các ngươi không muốn chết, liền dựa theo ta nói đi làm, còn có, đem các ngươi khuôn mặt đều làm bẩn một chút. Trương Huyền nói xong, chủ động trên mặt đất bắt đem hôi, mạt đến trên mặt. Tề binh cũng giống như Trương Huyền giống nhau, lau đem hôi đến trên mặt đồng thời, còn trên mặt đất lăn một cái. Trình Thấm chờ vài tên nữ tính, cũng đều không có chần chờ, các nàng rừng cây kinh nghiệm là thiếu. Nhưng kia cũng là trải qua tầng tầng tuyển chọn ra tới, dơ sú hoàn cảnh không thiếu trải qua quá. Các ngươi thương, cũng đều ném đi, ở chỗ này, cầm chế thức vũ khí, chính là thực dễ dàng bị người hoài nghi. Trương Huyền hướng tể binh phần eo chu chu môi. Nghe Trương Huyền lời này, tể binh trên mặt lộ ra chút chần chờ, này thương là không thể tùy ý vứt. Chúng ta có quy định, này, Trần Quang mở miệng. Trương Huyền trực tiếp đánh gãy Trần Quang nói, ta mặc kệ các ngươi có cái gì quy định. Tưởng ở trong thành sống sót, ngươi cần thiết đến ném, bằng không chờ ngươi đã chết, này thương giống nhau muốn ném. Tề binh thở sâu, tìm một thân cây làm, ngồi xổm xuống thân tới, đào cái hố, đem bên hông xứng thương ném tới hố, đồng thời đối Trần Quang mấy người nói, đến đây đi, khẩu súng đều bỏ vào tới. Trần Quang mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều khẩu súng ném đi ra ngoài. Trương Huyền lại hỏi, các ngươi ai trên người mang tiền mặt, đều cho ta. Mấy người chắp vá lung tung, cầm 2.000 nhiều khối Hoa Hạ tệ tiền mặt ra tới, giao cho Trương Huyền. Ngươi muốn làm gì? Trần Quang đem tiền đưa cho Trương Huyền thời điểm, hỏi một câu. Vô nghĩa, các ngươi thường đều chôn, ta vào thành đương nhiên là muốn mua vũ khí, bằng không đâu. Trương Huyền trắng Trần Quang liếc mắt một cái, đem mấy người truyền đạt tiền từng cái xoa thành một đoàn, sau đó tách ra, lại phóng tới trên mặt đất dẫm mấy đá. Trương Huyền làm xong này đó. Chú ý tới Hàn Ôn Nhu đám người nghi hoặc ánh mắt, chủ động mở miệng giải thích nói, ở Hoàng Kim trong thành mặt, chủ yếu lưu thông tiền chính là Hoa Hạ tệ, Ma Di Kim, Anh Bàng, cùng với Hoàng Kim, bất quá nơi này người, nhưng không có mới tinh tiền. Trương Huyền sau khi nói xong, đem này đó tiền tùy ý trang đến trong túi, theo sau đi nhanh hướng phía trước đi đến. Tể binh hướng vài tên đội viên nói, ta mặc kệ các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, chờ vào thành sau, hết thảy đều nghe nhớ Thanh tiểu huynh đệ. Đương nhiên, không thể mù quáng theo, các ngươi hiểu ý tứ của ta đi. Trần Quang bọn người gật gật đầu. Hàn Ôn Nhu biết, tể binh câu kia không thể mù quáng theo ý tứ, là còn không có hoàn toàn tín nhiệm Trương Huyền. Điểm này Hàn Ôn Nhu có thể lý giải, nếu nàng không phải biết Trương Huyền thân phận nói, chẳng sợ Trương Huyền chỉ là nàng một cái bình thường lão bằng hữu, nàng đều sẽ không hoàn toàn đi tín nhiệm. Hoàng Kim Thành Đại Môn, chính là ở bốn phía lưới sắt thượng khai một cái thật lớn khẩu tử. Trước đại môn lập thật dày công sự che chắn, mấy cái súng máy đứng ở trước đại môn, họng súng qua lại nhìn quét vào thành mọi người, còn có lính đánh thuê không ngừng đi lên dò hỏi thân phận. Nơi này, không riêng gì có da đen da người, người da trắng người da vàng cũng là tùy ý có thể thấy được, Trương Huyền này một hàng tám Hoa Hạ người, cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, rốt cuộc rất nhiều lính đánh thuê đoàn đội, đều là đồng dạng màu da. Hắc, Hoa Hạ cô em nóng bỏng, tới chơi chơi sao? Một người thân hình cao lớn người da đen lính đánh thuê nhìn đến Hàn Ôn Nhu mấy nữ khi, ánh mắt sáng lên, Hàn Ôn Nhu tam nữ, tuy rằng đã đem mặt bôi đen, nhưng kia phập phồng quyến rũ dáng người, đặt ở này đó dân chạy nạn cùng lính đánh thuê giữa, vẫn là có loại hạc trong bầy gà cảm giác. Người da đen lính đánh thuê cõng một phen ban dùng súng máy, đi đến Trình Thấm trước người, duỗi tay chiều Trình Thấm trên người sờ soạng. Đối mặt người da đen thân tới móng heo, Trình Thấm là muốn tránh.
nhưng lại không dám, hiện tại mấy người bọn họ trên người cái gì vũ khí đều không có, lại đi tới cửa thành, thật muốn nổi lên xung đột, một giây phải bị người đánh thành cái sàng. Chương 771 thận trọng từng bước. Người da đen trên mặt mang theo một lau xuống lưu tươi cười, đang lúc hắn tay muốn đụng tới Trình Thấm thời điểm, hắn cả người đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã ở công sự che chắn thượng, liền nghe phanh một tiếng trầm vang, người chung quanh, tất cả đều chiều bên này xem ra, cùng lúc đó, công sự che chắn sau súng máy, cũng tất cả đều chỉ hướng về phía bọn họ nơi này. Tối om nòng súng mang theo một cổ túc sát, chỉ cần một viên đạn, là có thể trực tiếp đem người cánh tay đánh gãy. Bị mấy rất trọng súng máy đối với, ở châu Phi này nóng bức thời tiết, Hàn Ôn Nhu đám người, chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Trương Huyền tiếng mắng, từ một bên vang lên, không có mắt cẩu đồ vật, ai người các ngươi đều dám chạm vào. Đối mặt mấy rất súng máy, Trương Huyền không có biểu hiện ra một chút sợ hãi, ngược lại có loại thịnh khí lăng nhân cảm giác. Hàn Ôn Nhu đám người, vốn định tên kia người da đen lính đánh thuê đứng dậy sau sẽ mở miệng mắng to. Ai ngờ kia nhìn như hung hãn người da đen lính đánh thuê, lập tức hướng Trương Huyền gật đầu nói khiểm. Đừng làm cho lão tử ở bên ngoài đụng tới ngươi, nhớ kỹ. Trương Huyền ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn người da đen lính đánh thuê liếc mắt một cái, theo sau đi nhanh chiều bên trong thành đi đến. Nguyên bản muốn đi lên đề ra nghi vấn bọn họ lai lịch lính đánh thuê, giờ phút này cũng đều xúc cổ, đứng ở một bên. Hàn Ôn Nhu mấy người, lập tức đi theo Trương Huyền phía sau. Đem đầu nâng lên một chút, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là mũi đao thượng liếm huyết lính đánh thuê, ra tới chính là liều mạng, không phải bị người khi dễ, nơi này người, người càng mềm yếu, liền càng bị khi dễ. Trương Huyền nhỏ giọng dùng hoa hạ ngữ nói cho mấy người. Mấy người nghe được lời này, đều không khỏi đĩnh đĩnh ngực. Anh em, cái gì lai lịch a? Một người da trắng da nam nhân đi đến Trương Huyền trước người, hắn tuổi tác không sai biệt lắm có 30 tuổi. Một đôi mắt không ngừng ở Trương Huyền mấy người chi gian nhìn quét, xem hắn khiết tịnh sạch sẽ quần áo, hiển nhiên tại đây trong thành có nhất định địa vị. Trương Huyền nhìn đến đối phương, tức khắc nhếch miệng cười, có cái gì sinh ý. Tề binh đám người đi theo Trương Huyền phía sau, một câu cũng không cổ họng, ở chỗ này, người khác nói mỗi một câu, đều ẩn chứa bất đồng ý tứ, nếu là đáp không được, một chút liền sẽ bị người định nghĩa vì tay mơ, ở chỗ này, tay mơ kết cục rất đơn giản. Hoặc là giết người khác, biến thành lão điểu, hoặc là bị người khác giết chết. Bạch Nhân vừa nghe Trương Huyền nói, lập tức nói, anh em, muốn làm cái gì sinh ý? Trước cho ta tìm cái nghỉ ngơi địa phương đi, hắn sao, này một đường ném ba cái hồn, hai ngày không ngủ hảo giác. Trương Huyền bàn tay tiến trong túi, lấy ra một trương nhăn bèo nhèo trăm nguyên tiền mặt đưa cho đối phương. Đối phương thủ hạ tiền mặt sau, lập tức cười hì hì cấp Trương Huyền mấy người dẫn đường. Hoàng Kim Thành con đường rất đơn giản, một cái đại khái 6 mễ khoan đường đất hai bên đều là kiến trúc, thỉnh thoảng có xe jeep chạy qua. Ở lộ bên cạnh, có rất nhiều quần áo tả tơi người bò ở ven đường, thảo một ít ăn. Còn có chút diện mạo không tồi mỹ nữ, ăn mặc gợi cảm bên người quần áo, thỉnh thoảng phất tay, kêu tam phát đạn liền có thể tới một lần nói như vậy. Ca ca, cấp điểm ăn đi, một người cũng liền 6 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, mở to ngập nước mắt to. Ôm lấy Trần Quang cẳng chân, đáng thương hề hề nhìn Trần Quang, ta hảo đói. Trần Quang bước chân theo bản năng một đốn, trong ánh mắt có chút lo lắng nhìn tên này tiểu nữ hài, theo bản năng liền bắt tay duỗi đến trong túi, tưởng đào chút bánh nén khô tới cấp này tiểu nữ hài. Lăn một bên đi, xin cơm đi địa phương khác muốn. Trương Huyền đi lên tới, một chân đem tiểu nữ hài đá phiên. Trương Huyền này một động tác, làm Trần Quang mấy người, bao gồm Tề Binh cùng Hàn Ôn Nhu. Đều là theo bản năng sửng sốt, bọn họ tưởng không rõ, Trương Huyền như thế nào có thể đối một cái tiểu nữ hài hạ thủ được, nàng mới như vậy đại điểm. Hàn Ôn Nhu tại đây một khắc, thậm chí đều cảm thấy Trương Huyền có chút xa lạ. Nhưng thật ra cấp mấy người dẫn đường cái kia người da trắng trung niên, có vẻ thực bình thường, đã sớm xuất hiện phổ biến giống nhau, nhưng thật ra Trần Quang vừa mới phản ứng động tác, làm hắn không khỏi nhiều xem vài lần. Trương Huyền đá phiên tiểu nữ hài sau. Trừng mắt nhìn Trần Quang liếc mắt một cái, mắng, tưởng chơi lời nói, từ từ cho ngươi tìm mấy cái làm ngươi hảo hảo chơi, đừng liền cái khất cái đều tưởng chơi. Trương Huyền mắng xong, không cho Trần Quang cãi lại cơ hội, bay thẳng đến một bên đi đến. Trần Quang theo bản năng nhìn mắt chung quanh, phát hiện thật nhiều người đều chiều chính mình đầu tới khinh bỉ ánh mắt, há mồm lớn tiếng giải thích nói, không phải như vậy, ta không phải. Được rồi, đi thôi.
Tề Bình kéo Trần Quang một phen. Ta không đi, Trần Quang một phen ném ra Tề Bình cánh tay, ta muốn nói rõ ràng, ta không phải. Bang! Tề Bình một cái tát ném đến Trần Quang trên mặt, mắng to nói, Thảo, người cái nhãi danh, có phải hay không cấp mặt không biết xấu hổ, lại không đi lão tử trước làm thịt ngươi. Tề Bình nói xong, dùng sức kéo một phen Trần Quang, đem Trần Quang sinh sôi kéo đi. Cái này cấp Trương Huyền dẫn đường 30 tuổi nam nhân, tự xưng gọi là Ba Địch. Ba Địch đem Trương Huyền mấy người đưa tới một gian còn tính không tồi khách sạn. Ít nhất, có cái nhìn qua rất là xa hoa đại môn, ba tầng lâu cao, mặt ngoài nhìn qua cũng rất sạch sẽ, khách sạn có cái đại sảnh, chuyên môn xử lý vào ở, nhưng thật ra giống mô giống dạng. Tam gian phòng, Trương Huyền trực tiếp đi ra phía trước, vươn chính mình tay trái, từ trên cổ tay tháo xuống một bàn tay biểu, ném tới khách sạn trước đài. Trước đài lấy quá Trương Huyền ném tới đồng hồ nhìn mắt, vẫy vẫy tay nói, chúng ta đòi tiền. Không được, tiền còn phải dùng tới người mua hỏa. Trương Huyền cười cười, duỗi tay liền phải đem đồng hồ lấy về tới. Trước đài vừa thấy Trương Huyền động tác, vội vàng đem đồng hồ thu hảo, đưa cho Trương Huyền tam trương phòng tạp. Đồng thời, Ba Địch cũng đưa cho Trương Huyền một trương danh thiếp, tưởng người mua hỏa, liên hệ ta, ta kia đều là xa hoa hóa. Trương Huyền nhận lấy Ba Địch danh thiếp sau. Lại không cùng Ba Địch nhiều lời một câu, mang theo Tề Bình đám người, chiều khách sạn trên lầu đi đến. Mấy người đi vào lầu 3, phòng đều là phân tán, Trương Huyền không có ngoại ý muốn, ở Hoàng Kim Thành loại địa phương này, rất ít sẽ làm người ở khách sạn ở cùng một chỗ. Trương Huyền mở ra một gian cửa phòng, đi vào, thấy Tề Bình đám người đứng ở trước cửa có chút sững sờ, lớn tiếng nói, đều hắn sao lăng gì đâu, tiến vào cho ta thanh hóa. Tề Bình một chút liền minh bạch Trương Huyền ý tứ. Mang theo mấy người tất cả đều vào trong phòng. Phòng này, liền cùng bình thường mau lẹ khách sạn không sai biệt lắm đại, một gian phòng có 18 mét vuông tả hữu, một cái phòng vệ sinh, phối hợp một chiếc giường. Tiến cửa phòng, Trần Quang liền mở miệng, ngươi. Câm miệng, Trương Huyền lớn tiếng quát lớn nói, luôn được đến ngươi nói chuyện sao. Trần Quang sắc mặt một chút đỏ lên, chẳng sợ đi vào lưỡi dao sắc bén, hắn cũng không có như vậy bị người răn dậy quá. Trương Huyền không để ý đến Trần Quang là cái gì sắc mặt, lấy ra di động, thả một bài âm nhạc, đem thanh âm điều đến lớn nhất, hướng trên bàn một ném, âm nhạc thanh âm ở chỉnh gian trong phòng tiếng vọng. Trương Huyền làm xong này đó, mới hạ giọng nói, mỗi một gian trong phòng, đều có máy nghe trộm, các ngươi nói chuyện thời điểm, nhất định phải chú ý, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, đều nghĩ kỹ lại há mồm. Nguyên bản muốn ra tiếng cùng Trương Huyền cãi cọ Trần Quang, vừa nghe lời này. Vội vàng che miệng lại. Chương 772 đều ngủ rồi. Trình Thấm đám người, cũng đều là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, bọn họ quá khuyết thiếu kinh nghiệm, hiển nhiên không nghĩ tới này trong phòng còn có máy nghe trộm tồn tại, nếu không phải Trương Huyền nhắc nhở, nếu mặc kệ chính bọn họ trở về phòng, chỉ sợ không dùng được vài phút liền toàn lòi. Trương Huyền thấp giọng nói, hiện tại các ngươi có cái gì vấn đề liền nắm chặt hỏi, từ từ trở lại phòng, mỗi người hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chỉ sợ đêm nay, sẽ có người tìm tới chúng ta. Tìm chúng ta làm gì? Một người kêu viên xuất thanh niên khó hiểu đến, viên xuất này một đường tới, cơ hồ cũng không nói gì, thực không có tồn tại cảm, nhưng có thể thấy được, hắn tính cách, so Trần Quang muốn ổn trọng rất nhiều. Chúng ta hôm nay vào thành, đầu tiên là đánh vệ binh, vừa mới Trần Quang lại bị người hoài nghi, khẳng định phải có người tới tra chúng ta thân phận, cũng may bọn họ hiện tại sợ không rõ chúng ta đế, không dám tùy tiện động thủ. Nếu biết chỉ có chúng ta tám, phỏng chừng vừa rồi đã bị mang đi. Trương Huyền trả lời nói, theo sau lại trừng mắt nhìn Trần Quang liếc mắt một cái, nói, ở vào thành trước, ta cho các ngươi nói rất rõ ràng, gặp được chuyện gì, đều không cần biểu hiện quá khác thường, người hôm nay thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Trương, nhớ thanh, Hàn Ôn Nhu thiếu chút nữa hô lên Trương Huyền hai chữ, Trần Quang hắn cũng là theo bản năng hành vi, huống hồ, như vậy tiểu nhân hài tử, người như thế nào có thể hạ thủ được a? Từ Trương Huyền đạp kia tiểu nữ hài một chân sau, Hàn Ôn Nhu liền vẫn luôn cảm giác trong lòng có nói khảm. Theo bản năng hành vi cũng muốn khắc chế, sở hữu dấu vết, đều là theo bản năng toát ra tới, còn có, các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này, không có hài tử, chỉ có chiến sĩ, chia làm tuổi đại chiến sĩ, cùng tuổi tiểu nhân chiến sĩ, kia tiểu nữ hài, nàng tay phải ngón trỏ cùng hổ khẩu tất cả đều mài ra thật sâu vết chai, các ngươi hẳn là biết đây là như thế nào hình thành đi. Thương. Hàn Ôn Nhu theo bản năng kinh hô ra tiếng, theo sau vội vàng che lại miệng mình. Không tồi, Trương Huyền gật đầu,
chỉ có hàng năm dùng thương người, mới có thể ở ngón trỏ đệ nhất chỗ đốt ngón tay cùng hổ khẩu chỗ mài ra như vậy hậu vết chai. Ta dám cam đoan, ở các ngươi lấy ra đồ ăn đưa cho nàng đồng thời, nàng cũng sẽ lấy thương ra tới, đánh bạo đầu của các ngươi, mà người chung quanh, sẽ không đối với các ngươi sinh ra một chút thương hại, chỉ biết cảm thấy các ngươi là cái ngốc tử. Nghe Trương Huyền nói, Hàn Ôn Nhu mấy người, biểu tình đều có chút dại ra. Tại sao lại như vậy, nàng chỉ là cái hài tử a? Ta nói, nơi này không có đại nhân cùng hài tử, chỉ có tuổi đại chiến sĩ, cùng tuổi tiểu nhân chiến sĩ, các ngươi đi vào này, liền phải tuân thủ này pháp tắc, cái gọi là thương hại, ở chỗ này cũng không tồn tại, cái này là người ăn người địa phương, nếu các ngươi vô pháp thích ứng, hiện tại liền rời đi. Trần Quang mấy người qua lại đối diện, đều từ đối phương trong mắt thấy được cái loại này phức tạp thần sắc, bọn họ sinh hoạt ở Hoa Hạ, tuy rằng đã sớm nghe nói thế giới này có rất nhiều âm u một mặt, nhưng hiện tại mới là chân chính nhìn thấy, chẳng sợ sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không hảo tiếp thu. Nhớ Thanh tiểu huynh đệ, ta sẽ cho bọn họ làm tốt tư tưởng công tác. Tề Binh mở miệng, nếu không có vấn đề, chúng ta liền trước từng người đi nghỉ ngơi. Trình Thấm có chút thẹn thùng nói, lúc này mới khai tam gian phòng, chúng ta nên như thế nào nghỉ ngơi a? Ta khai tam gian phòng, mục đích chính là làm cho bọn họ đoán không ra chúng ta quan hệ, cụ thể như thế nào nghỉ ngơi, các ngươi chính mình nhìn tới, dù sao sẽ không qua đêm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay chúng ta liền sẽ hành động, đãi ở một gian trong phòng người, không cần cùng nhau nghỉ ngơi, cần thiết muốn lưu một người tới canh gác, nhớ kỹ, ở chỗ này, so các ngươi ngủ ở trong rừng cây, muốn nguy hiểm nhiều. Trương Huyền nhắc nhở nói. Tề Binh gật gật đầu, làm ra phân phối, như vậy, Ôn Nhu cùng Nhớ Thanh tiểu huynh đệ nhận thức, hai người liền đãi ở một gian phòng trong, Nhớ Thanh tiểu huynh đệ kinh nghiệm phong phú, sẽ không ra vấn đề, Trình Thấm cũng tại đây phòng đi, dọc theo đường đi, đều là Nhớ Thanh tiểu huynh đệ biểu hiện ra ngoài lãnh tụ bộ dáng, hắn trong phòng lưu hai nữ nhân cũng nói quá khứ, Trần Quang, ngươi cùng Viên Suất mang theo A Thất ngủ một gian, hai người tách ra canh gác, làm A Thất hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta cùng Vĩ Cường một gian. Ta tối hôm qua nghỉ ngơi không tồi, Vĩ Cường ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tề Binh nói A Thất, chính là bọn họ trong đội ngũ cuối cùng một người nữ tính. Mấy người không nói thêm gì, tất cả đều nghe theo an bài. Trương Huyền sắp sửa giao đãi sự tình tất cả đều nói rõ ràng, liền không nói thêm nữa cái gì, những người này, như thế nào cũng đều là lưỡi dao sắc bén chọn lựa kỹ càng ra tới, không có kinh nghiệm có thể chậm rãi tích lũy. Nhưng đầu óc muốn ngu xuẩn nói, chỉ có thể nói là lưỡi dao sắc bén quá phế đi. Chờ Tề Binh đám người rời đi sau, Trương Huyền đem bức màn kéo lên, đem âm nhạc thanh âm điều tiểu. Hàn Ôn Nhu cùng Trình Thấm hai nàng cũng không làm ra vẻ, biết buổi tối khả năng sẽ có hành động, dưỡng hảo tinh thần mới quan trọng nhất, nằm ở trên giường, nỗ lực làm chính mình tiến vào giấc ngủ trạng thái. Trương Huyền bản nhân, tắc ngồi ở bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra một cái tế phùng, tỉ mỉ quan sát đến. Hàn Ôn Nhu nằm ở trên giường, buồn ngủ như thủy triều thổi quét mà đến, nàng đều không rõ ràng lắm chính mình ngủ bao lâu thời gian, chờ nàng có ý thức khi, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, như vậy một màn, làm Hàn Ôn Nhu nháy mắt xua tan trong đầu buồn ngủ, vội vàng ngồi dậy, há mồm dục muốn lên tiếng. Không cần nói chuyện, một con bàn tay to đột nhiên che lại Hàn Ôn Nhu miệng, Hàn Ôn Nhu theo bản năng liền phải phản kháng, bất quá chợt phản ứng lại đây. Bên tai thanh âm đến từ Trương Huyền, liền chậm rãi đem duỗi khởi tay buông xuống. Hàn Ôn Nhu bên cạnh, còn truyền đến Trình Thấm cân xứng tiếng hít thở. Có người ở bên ngoài, tiếp tục giả bộ ngủ, Trương Huyền rất nhỏ thanh âm ở Hàn Ôn Nhu bên tai vang lên. Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, vùi đầu nằm ở trên giường. Phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài chậm rãi mở ra, Trương Huyền tiếng ngáy xả thật sự đại, đẩy ra cửa phòng người đợi vài giây, theo sau một lần nữa đem cửa phòng đóng lại. Qua vài phút sau, một trận thật mạnh tiếng đập cửa vang lên. Ai, Trương Huyền bỗng nhiên kéo ra cửa phòng, liền thấy Ba Địch đứng ở trước cửa. Hô, Trương Huyền cố ý làm ra một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Ba Địch lão huynh, như thế nào, có việc. Huynh đệ, người này tiếng ngáy ta ở khách sạn đại sảnh đều có thể nghe được, ngủ rất say sưa sao. Ba Địch cười nói. Trong phòng, Hàn Ôn Nhu từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa mắt buồn ngủ. Mơ mơ màng màng hỏi, ai a? Ba Địch nhân cơ hội thăm dò cửa trước nội nhìn thoáng qua, đương nhìn đến Trình Thấm còn nằm ở trên giường ngủ say, thả chảy một gối đầu nước miếng khi, trong mắt hiện lên một mạt nhẹ nhàng chi sắc. Ba Địch lão huynh, người trước ngủ, chúng ta lưu một chút. Trương Huyền đi ra ngoài phòng,
đóng lại cửa phòng. Ở Trương Huyền đóng lại cửa phòng trong nháy mắt kia, Hàn Ôn Nhu lập tức đẩy tỉnh Trình Thấm, theo sau cấp Trần Quang cùng tề binh đám người đánh điện thoại, bọn họ thông tin thiết bị trải qua đặc thù xử lý, không tồn tại không có tín hiệu vừa nói. Làm Hàn Ôn Nhu ngoài ý muốn chính là, nàng đem điện thoại đánh sau khi đi qua, ngay cả tề binh thanh âm đều có vẻ có chút mơ hồ, hiển nhiên tề binh cũng ngủ rồi, này đối tề binh loại này kinh nghiệm phong phú người tới nói, là căn bản không có khả năng đi phạm sai lầm. Chương 773 quân phiệt mở tiệc chiêu đãi. Ngoài cửa phòng, Ba Địch cho chính mình điểm điếu thuốc, theo sau ném cho Trương Huyền một cây. Trương Huyền vẫy vẫy tay cự tuyệt, Ba Địch lão huynh, có phải hay không có gì hảo sinh ý, huynh đệ mấy cái gần nhất đỉnh đầu mau bốc hỏa. Hắc hắc, Ba Địch híp mắt cười một chút, huynh đệ, sinh ý là có, bất quá không biết các ngươi có thể ăn được hay không đến hạ A. Trương Huyền vừa nghe Ba Địch lời này, tức khắc hiểu rõ, đây là tìm hiểu chính mình chi tiết tới, Trương Huyền trực tiếp hỏi, muốn mấy cái hồn A. Cái gọi là mấy cái hồn, chính là mấy cái mệnh ý tứ, Trương Huyền không có chính diện trả lời Ba Địch vấn đề, làm ra như vậy hỏi lại, làm Ba Địch đoán không ra Trương Huyền tự tin. Không cần hồn, Ba Địch lắc lắc đầu, yếu điểm những thứ khác. U, nhìn dáng vẻ, Ba Địch lão huynh là cho người đương thuyết khách tới. Trương Huyền tùy tay kéo Trương có chút cũ nát ghế dựa, ngồi đi lên, Ba Địch lão huynh là cho ai làm việc, người không ra lộ chân tướng, huynh đệ ta cũng không dám tiếp, chúng ta lão đại. Tại đây phiến tuy rằng không gì danh khí, nhưng kẻ thù cũng không ít, đừng kết quả là ta này tiếp kẻ thù sống. Ba Địch híp hai mắt, tỉ mỉ đánh giá Trương Huyền một phen, theo sau nói, sa tán. Nga, Bắc khu tướng quân A, Trương Huyền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chỉ sợ sa tán tướng quân sống, không phải cái gì chuyện đơn giản đi, các ngươi không thiếu gia hỏa, không cần hồn, đó chính là muốn. Trương Huyền nói còn chưa dứt lời. Đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía bên trong thành trung tâm phương hướng, kia ý tứ biểu hiện thực rõ ràng. Trong thành địa phương, chính là kia tòa mỏ vàng nơi, cũng chính là toàn bộ Hoàng Kim Thành căn bản. Ba Địch cũng kéo qua một chương ghế, ở Trương Huyền đối diện ngồi xuống, huynh đệ, hiện tại đây là gì tình huống, người ta cũng đều minh bạch, toàn bộ khu vực đều thời tiết thay đổi, mọi người đều ở tìm nhà tiếp theo, huynh đệ ngươi thực lực không kém, cũng nên cho chính mình tìm hảo đường ra mới được. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta nói Ba Địch lão huynh, người cũng quá để mắt ta chính là cái ở phía trước chạy chân, phía trên như thế nào làm quyết định, ta nhưng nói không chừng. Huynh đệ, mặc kệ các ngươi mặt trên như thế nào quyết định, này cái thứ nhất quyền quyết định, không phải ở ngươi như vậy, suy xét một chút. Đêm nay sa tán tướng quân Bát Di Thái bãi yến, nàng chính là đã từ thành vệ quân kia nghe nói các ngươi sự. Ba Địch từ trong lòng ngực lấy ra một chương màu đỏ thiệp mời, giao cho Trương Huyền. Ta ở dưới lầu chờ ngươi. Trương Huyền đem thiệp mời cầm trong tay, quơ quơ đầu, hành đi, ta thông cái tin, bất quá Ba Địch lão huynh, ta này tùy tiện ứng chuyện này, nhưng không thể thiếu ai đốn mắng a. Trương Huyền trà sát ngón tay. Yên tâm, nếu sự tình định ra tới, chỗ tốt không thể thiếu huynh đệ ngươi, giá cả tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Ba Địch vỗ bộ ngực bảo đảm. Hành, Trương Huyền gật đầu, theo sau đứng dậy, chiều chính mình kia gian phòng đi đến. Ba Địch cũng đồng dạng đứng dậy, đi xuống lầu, chờ xuống lầu sau, Ba Địch lấy ra di động, bát cái dãy số đi ra ngoài, cao quý so lâm đạt nữ sĩ, tin tức đã đưa đến, xem bọn họ bộ dáng, không có gì vấn đề, nhân số ta phỏng chừng ở 200 người hướng lên trên, tới bất quá là một đám giỏ đường ngu xuẩn, ngủ một cái so một cái hương, hiển nhiên phía sau bọn họ người cũng tưởng cắm một tay. Trương Huyền trở lại phòng sau, trước tiên đem tất cả mọi người triệu tập lại đây. Lúc này đây hắn không có lại dùng âm nhạc che giấu chính mình thanh âm, mà là trực tiếp dỡ xuống trong phòng sở hữu máy nghe trộm. Như thế nào hủy đi? Trần Quang khó hiểu hỏi, nếu muốn hủy đi, này máy nghe trộm sớm có thể hủy đi, không cần thiết lưu đến bây giờ. Bọn họ ra oai phủ đầu đều phóng tới, chúng ta tổng muốn biểu hiện ra ngoài điểm đồ vật, bằng không còn không bị người ăn gắt gao. Trương Huyền tùy tay đem những cái đó hủy đi tới máy nghe trộm từ cửa sổ ném văng ra. Vừa vặn rơi xuống đứng ở khách sạn cửa Ba Địch trước người. Ba Địch ngẩng đầu, vừa lúc cùng Trương Huyền đối diện, nhìn thấy Trương Huyền hủy đi này đó máy nghe trộm, Ba Địch biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ đối Trương Huyền cười. Trương Huyền đem cửa sổ một quan, bức màn kéo lên. Mọi người vây quanh ở mép giường, tề binh xoa xoa huyệt thái dương, kỳ quái, ta chính mình cũng không biết chính mình khi nào ngủ. Ta cũng là, vốn dĩ đứng ở cửa sổ bên cạnh. Không thể hiểu được liền ngủ rồi, còn một chút phản ứng đều không có. Trần Quang cũng nói.
Trình Thấm thè lưỡi, ta cũng ngủ cái gì cũng không biết, nếu không phải Ôn Nhu đem ta đánh thức, ta còn ngủ đâu, nàng nói cho ta, chúng ta ngủ thời điểm, có người tiến vào qua, đối phương này nếu là muốn chúng ta mệnh, chúng ta liền đối phương trông như thế nào đều nhìn không tới. Trương Huyền xem mọi người trên mặt đều là tự trách biểu tình, ra tiếng nói, các ngươi cũng không cần quá tự trách, mỗi gian trong phòng, đã sớm bị người giải lên mê dược, các ngươi ngủ cũng là bình thường. Việc này ngươi biết, Trần Quang ra tiếng hỏi. Vô nghĩa, Trương Huyền mắt trợn trắng, chúng ta vào thành thời điểm, đánh vệ binh, ngươi lại biểu hiện ra một bộ tay mơ bộ dáng, nhân gia khẳng định muốn thăm chúng ta đế, các ngươi ngủ cũng là chuyện tốt, bằng không làm người phát hiện các ngươi mỗi người tinh thần phấn chấn, ta phía trước tạo thế liền toàn không có. Trần Quang sắc mặt biến đổi, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Ngươi có ý tứ gì? Trương Huyền nhún vai, nói cho các ngươi còn sẽ ngủ sao? Chỉ sợ lại mệt đều sẽ cố nén mở to mắt đi. Sợ ta liên hợp đối phương, đem các ngươi toàn làm thịt. Các ngươi toàn trợn tròn mắt, đối phương làm sao có thể thả lỏng, làm sao có thể tin tưởng chúng ta chỉ là một cái tiên quân. Trần Quang vừa nghe, có chút nghẹn lời, nếu bọn họ biết trong phòng bị người sái mê dược, lại vây đều sẽ không đi ngủ, thậm chí sẽ rời đi khách sạn. Tề binh vẫy vẫy tay, chúng ta không phát hiện mê dược, là chính chúng ta vấn đề. Huống hồ nhớ thanh tiểu huynh đệ cũng là vì hành động, đại gia liền không cần rối rắm chuyện này, nhớ thanh tiểu huynh đệ, ngươi nói tiên quân, là có ý tứ gì? Trương Huyền giải thích nói, từ vào thành kia một khắc, ta kiêu ngạo đánh vệ binh, chính là cố ý xây dựng một bộ không sợ gì cả bộ dáng, làm cho bọn họ sợ không rõ chúng ta đế, không biết chúng ta phía sau còn có bao nhiêu người, bất quá Trần Quang hôm nay biểu hiện, làm người nhìn ra một chút nghê đoan, ta đơn giản khiến cho các người biến thành một bộ tay mơ. Hô hô ngủ nhiều đi, ngược lại làm cho bọn họ cho rằng chúng ta phía sau còn có đại bộ đội, bọn họ hiện tại muốn kéo chúng ta nhập bọn, tranh mỏ vàng. Cái kia ba địch là sa tán người. Sa tán, Trần Quang mấy người kinh hô một tiếng, bọn họ đối tên này quá quen thuộc, tại đây khu vực, sa tán có thể nói là lớn nhất mấy cái quân phiệt chi nhất. Không tồi, Trương Huyền gật đầu, lấy ra ba địch cho hắn thiệp mời, đêm nay sa tán bát di thái mở tiệc chiêu đãi, chúng ta muốn đi một chuyến. Ta rất kỳ quái, sa tán thủ hạ có mấy vạn lính đánh thuê, vì sao phải kéo chúng ta nhập bọn? Tề binh khó hiểu. Hắn thiếu người, sa tán thủ hạ binh là nhiều, bất quá hắn quặng cùng công binh xưởng đồng dạng rất nhiều, không có khả năng đem mọi người đều kéo tới Hoàng Kim Thành. Chiều nay ta chú ý tới, một cái buổi chiều, ít nhất từ trong thành kéo hơn 1.000 cổ thi thể đi ra ngoài, trang phục đều thực hỗn độn, thuộc về bất đồng lính đánh thuê đoàn thể. Này thuyết minh, hiện tại trong thành tam đại quân phiệt. Đều phi thường thiếu người, đêm nay sa tán bát di thái mở tiệc chiêu đãi, không riêng gì chúng ta. Chương 774 bại lộ. Tề binh đám người cùng Trương Huyền thoáng cộng lại một chút, liền chế định hảo buổi tối hành động kế hoạch. Nếu có thể tham gia sa tán bát di thái mở tiệc chiêu đãi, cũng liền có cơ hội tìm hiểu ngày hôm qua bị trảo tiến vào tên kia đội viên tin tức. Cơ hội này, tề binh mấy người không có khả năng buông tha, rốt cuộc bọn họ tới, chính là vì cứu người. Nhớ thanh tiểu huynh đệ, hôm nay một ngày, đều ít nhiều ngươi, buổi tối sự tình, liền giao cho chúng ta đi, chúng ta lưỡi dao sắc bén, cũng không thể vẫn luôn đi theo ngươi mặt sau nhặt có sẵn. Tề binh mở miệng nói. Trương Huyền gật gật đầu, không nói thêm cái gì, hắn có thể nghe ra tới, này tề binh vẫn là có chút không tín nhiệm hắn, cho nên muốn bắt đến buổi tối hành động quyền. Trương Huyền cố ý đi trước ra khỏi phòng, cấp tề binh 7 người lưu ra không gian, đợi hơn 20 phút tả hữu. Tề binh đám người từ phòng đi ra, cùng Trương Huyền hội hợp, theo sau cùng nhau chiều khách sạn cửa đi đến. Ba địch ngậm một cây thuốc lá, ở khách sạn trước cửa chờ đợi, đãi thấy Trương Huyền mấy người ra tới sau, cười to nói, huynh đệ, nhìn dáng vẻ các ngươi lão đại đồng ý, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Trần Quang về phía trước một bước, vừa mới chuẩn bị trả lời ba địch nói, liền nghe Trương Huyền giành nói, không vội. Tề binh một chúng, cùng ba địch đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Huyền. Trương Huyền nhún vai cười nói, chúng ta tổng không thể bàn tay trần liền đi, đi trước chọn hai thanh tiện tay ra hỏa đi. Tề binh một chúng vừa nghe, lập tức thoải mái, bọn họ hiện tại trên người một khẩu súng không có, tùy tiện qua đi, gặp được nguy hiểm, liền phản kháng cơ hội đều không có. Ha ha, ba địch cười lớn một tiếng, huynh đệ, ta vỗ bộ ngực bảo đảm, ngươi không cần quá mức lo lắng, bất quá mua điểm tiện tay ra hỏa cũng là hẳn là, theo ta đi đi. Ba địch mang theo mọi người không đi bao xa, liền ở bọn họ sở trụ khách sạn sau hẻm, có một gian tiểu phòng ở.
Ba địch làm Trương Huyền bọn họ chờ một lát một hồi, chính mình đi trước đến phòng ở trước, gõ gõ môn, theo sau thấp giọng nói cái gì. Trương Huyền sấn ba địch tránh ra thời gian, ra tiếng nói, từ từ chọn lựa ra hỏa thời điểm, tận lực chọn tiểu nhân, đại các ngươi cũng mang không đi vào, vũ khí giá cả cùng các ngươi trong tưởng tượng có rất lớn chênh lệch, từ từ không cần biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Trương Huyền mới vừa nói xong, ba địch liền một lần nữa đi rồi trở về. Hắc, huynh đệ, các ngươi vận khí không tồi, vừa đến phê hảo hóa, còn có chút chế thức ra hỏa, các ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Ba địch nói xong, cố ý nhìn quét tể binh mấy người. Tể binh mấy người đều có Trương Huyền nhắc nhở, trên mặt phá lệ bình đạm, không có chút nào khác thường biểu tình toát ra tới. Ba địch mang theo mọi người đi vào kia gian tiểu phòng ở, phòng không lớn, cũng liền 60 nhiều mét vuông bộ dáng, phòng trong thực hắc, hiện tại bên ngoài sắc trời ban đêm, một chút ánh sáng đều không có. Trước mặt mọi người người hoàn toàn đi vào phòng ở sau, ba địch đem cửa phòng đóng lại, tể binh đám người, theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Một chản mỏng manh đèn vàng sáng lên. Mọi người vẻ mặt kinh dị nhìn kia chản đột nhiên sáng lên đèn vàng, làm cho bọn họ trừng lớn đôi mắt chính là, này chản đèn vàng, thế nhưng là phiêu phù ở giữa không trung. Trong giây lát, đèn vàng phía sau sáng lên một đạo trắng tinh. Tể binh đám người tức khắc bị hoảng sợ, tập trung nhìn vào mới phát hiện, kia nói màu trắng, thế nhưng là một hàm răng trắng, đèn vàng cũng không phải phiêu phù ở giữa không trung, mà là bị một người người da đen cầm ở trong tay, người da đen màu da kết hợp này đen nhánh chật trội hoàn cảnh, thế nhưng làm người một chút cũng chưa phát hiện. Trong tiệm người da đen hiển nhiên đã sớm thói quen tình huống như vậy, ra tiếng nói, thích cái gì liền cầm lấy tới thử xem đi. Mặt sau có trường bắn, lượng đại nói có thể đưa các người mấy phát đạn chơi chơi. Người da đen đem đèn vàng treo ở trên tường, phòng trong có một mặt gương, ánh sáng xuyên thấu qua gương, chiết xạ mãn phòng đều là, làm người có thể thấy rõ phòng trong hoàn cảnh. Chỉnh gian phòng, mãn tường đều treo ra hỏa. Ta dựa, loại này đồ cổ đều có. Tề binh cầm lấy một phen 56 bán tự động, loại này thương lưỡi lê là trực tiếp gấp ở họng súng hạ, hiện tại bộ đội, đã sớm không có này thương. 30 hoa hạ tệ, người lấy đi chơi chơi, người da đen mở miệng. Tể binh nghe thế giá cả, không cấm có chút líu lưỡi, cho dù là một phen bị đào thải mấy năm súng ống, kia cũng là thương A, 30 hoa hạ tệ là có thể mua đi. Còn không có tiểu bằng hữu súng đồ chơi đáng giá đâu, nếu không phải Trương Huyền vừa mới cho bọn hắn nhắc nhở một câu về súng ống giá cả sự, tể binh khẳng định sẽ theo bản năng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tể binh lắc lắc đầu, đem thương một lần nữa quải hồi trên tường, tính. Này ít nhất 3 năm không bảo dưỡng qua, một thương đánh ra đi, 80% muốn tạc thang, tìm chết mới có thể đi chơi. Lưỡi dao sắc bén người, kia đều là các địa phương tuyển ra tinh anh, đối súng ống nhận chi trình độ rất cao, nhìn đến này đó thương, mỗi người đều là một bộ kinh nghiệm lão đến bộ dáng, bọn họ nhận thức súng ống kích cỡ, so Trương Huyền muốn nhiều hơn, cùng bọn họ ở phương diện này chi thức thượng so sánh với, Trương Huyền đảo như là một cái tay mơ. Bất quá này cũng bình thường. Rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công, hoa hạ đại địa hơn 1 tỷ người, này ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, cũng không phải là nói mà thôi. Được rồi, lão quỷ, đừng lấy loại đồ vật này ra tới lừa gạt chúng ta, người biết đến, mấy thứ này chúng ta mang không đi vào. Trương Huyền hướng người da đen mở miệng, ở cái này mảnh đất, lão quỷ là này đó súng ống đạn dược lái buôn thống nhất danh hiệu. Ba địch hướng người da đen phất phất tay. Người da đen xoay người đi vào một phiến cửa nhỏ nội. Nửa phút sau, cầm 7 đem súng lục ra tới, phóng tới trên bàn, bọn người kia chính là hôm nay mới đến, hoa hạ sản, chất lượng tuyệt đối không nói, lòng súng còn nhiệt, tối hôm qua khai quá mức. Ở nhìn đến này 7 khẩu súng nháy mắt, tề binh đám người, theo bản năng sửng sốt, này 7 đem súng lục, đúng là bọn họ vào thành trước chôn ở thụ hố hạ, không nghĩ tới bị người tìm đến. Không xong, Trương Huyền trong lòng thầm hô một tiếng, đối phương lấy ra này 7 khẩu súng tới. Rõ ràng là ở thử chính mình đám người, rõ ràng, tề binh 7 người lòi. Tề binh 7 người sững sờ biểu tình, tự nhiên không có tránh được ba địch đôi mắt, liền ở tề binh 7 người ngây người trong nháy mắt, ba địch cả người bay nhanh phòng nghỉ cửa phòng khẩu chạy tới. Bắt lấy hắn, Trương Huyền hét lớn một tiếng. Tề binh 7 người chợt phản ứng lại đây, đồng thời duỗi tay chiều ba địch chộp tới, Trần Quang cùng Viên Xuất 2 người, còn lại là nhằm phía tên kia người da đen. Tề binh thân thủ tuyệt đối không kém, nhưng hắn không nghĩ tới, này ba địch thân pháp phá lệ mạnh mẽ, chỉ là một cái lắc mình, lại tránh được tề binh một chảo, chạy về phía cửa, một khi chờ hắn ra này đại môn, lại muốn bắt hắn,
tuyệt đối không có khả năng, chỉ cần ba địch kêu thượng một câu, sẽ có vô số súng ống nhắm chuẩn Trương Huyền đám người, đưa bọn họ đánh thành cái sàng. Mắt thấy ba địch liền phải chạy ra phòng ở, tề binh đám người trong lòng đều nôn nóng không thôi, này nhất thời khắc, tề binh thậm chí đều tưởng hảo nên như thế nào lui lại, nếu thân phận bại lộ, bọn họ tuyệt đối không thể tại đây hoàng kim bên trong thành đem người đoạt ra tới. Liền ở ba địch tay muốn chạm vào cửa phòng nháy mắt, một con chân to từ bên cạnh đá tới, ở ba địch tay khoảng cách cửa phòng không đến 5cm thời điểm, một chân đem ba địch đá phiên. Cùng lúc đó, Trần Quang cùng Viên Suất cũng đem tên kia người da đen bắt lấy. Chương 775 cuối cùng một lần. Tề binh thấy cửa phòng không bị mở ra, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Huyền đổ ở cửa, vỗ vỗ tay, đem bọn họ trói lại. Trình Thấm cùng Hàn Ôn Nhu hai nàng lập tức đi ra phía trước, phân biệt từ bên hông rút ra một cây tế thẳng, đem ba địch cùng người da đen cột vào một khối. Khi nào phát hiện, Trương Huyền đi đến ba địch trước mặt, ra tiếng hỏi. Bị trói lên ba địch có vẻ thực quang côn, hắn trà trộn ở chỗ này, hiển nhiên rất rõ ràng, chính mình bị này nhóm người bắt lấy, sẽ có cái dạng nào hậu quả, kiên cường là không có một chút dùng, chính mình chủ tử cũng sẽ không bởi vì chính mình kiên cường liền cho chính mình bao lớn chỗ tốt. Cho nên đối mặt Trương Huyền vấn đề, ba địch cơ hồ không có do dự liền trả lời nói, ngày hôm qua, Hoa Hạ lưỡi dao sắc bén người cùng Sa Tán tướng quân người phát sinh giao hỏa, cuối cùng Sa Tán tướng quân bắt sống một người. Hắn liệu định lưỡi dao sắc bén người sẽ đến cứu người, làm chúng ta nhiều chú ý một chút, các ngươi một hàng đều là Hoa Hạ người, ta chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật là các ngươi. Nga, Trương Huyền nghi hoặc một tiếng, theo ta được biết, Sa Tán cùng lưỡi dao sắc bén hẳn là không có gì xung đột đi, làm gì muốn nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén không bỏ. Vấn đề này, Trương Huyền ngày hôm qua liền ở nghi hoặc, hắn ở tự hỏi, những cái đó lính đánh thuê làm gì muốn bắt sống lưỡi dao sắc bén một người, dẫn lưỡi dao sắc bén thượng câu, đắc tội lưỡi dao sắc bén, đối Sa Tán tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt mới đúng. Ba địch lắc lắc đầu, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Trương Huyền không có thâm hỏi cái gì. Hắn phỏng đoán ba địch này cấp bậc, cũng không có khả năng biết quá nhiều đồ vật. Kia đêm nay yến hội là có ý tứ gì? Trương Huyền lại hỏi. Chính là bình thường yến hội, trong khoảng thời gian này, chết người quá nhiều, không riêng gì Sa Tán tướng quân muốn nhận người, còn lại hai nhà, cũng ở nhận người, mọi người đều đối trong thành này tòa quảng nhất định phải được, đêm nay sẽ có rất nhiều người tham gia yến hội. Ba địch đúng sự thật nói, nếu các người biểu hiện so người khác hiếu thắng, Bát Di Thái khẳng định sẽ vì các ngươi dẫn tiến Sa Tán tướng quân, đến lúc đó các ngươi cũng càng tốt tìm hiểu các ngươi cái kia đội viên tình huống. Lão Ngũ hiện tại người ở đâu? Hàn Ôn Nhu rút ra một phen chủy thủ, đỉnh ở ba địch trên cổ. Đừng kích động, mỹ nữ. Ba địch cái trán chảy xuống một sợi mồ hôi lạnh, hắn chút nào không nghi ngờ trà trộn ở chỗ này người dám không dám giết người, ta chỉ là cái chạy chân, rất nhiều chuyện ta cũng không rõ ràng, bất quá các ngươi muốn cứu các ngươi bằng hữu nói. Yến hội là lựa chọn tốt nhất, nếu có thể được đến Bát Di Thái thưởng thức, ta tưởng các ngươi buổi tối là có thể trụ đến tướng quân phủ. Được rồi, cũng đừng buộc hắn. Trương Huyền đi ra phía trước, đẩy ra Hàn Ôn Nhu cầm chỉ tay, loại người này, không có gì cốt khí, nên nói hắn tự nhiên sẽ nói, lưu hắn một mạng còn hữu dụng. Trương Huyền lôi kéo Trần Quang, đi đến một bên, ở Trần Quang bên tai thấp giọng nói chút cái gì. Theo sau, liền thấy Trần Quang vẻ mặt mất tự nhiên lắc đầu. Trương Huyền lại lần nữa hướng Trần Quang mở miệng, chẳng được bao lâu, Trần Quang cầm một viên màu đen cùng loại thuốc viên đồ vật, đưa tới ba địch miệng trước, mở miệng nói, ăn xong đi. Ba địch không có chần chờ, thậm chí liền đây là cái gì đều không có hỏi, trực tiếp há mồm nuốt tiến bụng, bởi vì hắn rõ ràng, hoặc là ăn, hoặc là chết. Hảo, chờ chúng ta cứu ra bằng hữu của chúng ta sau, sẽ đem giải dược cho ngươi, trung gian ngươi cụ thể muốn như thế nào làm, hẳn là rõ ràng đi. Trương Huyền ra tiếng. Minh bạch, minh bạch. Ba địch liên tục gật đầu. Kia hắn đâu? Trương Huyền lại nhìn mắt người da đen. Yên tâm, hắn một nhà già trẻ đều ở ta trên tay, tuyệt đối không thành vấn đề, nơi này cần thiết phải có người nhìn, bằng không sẽ ra vấn đề. Ba địch thực xác định gật đầu nói. Ok, Trương Huyền búng tay một cái, hướng Hàn Ôn Nhu nói, cho bọn hắn buông ra đi, từ từ còn muốn làm ơn ba địch lão huynh, ở Bát Di Thái trước mặt cho chúng ta nói tốt vài câu đâu. Rốt cuộc hiện tại sống đều không hảo làm, tưởng tiến Sa Tán tướng quân môn hạ cũng không dễ dàng a. Nhất định, nhất định, ba địch đầy mặt lấy lòng tươi cười. Hàn Ôn Nhu hừ lạnh một tiếng, cởi bỏ trói chặt hai người dây thừng. Trình Thấm vẻ mặt tò mò giữ chặt Trần Quang,
nhỏ giọng nói, ngươi cho hắn ăn chính là gì a? Ta không nhớ rõ ngươi có độc dược cái gì a? Kia căn bản không phải cái gì độc dược. Trần Quang trợn trắng mắt, ở Trình Thấm bên tai nhỏ giọng nói vài câu. A, Trình Thấm không nhịn xuống, trực tiếp kinh hô ra tiếng, theo sau vội vàng nhìn mắt Ba Địch, thấy Ba Địch không chú ý, chạy nhanh che miệng lại, trong mắt ngậm ý cười, các ngươi cũng quá xấu rồi đi, cho hắn ăn trên người của ngươi bùn. Này không phải ta tưởng, tất cả đều là kia họ Trương nghĩ ra được. Trần Quang ngữ khí thực mất tự nhiên, ta cho ngươi nói, nhưng đừng nói cho người khác a. Ta tưởng tượng một người nam nhân ăn ta trên người bùn, ta sao có điểm ghê tởm. Ta cảm thấy cái kia Ba Địch nếu là biết chân tướng, hắn sẽ càng ghê tởm. Trình Thấm vẻ mặt ác hàn. Cởi bỏ Ba Địch hai người sau, này hai người thành thành thật thật đứng ở một bên. Trương Huyền phất phất tay, hảo, các ngươi đem chính mình đồ vật thu hồi đến đây đi, sau đó cùng ta tới. Tề binh bảy người đem trên bàn chế thức súng lục tất cả đều thu hảo, đi theo Trương Huyền vào vũ khí trong tiệm mặt kia gian phòng. Tiến phòng, Tề binh liền nghe được Trương Huyền tiếng quát mắng, Tề binh, ngươi này đó đội viên, kinh nghiệm thiếu, ta có thể lý giải, ngươi thân là lần này hành động đội trưởng, như thế nào cũng dễ dàng như vậy lộ ra dấu vết. Có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, ta nếu không phải trước tiên để lại cái tâm nhãn, chạm ly cửa hơi gần chút, hiện tại chúng ta tất cả đều bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Huấn luyện của ngươi đều luyện đến cẩu trên người đi sao? Trương Ức Thanh, ngươi đừng quá mức. Nói chúng ta có thể, ngươi có cái gì tư cách nói tề. Tên kia kêu Vĩ Cường đội viên nhịn không được mở miệng, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị tề binh đánh gãy. Lần này sự, ta đích xác có vấn đề, chúng ta vừa mới cách làm, không riêng gì hại chính chúng ta, đồng dạng hại Nhớ Thanh tiểu huynh đệ, kế tiếp chúng ta sẽ chú ý. Tề binh nói, không phải chú ý, Trương Huyền trịnh trọng nói, là nhất định phải khống chế tốt chính mình cảm xúc, nếu các ngươi không thể làm được. Bây giờ còn có cơ hội ra khỏi thành, ta sẽ chính mình nghĩ cách cứu ta bằng hữu, vốn dĩ cho rằng cùng các ngươi hợp tác, sẽ đối ta có điều trợ giúp, hiện tại xem ra, các ngươi chính là một đám con chồng trước mà thôi. Chúng ta cũng không phải là ngươi nói con chồng trước, Trần Quang lập tức nói, là, ta thừa nhận, ở kinh nghiệm thượng, chúng ta không bằng ngươi, nhưng kế tiếp muốn đi yến hội, muốn ở sa tán bát di thái trước mặt biểu hiện ra màu, ta tưởng chúng ta sẽ làm được làm ngươi vừa lòng trình độ. Tốt nhất là như vậy, hôm nay ta cho các ngươi nói cũng đủ nhiều, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít, đều trường điểm trí nhớ, muốn chết đừng liên lụy thượng ta, đây là cuối cùng một lần, sự tình phía sau, lại ra sai lầm, ai đều bảo không được các ngươi. Trương Huyền nói xong, đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài. Tề binh thở dài, Nhớ Thanh tiểu huynh đệ nói rất đúng, mặc kệ là các ngươi, vẫn là ta, trong lòng đều có quá nhiều ngạo khí, không nghĩ tới đối phương thử một vòng tiếp theo một vòng. Từ từ hành động, đều đem đôi mắt phóng tiêm điểm, ta cũng giống nhau. Trần Quang đám người, theo bản năng gật gật đầu, bọn họ nguyên bản đối lính đánh thuê khinh thường, tại đây một ngày thời gian, hoàn toàn bị trà sáng. Chương 776 cửa son rượu thịt xú. Chờ tề binh mấy người rời đi căn nhà nhỏ thời điểm, nhìn đến Trương Huyền đang đứng ở vũ khí cửa tiệm, cùng Ba Địch nói cái gì. Nhìn thấy tề binh mấy người ra tới, Ba Địch lập tức ra tiếng, vài vị. Vừa mới bát di thái người lại cùng ta liên hệ, hiện tại yến hội đã bắt đầu, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Đi, tề binh vung tay lên, vỗ vỗ bên hông chế thức súng lục, vũ khí nơi tay, bọn họ liền cảm giác an tâm rất nhiều. Trên đường, Ba Địch cấp mọi người giảng giải một ít mới nhất tình huống. Sắp tới tam đại quân phiệt tranh đoạt mỏ vàng, tử thương thảm trọng, tuy rằng thương không quý, nhưng viên đạn giá cả, lại quý thái quá, một viên 5.8mm viên đạn. Giá bán đạt tới tam khối hoa hạ tệ. Tam khối, này dự tiền đâu? Trương Huyền bĩu môi, viên đạn giá cả, ở hoa hạ, là quý thái quá, giống nhau câu lạc bộ bắn súng, đánh một thương giá cả đều ở 10 khối hướng lên trên, nhưng ở châu Phi, bình thường viên đạn kia đều là ấn tấn bán, hiện tại một viên tam khối, ít giá rõ ràng, so trước kia quý không sai biệt lắm gấp 10 lần. Không có biện pháp, Ba Địch nhún vai, hiện tại liền cái này giá thị trường. Cho nên nếu trong yến hội có người nhắc tới việc này, các ngươi ngàn vạn không cần lòi, rốt cuộc cái này giá cả, gần nhất hoàng kim bên trong thành người đều rõ ràng. Tề binh đám người không nói gì, đều tỉ mỉ nghe Ba Địch nói đồ vật, âm thầm nhớ xuống dưới. Sa tán bát di thái mở tiệc chiêu đãi địa phương, Trương Huyền rất quen thuộc, chính là nguyên bản này hoàng kim thành thành chủ phủ. Bất quá ở các đại quân phiệt sát nhập hoàng kim thành sau, thành chủ phủ cũng đại biến dạng, đầu tiên. Cả tòa thành chủ phủ bị chia làm ba cái khu vực, mỗi cái khu vực,
đại khái có 1 vạn bình phương bộ dáng, cái nổi lên 4 tầng cao đại lâu. Ở chỗ này, sức lao động là nhất giá rẻ, không chút nào khoa trương nói, ở nơi khác có thể cái 1 tháng lâu, đặt ở nơi này, 2-3 thiên là có thể hoàn toàn thu phục. Thành chủ phủ chia làm tam đại khu vực, phân biệt thuộc về Sa Tán, Bá Kiệt, cùng Beo Nạp. Này 3 cái quân phiệt, ở châu Phi khu vực này, kia đều là tiếng tăm lừng lẫy, mỗi người thủ hạ, đều tọa ủng mấy vạn lính đánh thuê, không chút nào khoa trương nói, bọn họ 3 người, tùy tùy tiện tiện là có thể tại đây khu vực nhấc lên chiến tranh. Dĩ vãng, này tam đại quân phiệt, tất cả tại Quang Minh đảo quản hạt dưới, mỗi người, đối đãi Quang Minh đảo thái độ, đều có thể nói là tất cung tất kính. Hiện tại, là này tam đại quân phiệt trước hết ngồi không được, đối hoàng kim dưới thành tay. Thành chủ phủ ở toàn bộ hoàng kim thành, đều là phá lệ bắt mắt kiến trúc. 4 tầng cao đại lâu có thể nói là hoàng kim thành tối cao kiến trúc, thả quang từ bề ngoài nhìn qua, liền có một loại kim bích huy hoàng cảm giác, như là thời cổ phương Tây cái loại này cung điện, thật lớn đồng hồ được khảm ở thành chủ phủ đình. 3 địch mang theo Trương Huyền đám người đi vào thành chủ phủ, rộng chừng 15 mễ đại môn. Trước cửa phô lượng khiết chỉnh khối đá cẩm thạch bản, 2 cái hầu gái chính quỳ dạp trên mặt đất dùng sức xoa sàn nhà, chân trước mới vừa bị người dẫm dơ, sau lưng liền sát đến sạch sẽ, chẳng sợ lúc này Thái Dương đã lạc sơn. Trương Huyền đám người nhìn đến, không ít lính đánh thuê tiểu đội, chính cầm màu đỏ thư mời, đi vào thành chủ phủ đại môn. 3 địch mở miệng nói, này đó đều là tới tham gia bát di thái mở tiệc chiêu đãi. Lớn lớn bé bé lính đánh thuê đoàn đội, ước chừng có mấy chục cái. Hoàng Kim Thành nơi vị trí, có thể nói là một cái sỏ xuyên qua Nam Bắc yếu đạo, rất nhiều người đều sẽ tới này tiến hành một ít tất yếu tiếp viện, vật phẩm bán chờ, lui tới lượng người rất lớn. Có 3 địch dẫn đường, Trương Huyền đám người lại cầm trong tay thư mời, thực nhẹ nhàng liền vào thành chủ phủ, trừ bỏ súng tự động loại này đại hình súng ống không thể mang theo bên ngoài, loại nhỏ súng lục đều là làm mang. Nếu liên thủ thương đều không cho mang, bát di thái cái này mở tiệc chiêu đãi, chỉ sợ là thỉnh không tới người. Tiến thành chủ phủ đại môn, liền có 1 trường lưu phiến đá xanh gạch phô ở mọi người dưới chân, phiến đá xanh 2 bên, tài đầy hoa tươi, liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh tươi đẹp, hoàn toàn chính là cái hoa viên cảnh điểm. Có chuyên môn người làm vườn tu bổ này đó hoa tươi thảm thực vật, phá lệ tinh xảo. Bát Di Thái liền thích này đó hoa hoa thảo thảo đồ vật, mới vừa trụ vào thành chủ phủ, Bát Di Thái liền sai người đem này đó thảm thực vật nhổ trồng lại đây. 3 địch cấp mọi người giới thiệu nói. Che kín hoa tươi trên đường tràn ngập một cổ hương thơm, mọi người đi qua phiến đá xanh, nhìn thấy một gian đại sảnh. Đại sảnh có 2 tầng, mỗi 1 tầng, đều có 500 bình phương tả hữu, 4 phía vách tường chọn dùng toàn trong suốt thức pha lê, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến trong đại sảnh cảnh tượng. Toàn bộ đại sảnh giữa, phô một chỉnh khối đá cẩm thạch mặt đất, trên mặt đất bày sang quý sofa bọc da, phô sạch sẽ thảm, 1 trường lưu tiệc đứng trên xe bãi đầy tinh xảo mỹ thực. So cua hoàng đế còn muốn sang quý hoàng đế cua, trọng đạt 10 cân Úc châu tôm hùm bầy biện thành sơn, sang quý rượu ngon cung người tùy ý nhấm nháp, 1 chỉnh khối ngưu bổng cốt chỉ gặm 1 ngụm, đã bị ném tới một bên, buộc ở góc chung mấy chỉ tàng ngao đem kia khối ngưu bổng cốt toàn bộ cắn. Cửa son rượu thịt thúi, ngoài đường xác chết đói. Tề binh lắc lắc đầu, bọn họ vào thành khi, nhìn đến cửa thành những người đó, đói cốt xấu như xài, một cái 3 tuổi tiểu nam hài, bởi vì một cục bột bánh, cao hứng phấn chấn. Nhưng ở chỗ này, như vậy một khối to bổng cốt, liền tùy ý uy cầu. Ở loại địa phương này, nhưng không ai sẽ phát ra cùng loại ngươi như vậy cảm khái. 3 địch nói 1 tiếng. Mọi người đi theo 3 địch đi vào đại sảnh giữa, vừa vào cửa, liền nhìn đến một người thân xuyên màu đỏ lễ phục dạ hội phương Tây tuổi trẻ nữ nhân, đang đứng tại đây đại sảnh trung gian, cùng mãn phòng áo giáp ra lính đánh thuê so sánh với. Tên này thân xuyên lễ phục dạ hội phương Tây nữ nhân, có vẻ không hợp nhau. Nhưng xem nàng nơi vị trí, cùng với một đám người tranh trước khủng sau cùng nàng nói chuyện với nhau bộ dáng, có thể thấy được, nữ nhân này, mới là cái này yến hội vai chính. Nàng chính là Sa Tán Bát Di Thái, Christiana, bất quá nàng càng thích người khác xưng nàng vì Anna. 3 địch nhỏ giọng cấp mọi người nói. Hoàng Kim Thành, tuy rằng tụ tập thế giới các quốc gia màu da, nhưng người da vàng, hiển nhiên là ít nhất, ở cái này rừng cây rất nhiều người nhận chi giữa. Người da trắng cùng người da đen người thân thể tố chất nhất cường đại, mà người da vàng là nhỏ yếu nhất. Có một người da đen từng nói, hắn một quyền là có thể đánh chết một cái người da vàng, cũng không ngăn một lần lớn tiếng hô lên quá Đông Á ma bệnh lời nói. Trương Huyền 1 hàng 8 gã người da vàng xuất hiện, một chút liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt,
rất nhiều người nhìn đến Trương Huyền mấy người khi, đều lộ ra khinh thường bộ dáng, tuy rằng ở cái này vũ khí nóng thời đại, cao to không nhất định liền lợi hại, nhưng Trương Huyền mấy người so sánh với những cái đó người da đen tráng hán có vẻ có chút gầy yếu dáng người, vẫn là làm người đối bọn họ biểu hiện thực coi khinh. Anna đồng dạng chú ý tới Trương Huyền đám người, hướng bên này nhìn thoáng qua sau, liền tiếp tục cùng trước người người bắt chuyện, rốt cuộc không nhiều chú ý quá bên này liếc mắt một cái. Các vị, trong yến hội biểu hiện tùy ý một chút đi, nơi này ăn bảo đảm không có vấn đề, các người có thể tùy tiện hưởng dụng. Ba địch nói một tiếng, theo sau cầm lấy một khối làm bánh mì, chủ động bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, chứng minh này đồ ăn không có vấn đề. Chương 777 khiêu chiến. Tề binh đám người nhìn nhau, đều không có đi lấy đồ ăn, tuy rằng từ tối hôm qua đến bây giờ đều không có ăn cái gì, làm cho bọn họ cảm thấy rất đói bụng. Trương Huyền chủ động cầm lấy một khối dương bổng cốt, dùng sức cắn một ngụm, nói, yên tâm đi, không có người sẽ ở đồ ăn bên trong gian lận, trừ phi cái này bát di thái muốn chết. Thấy Trương Huyền đều nói như vậy, tề binh đám người mới hoàn toàn yên lòng, phía trước, mỗi người đều đối Trương Huyền tràn ngập không tín nhiệm, nhưng hiện tại, nếu không có Trương Huyền, bọn họ đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi, đối Trương Huyền tín nhiệm trình độ, cũng dần dần tăng lên đi lên. Đại gia cũng đều đói bụng thời gian rất lâu, tất cả đều nắm lên đồ vật tới mạnh ăn, hôm nay tới tham gia cái này tiệc tối, đều không phải cái gì thương giới nhân vật nổi tiếng, tất cả đều là mũi đao thượng liếm huyết lính đánh thuê, một đám cũng đều không để bụng cái gì hình tượng, ăn no bụng mới là quan trọng nhất. Yến hội trung tâm, đang ở cùng Anna bắt chuyện, là một người phương Tây tuổi trẻ nam nhân, tây trang dày da, hiển nhiên cũng là thân phận không tầm thường. Thanh niên nhìn bốn phía những cái đó ăn ngấu nghiến lính đánh thuê, trên mặt treo mỉm cười, thấp giọng hướng Anna nói, nhìn xem những người này, ăn tương đều cùng cậu giống nhau khó coi. Anna trên mặt đồng dạng tràn đầy tươi cười, ngươi lời này nói cho ta nghe một chút liền hảo, ngàn vạn đừng làm phụ thân ngươi nghe được, hắn trước kia cũng là lính đánh thuê xuất thân, nghe được lời này nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Thanh niên bĩu môi, hắn mới không có thời gian dỗi tới quản ta, đêm nay ngươi tính toán như thế nào làm? Rất đơn giản, này đó lính đánh thuê, đều là ích lợi tối thượng, chỉ cần ích lợi cấp đủ, bọn họ cái gì đều nguyện ý đi làm. Anna cầm lấy một ly rượu vang đỏ, phóng tới bên môi, hiện tại, liền nhìn xem có này đó, có cái kia bản lĩnh, đấu thời gian dài như vậy, hiện tại tam đại quân phiệt toàn bộ nhập trú thành chủ phủ, mỗi ngày đều ở người chết, đại gia cũng đều minh bạch, muốn tranh mỏ vàng, người nhiều vô dụng, hiện tại không phải nhấc lên chiến tranh thời điểm, chúng ta muốn chiêu người, quý ở tinh. Ta xem những người này, không có một cái có thể thượng được mặt bàn. Thanh niên khinh thường nhìn chung quanh, người có mục tiêu sao? Có mấy cái, Anna gật gật đầu, cái kia tên là đao nhọn rong binh đoàn, tuy rằng chỉ có 6 cá nhân, mỗi một cái đều là hảo thủ, đặt ở dĩ vãng, cái gì đều không tính, nhưng hiện tại toàn cầu thế giới ngầm, thống nhất trọng lập quy tắc, thế giới ngầm người, không thể ở người thường trước mặt bày ra siêu việt C cấp lực lượng, đao nhọn rong binh đoàn 6 người, vừa vặn xen vào C cấp cùng D cấp chi gian, bọn họ ăn quy tắc lỗ hổng. Có thể nói là đứng ở lính đánh thuê đoàn đội đỉnh núi tồn tại. Anna nói xong, lại chỉ mấy cái đoàn đội, này mấy cái, cũng đều có tiềm lực, đúng rồi, còn có đám kia hoa hạ người, bọn họ địa vị không rõ ràng lắm, nhưng phía sau hẳn là có trong đó hình rong binh đoàn, bằng không cũng không có khả năng tiến thành liền dám ẩu đả vệ binh, bọn họ dám làm như vậy, hoặc là chính là có 10 phần tự tin, hoặc là chính là ngu xuẩn, bất quá ngu xuẩn là tại đây tòa thành sống không nổi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Thanh niên hỏi một câu. Rất đơn giản a. Anna đem chén rượu đặt ở bên môi hơi hơi một nhấp, làm cho bọn họ so thì tốt rồi. Anna nói xong, cố ý thở ngắn than dài một phen, dùng hơi chút đại chút thanh âm lẩm bẩm. Ai, một cái không chú ý, thiệp mời đưa có điểm nhiều, hiện tại nhiều người như vậy, căn bản không có biện pháp nói chuyện chính sự, nếu tướng quân hộ vệ đội lại nhiều chút thì tốt rồi. Anna này một câu tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn như cũ bị rất nhiều người nghe tiếng trong tai, đại gia tức khắc liền minh bạch Anna ý tứ, cầm thiệp mời người, có thể tới cái này tiệc tối, nhưng người đến có tương ứng thực lực mới có thể đãi đi xuống liêu mặt sau sự, bằng không, ăn cái đồ vật liền rời đi đi. Mà cái này tương ứng thực lực, cụ thể là cái gì giới hạn, liền phải xem ở đây những người này thực lực đạt tới cái gì trình tự. Trương Huyền cùng tề binh đám người, đứng ở đại sảnh một góc, một bên mồm to ăn đồ vật, một bên dùng ánh mắt đánh giá chung quanh, quan sát đến chỉnh gian đại sảnh mỗi một góc. Một người người da đen tráng hán bước nhanh đi tới, này người da đen tráng hán thân cao ít nói 2 mét,
cả người cơ bắp liền như sắt thép đổ bê tông giống nhau, sức lực hơi nhỏ điểm nam nhân, chỉ sợ đều niết bất động tráng hán nhị đầu cơ. Đứng ở tráng hán trước người, chẳng sợ thân cao 1m85 Trương Huyền, đều phải lùn thượng một chỉnh đầu. Người da đen tráng hán trên cao nhìn xuống nhìn Trương Huyền đám người, nơi nào tới bọ chó, ăn xong đồ vật, cũng nên hướng ra cút đi, nơi này không có các ngươi vị trí. Ngươi ai a ngươi, Trần Quang khó chịu nhìn chằm chằm người da đen tráng hán. Đông Á ma bệnh, người da đen tráng hán hét lớn một tiếng, không có vô nghĩa, trực tiếp múa may nắm tay chiều Trần Quang trên mặt tạp tới. Người da đen tráng hán này một quyền tới đột nhiên, tràn ngập lực lượng cảm, không chút nào khoa trương nói, này một quyền muốn đánh vào người thường trên đầu, tuyệt đối có thể một quyền đem người đánh chết. Đối mặt người da đen tráng hán này một quyền, Trần Quang không hề có hoảng loạn, để tay sau phát tới, một cái thủ đao chém vào người da đen tráng hán khuỷu tay. Người da đen tráng hán này tràn ngập lực lượng một quyền, bị Trần Quang này một động tác nhẹ nhàng đánh gãy, tại đây đồng thời, Trần Quang một cái cắn câu quyền đánh ra. So với người da đen tráng hán, Trần Quang tốc độ càng mau, này một quyền thẳng tắp câu ở người da đen tráng hán hàm dưới. Này nhìn như giống như tháp sắt giống nhau người da đen tráng hán, bị Trần Quang một quyền đánh cái lộn một vòng, ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trần Quang một quyền đánh vào đối phương trung khu thần kinh thượng, trực tiếp đem này đánh hôn mê qua đi. Trần Quang mấy người, có thể tiến vào lưỡi dao sắc bén, cá nhân thân thủ kia đều là không nói. Tuyệt đối không phải bình thường lính đánh thuê có thể so sánh. Bên này phát sinh sự, một chút liền hấp dẫn ở đây rất nhiều người lực chú ý. Anna đồng dạng trước mắt sáng ngời, hướng phía sau phất phất tay, lập tức có hai gã bạch nhân đi ra, một nam một nữ. Này hai người xông lên sau, không nói gì thêm lời nói, trực tiếp hướng Trần Quang vọt lại đây. Hai đánh một, Trần Quang nhìn đến này hai người động tác, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, đi phía trước một bước bước ra. Theo sau một cái tiên chân chịu hướng tên kia nam nhân, nhẹ nhàng đem tên kia nam nhân bước lui, ngay sau đó hướng kia nữ tính tạp ra một quyền, một người độc chiến hai người, ngược lại chiếm cứ quyền chủ động. Trần Quang biểu hiện ra thực lực, tức khắc làm rất nhiều người thu hồi coi khinh chi tâm. Anna phái ra hai gã bạch nhân, so vừa mới kia người da đen tráng hán cường ra không ít, nhưng như cũ không phải Trần Quang đối thủ, giao thủ mười mấy chiêu sau, Trần Quang bắt lấy bạch nhân nam tính một sơ hở. Một quyền đánh vào này ngực, theo sau ba chiêu trong vòng, đánh bại bạch nhân nữ tính. Này một nam một nữ hai đánh một bị thua sau, toàn vẻ mặt nan kham đứng ở một bên. Thân thủ không tồi, Anna buông chén rượu, vỗ vỗ tay, khó trách dám vào thành thời điểm liền đánh ta vệ binh, có thực lực người, làm việc đều có tính nết. Thực lực, ta xem cũng liền như vậy, lại có mấy người đứng dậy, tới, làm ta lĩnh giáo một chút hoa hạ công phu. Trần Quang vừa thấy. Liền minh bạch những người này muốn đánh xa luân chiến, hắn cũng không sợ, hơn nữa còn rất có hứng thú, từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn đều nghe Trương Huyền mệnh lệnh, cảm giác thực nghẹn khuất, hiện tại thật vất vả có cái biểu hiện cơ hội. Trương Huyền nhìn Trần Quang này ai tới đều có thể đánh một trận tư thế, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngu xuẩn. Chương 778 xa luân chiến. Trần Quang sở biểu hiện ra thực lực, đích đích xác xác làm người lau mắt mà nhìn. Nhưng như vậy không những không có làm người lùi bước, ngược lại làm rất nhiều phía trước đối bọn họ không có hứng thú người, đều chủ động tiến lên phát ra khiêu chiến, hoặc là muốn đánh bại bọn họ chứng minh chính mình, hoặc là muốn mượn cơ hội thượng vị, rốt cuộc Trần Quang đánh bại như vậy nhiều người, chỉ cần ai có thể đem Trần Quang đánh bại, cũng liền cùng cấp với đánh bại phía trước những người đó. Trần Quang bởi vì kinh nghiệm không đủ vấn đề, từ tối hôm qua nghẹn khuất đến bây giờ, lúc này có cái biểu hiện cơ hội, đó là ai đến cũng không cự tuyệt. Sinh sôi có một người độc đấu quần hùng chi thế. Có ý tứ, Anna nhìn liên chiến liên thắng Trần Quang, này đó hoa hạ người công phu không tồi, nếu dùng đến hảo, có thể có kỳ hiệu. Rất mạnh sao, ta cảm giác giống nhau a. Anna bên cạnh thanh niên có chút hứng thú dã rời. Kế kia bạch nhân một nam một nữ sau, lại có mấy cái lính đánh thuê đoàn đội khiêu chiến Trần Quang, nhưng toàn bộ bị thua. Trần Quang thở hổn hển đứng ở nơi đó, trên mặt toàn là người thắng tư thái. Hắn cảm giác, chính mình rốt cuộc ở cái này Trương Ước Thanh trước mặt dương mi thổ khí một phen, không cần lại bị hắn coi khinh. Thế nào Trương Ước Thanh, Trần Quang thân thủ không kém đi. Trình Thấm khoe ra hướng Trương Huyền nói. Hàn Ôn Nhu nghe Trình Thấm này khoe ra ngữ khí, không khỏi che một chút cái chán, nàng rất tò mò, nếu Trình Thấm biết chính mình hiện tại sở khoe ra đối tượng, là kia như truyền kỳ giống nhau địa ngục quân vương khi, sẽ là cái gì biểu tình. Trương Huyền gật gật đầu.
tán dương một tiếng, này thân thủ cũng không tệ lắm. Ở Trương Huyền xem ra, Trần Quang kinh nghiệm chiến đấu, đã xem như có thể, chỉ từ thân thủ mạnh mẽ trình độ cùng với chiến đấu ý thức, có thể cùng Trúc Gia Đại Bỉ Thượng đoạt được đệ nhất cái kia thanh niên so sánh với. Trương Huyền cùng Trần Quang tuy rằng giống nhau đại, nhưng hắn xem Trần Quang, lại là lấy trưởng bối đi xem vãn bối ánh mắt tới xem. Trình Thấm nghe được cũng không tệ lắm ba chữ, không khỏi bĩu môi, nàng nhưng không cho rằng Trương Ước Thanh một cái lính đánh thuê, có thể trong người trên tay cùng Trần Quang so sánh với, cái này cũng không tệ lắm, đó chính là cho chính mình tìm mặt mũi đâu. Còn có ai không phục? Trần Quang ánh mắt nhìn quét một vòng. A, à, đánh bại một ít A Miêu A Cẩu, còn tưởng rằng chính mình rất mạnh sao? Lại một người đứng dậy, trực tiếp hướng Trần Quang phát động công kích. Người này thực lực không tồi, nhưng cùng Trần Quang còn vô pháp so sánh với, chỉ là Trần Quang liền chiến mấy người, thể lực tiêu hao thật lớn, đối mặt cái này không bằng chính mình đối thủ, thế nhưng thoáng ở vào hạ phong. Ha ha, thực lực bất quá như vậy. Đối phương cười lớn một tiếng, hiển nhiên nhìn ra Trần Quang là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mới bị chính mình áp chế, nhưng hắn nói hiển nhiên là cố tình tránh đi điểm này, liền chút thực lực ấy, còn dám cuồng vọng, ta nếu sớm đứng ra, nhẹ nhàng đem đầu của ngươi ninh hạ. Cho rằng liền các ngươi người nhiều sao, lưỡi dao sắc bén tiểu đội giữa vĩ cường thấy Trần Quang không địch lại, lập tức đứng dậy. A, à, lại đến một cái thì thế nào? Cùng Trần Quang đối chiến người nọ khinh thường một tiếng, phất phất tay, hắn phía sau, lại chạm ra mấy người. Lấy nhiều đánh thiếu, Viên Suất cũng đứng dậy, cùng Vĩ Cường song song đứng ở Trần Quang bên cạnh, mắt nhìn đối phương. Lộng chết bọn họ, cùng Trần Quang đối chiến người nọ hét lớn một tiếng, đối phương tức khắc chiều Trần Quang ba người vọt tới, tất cả đều hạ tàn nhẫn tay. Nơi này đánh thực hung, nhưng căn bản không ai ngăn cản, thậm chí Anna chuyên môn an bài người. Đem nơi này vị trí đằng khai, làm Trần Quang đám người có thể càng tốt thi triển duỗi tay. Nguyên bản quyền cước tranh đấu, bởi vì nhân số gia tăng nguyên nhân, có người đã rút ra chủy thủ. Bất quá, chẳng sợ cái này lính đánh thuê đoàn đội rút ra vũ khí, nhưng cũng không phải Trần Quang ba người đối thủ, đều bị Trần Quang ba người đánh nghiêng trên mặt đất, khởi không tới thân. Trần Quang ba người hiển nhiên thường xuyên hợp tác, đặt ở cùng nhau, lẫn nhau chi gian phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Rõ ràng chỉ có ba người, lại là phát huy ra năm tên cùng đẳng cấp khác thực lực. Đánh bại cái này lính đánh thuê đoàn đội, Trần Quang càng là khí phách hăng hái, tới, ai còn dám tới. Có ý tứ, có ý tứ. Anna vỗ tay, ánh mắt nhìn quét chỉnh gian trong đại sảnh người, các ngươi nhìn làm đi, Sa Tán tướng quân muốn hộ vệ đội nhân số không nhiều lắm, nếu các ngươi thừa nhận không bằng này đó hoa hạ người, liền tự giác rời đi hảo. Anna lời này vừa ra, có chút nguyên bản không chuẩn bị cùng Trần Quang bọn họ khởi xung đột lính đánh thuê đoàn đội, cũng tất cả đều đem ánh mắt thả lại đây, Anna ý tứ thực minh bạch, hoặc là, hôm nay này đàn hoa hạ người bị loại trừ, hoặc là, bọn họ bị loại trừ. Trần Quang ba người sở biểu hiện ra cường đại, bị mọi người trở thành cộng đồng địch nhân. Đứng ở một bên Tề Binh, nghe được lời này sau sắc mặt biến đổi. Đồng dạng, Trình Thấm mấy nữ cũng là sắc mặt khó coi. Các nàng tuy rằng rõ ràng Trần Quang đám người thực lực, ở đây những người này, ở cá nhân trên thực lực mặt, có thể nói không ai có thể so sánh được với Trần Quang ba người, nhưng nếu là sở hữu lính đánh thuê đoàn đội đều tới đánh Sa Luân chiến nói, bọn họ đã có thể chịu đựng không nổi. Tới, để cho ta tới lĩnh giáo hoa hạ người biện pháp hay. Lại một cái lính đánh thuê đoàn đội đi ra, hiện tại bọn họ đã không phải một hai người thượng, mà là vừa lên chính là một cái đoàn đội. Tề Binh nhìn quét chỉnh gian đại sảnh, hôm nay tới, tổng cộng có mấy chục cái lính đánh thuê đoàn đội, bọn họ hiện tại rõ ràng muốn dùng biển người cùng Sa Luân chiến đôi suy sụp Trần Quang ba người. Chúng ta cũng cùng lên đi, Tề Binh tự hỏi một phen, mở miệng nói, Quang làm Trần Quang bọn họ ba cái đứng ở phía trước, ngăn không được, chúng ta cùng nhau thượng, càng dễ dàng chia sẻ áp lực, đánh lên tới tận lực nhanh chóng giải quyết đối phương, bảo tồn thể lực. Trình Thấm tam nữ gật gật đầu, cùng Tề Binh cùng nhau. Một đội 7 người, đứng chung một chỗ. Một đội hơn 10 người lính đánh thuê xông lên, lập tức liền cùng bọn họ chiến ở bên nhau. Ba địch nhìn nhìn đứng ở phía trước ứng chiến Tề Binh 7 người, lại nhìn nhìn Trương Huyền, đi đến Trương Huyền bên cạnh, thấp giọng nói, đại ca, các ngươi không phải một đám đi. Ba địch phía trước kêu Trương Huyền kêu huynh đệ, hiện tại kêu đại ca, hiển nhiên thực minh bạch chính mình hiện tại tù nhân thân phận. Nga, làm sao thấy được, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Ngươi tuy rằng vẫn luôn đều biểu hiện ra một bộ lãnh tụ bộ dáng, nhưng ta có thể nhìn ra tới,
các ngươi không phải cùng loại người, tuyệt đối sẽ không đi đến cùng nhau, bọn họ bảy cái, quá nhân từ, mà ngươi, so với bọn hắn ác hơn nhiều, ta thấy ngươi đệ nhất mặt thời điểm, liền cảm giác ngươi thuộc về cái này rừng cây thế giới, nhưng bọn hắn trên người sở biểu hiện ra ngoài hơi thở, cùng nơi này không hợp nhau. Ha ha, Trương Huyền cười cười, không có trả lời Ba Địch. Ba Địch vừa thấy Trương Huyền không muốn nói, cũng thông minh nhắm lại miệng, không hề đặt câu hỏi, lẳng lặng mà nhìn trước mắt chiến đấu. Trần Quang đám người, không hổ là lưỡi dao sắc bén chọn lựa kỹ càng ra tới nhân tài, cho dù là Trình Thấm loại này nữ lưu hạng người, thực lực cũng là phi thường cường hãn, bao gồm Hàn Ôn Nhu, thực lực tương so trước kia, cũng là tiến bộ một mảng lớn, rất có loại cân quắc không nhường tu mi chi thế, vừa mới hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến cái kia lính đánh thuê đoàn đội, cơ hồ một phút nội liền toàn bộ bị đánh nghiêng trên mặt đất, bất quá thực mau, lại có tân lính đánh thuê đoàn đội khởi xướng khiêu chiến. Chương 779 đuổi đi ta đi ra ngoài. Trần Quang đám người chiến lực là cường, nhưng thể lực chung quy hữu hạn, nếu là hai cái người thường đánh lộn, khả năng qua lại đánh cái không đến 2 phút, liền mệt thở hồng hộc, càng đừng nói loại này cấp bậc cao cường độ chiến đấu, rốt cuộc mỗi một quyền mỗi một chân, kia đều là dùng ra toàn lực. Thực mau, phía trước liền chiến mấy người Trần Quang liền hoàn toàn chống đỡ hết nổi, ra quyền cũng là mềm mại vô lực. Trần Quang trạng thái thực mau đã bị đối phương bắt giữ đến, ở chỗ tể binh đám người đối chiến giữa, cường điệu hướng Trần Quang xuống tay, làm đến tể binh đám người cũng phóng không khai tay chân. Nhìn xem, liền này thực lực, thực bình thường, Anna bên cạnh thanh niên lắc lắc đầu, còn không bằng ta phía sau này hai gã bảo tiêu đâu. Thanh niên hướng chính mình phía sau chu chu môi, ở hắn phía sau, đứng hai gã người da đen trắng hán, mỗi người đều mắt nhìn thẳng, hai người bọn họ tuy rằng chạm thẳng tắp, nhưng có thể nhìn ra tới. Ở hai người bọn họ thần sắc giữa, vẫn luôn đều mang theo khinh thường, đối toàn bộ trong đại sảnh sở hữu lính đánh thuê đoàn đội khinh thường. Anna cười cười, ngươi là tướng quân bảo bối nhi tử, hắn cho ngươi an bài người, sao có thể kém, phải biết rằng, này hai người là từ yêu quái tập huấn đội ra tới, nơi đó chính là được xưng địa ngục hành giả ra đời mà a, nếu bọn họ có thể thông qua quỷ quái huấn luyện, liền sẽ trở thành địa ngục hành giả chung một viên, kia chính là chí cao vô thượng vinh quang. Thiết. Thanh niên bĩu môi, cái gì địa ngục hành giả, kia quang minh đảo còn không phải hủy hoại. Chó má ngoạn ý. Vẫn luôn cười mặt như hoa Anna, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hướng thanh niên quát khẽ nói, chú ý người tìm từ, cho dù là sa tán tướng quân, cũng không dám đối quang minh đảo bất kính. Hắn không dám còn tới đoạt quặng, ai không biết này quặng là quang minh đảo. Thanh niên vẻ mặt không thèm để ý. Nơi này, tự nhiên có đặc thù nguyên nhân, người phải nhớ rõ ràng. Quang Minh Đảo, còn không phải người ta loại người này có tư cách thảo luận, chẳng sợ kia tòa đảo đã trầm. Anna trong mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị nhìn chằm chằm thanh niên. Hảo hảo, ta đã biết, các ngươi liền sẽ đại đề tiểu làm. Thanh niên bực bội phất phất tay, theo sau chỉ hạ trong đại sảnh chính chiến ở bên nhau hai cái lính đánh thuê đoàn đội, xem hầu biểu diễn đi. Tể binh mấy người, liên tiếp chiến vài cái lính đánh thuê đoàn đội, thể lực đã tiêu hao 70%, có thể nhìn đến. Bọn họ hiện tại ra tay, đã không có ban đầu cái loại này lôi đình chi thế. Lại xem toàn bộ đại sảnh, ít nhất còn có 16-17 cái lính đánh thuê đoàn đội như hổ rình mồi. Tể binh mấy người lại bại một cái lính đánh thuê đoàn đội sau, tất cả đều thở hổn hển đứng ở nơi đó, tuy là tể binh bản nhân, cũng mệt mỏi quá sức. Làm sao bây giờ, bọn họ còn có rất nhiều người, lại như vậy đi xuống, chúng ta tuyệt đối chịu đựng không nổi. Trần Quang đã đầy đầu là hãn. Hắn mới lau một phen mồ hôi, cái trán lập tức lại bị mồ hôi che kín. Không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh căng đi xuống. Hàn Ôn Nhu cắn răng. Viên Xuất cùng Vĩ Cường, thậm chí liền lời nói đều không nói, nhân cơ hội khôi phục thể lực, hai người bọn họ đã nhìn đến, còn có một cái lính đánh thuê đoàn đội, lập tức liền đi tới. Tên kia gọi là tiểu thất nữ đội viên, thể lực kém cỏi nhất, lúc này hai chân đều ở phát run, đây là cơ bắp đã đạt tới một loại tiêu hao quá mức nông nỗi. Hy vọng có thể đem bọn họ đánh sợ đi, bằng không tất cả đều đi lên, chúng ta hôm nay khả năng thật sự muốn tài. Tề binh nói. Trình Thấm nhìn mắt còn đứng ở một bên, trong tay bắt lấy căn gà tây chân Trương Huyền, thấp giọng mở miệng nói, Trương Ước Thanh, ngươi mau tới hỗ trợ a, chúng ta chính là cùng nhau, nếu chúng ta hôm nay bị Thanh đi ra ngoài, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Các ngươi chính mình xuẩn, làm gì muốn kéo ta xuống nước? Trương Huyền trợn trắng mắt. Ngươi có ý tứ gì? Trình Thấm mày liễu vừa nhíu. Trương Huyền duỗi tay chỉ vào mãn phòng lính đánh thuê,
mở miệng nói, chính ngươi nhìn xem, nơi này có bao nhiêu người, từng cái đánh tiếp, ta thêm đi vào cũng là cái mệt chết mệnh. Bằng không làm sao bây giờ, bọn họ tất cả đều nhằm vào chúng ta, Trình Thấm cảm giác có chút ủy khuất. Này cũng không phải là bọn họ nhằm vào các ngươi, mà là các ngươi, tốt nhất khi dễ. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, nếu ta là bọn họ, cũng sẽ tìm các ngươi như vậy mềm quả hồng niết. Mềm quả hồng, Trình Thấm đồng tử co rụt lại, chúng ta đã đánh bại 6 cái lính đánh thuê đoàn đội, ai dám nói chúng ta là mềm quả hồng. Trương Huyền nhún vai, lấy thác tay, rõ ràng, các ngươi chính là mềm quả hồng. Trình Thấm còn chuẩn bị nói cái gì, kết quả bị tề binh vang lên thanh âm đánh gãy. Chú ý, chuẩn bị nghênh địch. Trình Thấm lập tức thu hồi lực chú ý, nhìn về phía trước, một cái có 20 người dòng binh đoàn đứng ở bọn họ trước mặt, này muốn đánh lên tới, lấy tề binh mấy người hiện tại thể lực tiêu hao trình độ, hơn nữa đối phương nhân số ưu thế, kia tuyệt đối là muốn bại. Tề binh đám người, thở sâu, tất cả đều làm tốt muốn liều mạng chuẩn bị. Thượng, đối diện cái kia lính đánh thuê đoàn hét lớn một tiếng, toàn bộ chiều tề binh đám người vọt tới. Tề binh đám người đã không có sức lực chủ động tiến công, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tìm cơ hội đánh bại đối thủ. Mắt thấy hai bên người liền phải chiền ở bên nhau, một đạo tiếng quát vang lên. Được rồi, đều hắn sao không dứt đúng không? Này nói tiếng quát rất lớn, tại đây Anna chuyên môn phát ra tiếng chủ đạo trong chiến đấu, thế nhưng có người nói ra như vậy một câu, tức khắc làm mọi người đều chiều thanh âm chủ nhân xem ra. Bao gồm đang muốn cùng tề binh đám người chiến ở bên nhau lính đánh thuê đoàn, cũng đều đem ánh mắt phóng tới, dừng chiến đấu. Liền thấy Trương Huyền đem trong tay mới vừa gặm xong gà tây chân hướng bên cạnh một ném, đánh gì thời điểm đi. Lão tử ra tới là kiếm tiền, hiện tại ăn no, hoặc là có rắm thì phóng, hoặc là lão tử trở về ngủ. Đây là thứ gì? Anna bên cạnh thanh niên vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Trương Huyền, đồng thời hướng chính mình phía sau hai người phất phất tay. Đi đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Thanh niên kia hai gã thông qua yêu quái huấn luyện bảo tiêu, lập tức bước đi tiến lên đây, ngữ khí bình tĩnh hướng Trương Huyền nói, tiên sinh, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Này hai người ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng hành vi cử chỉ giữa, đều tràn ngập một loại miệt thị. Trương Huyền cười cười, trừ phi lão tử chính mình nghĩ ra đi, các ngươi hiện tại đuổi đi lão tử đi ra ngoài, lão tử còn không ra. Tiên sinh, lại lần nữa nhắc nhở một câu, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Một người bảo tiêu người da đen, dùng uy hiếp miệng lưỡi lại lần nữa nói. Trương Huyền nghi hoặc nhìn bảo tiêu người da đen, là các ngươi muốn cho ta đi ra ngoài, vẫn là các ngươi chủ tử muốn cho ta đi ra ngoài. Tiên sinh, ta cuối cùng. Bảo tiêu người da đen mới vừa nói mấy chữ, liền nghe Trương Huyền nói, tính, ta cũng vô tâm tư biết, mặc kệ là các ngươi muốn cho ta đi ra ngoài, vẫn là các ngươi chủ tử muốn cho ta đi ra ngoài, kết quả đều giống nhau. Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, hướng bảo tiêu người da đen nhe răng, theo sau, một cái tát chiều ở bảo tiêu người da đen trên mặt, này một cái tát mau đến bảo tiêu người da đen cũng chưa phản ứng lại đây, chờ này hồi quá mức tới khi, Trương Huyền đã một chân đá vào này ngực, đem bảo tiêu người da đen đá bay ra đi. Ở bảo tiêu người da đen bay ngược đi ra ngoài đồng thời, Trương Huyền thuận tay đem đối phương đừng ở bên hông súng lục bắt lấy, lên đạn, nhắm ngay mặt khác một người bảo tiêu đầu, khấu hạ cò súng. Chương 780 Anna mục đích. Phanh, một tiếng, máu tươi từ không trung tuôn ra, tên kia bảo tiêu người da đen thậm chí liền cơ hội ra tay đều không có, đã bị Trương Huyền đánh bạo đầu. Ngay sau đó, Trương Huyền lại lần nữa đem họng súng nhắm ngay tên kia bị hắn đá phi bảo tiêu người da đen, không có do dự, lại là một thương đánh ra. Bị Trương Huyền đá bay ra đi bảo tiêu người da đen còn không có rơi xuống đất, đã bị viên đạn đánh xuyên qua trán, kết thúc sinh mệnh. Trương Huyền như vậy quyết đoán đoạt thương ra tay, làm tề binh 7 người xem, đều có chút phát ngốc, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Trương Ức Thanh thế nhưng nói giết người liền giết người. Trương Huyền đánh chết hai gã bảo tiêu sau, lại khẩu súng khẩu nhắm ngay Anna bên cạnh tên kia thanh niên, hướng này hơi hơi mỉm cười, người muốn đuổi đi ta đi ra ngoài. Người hắn sao khẩu súng buông, có biết hay không ta là ai? Thanh niên hướng Trương Huyền hét lớn. Không biết, Trương Huyền lắc lắc đầu. Ta chỉ biết, tưởng đuổi đi ta đi ra ngoài người, sẽ chết. Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, khấu động cò súng. Anna bên cạnh thanh niên, căn bản không nghĩ tới Trương Huyền có nổ súng can đảm, ở súng vang trong nháy mắt, hắn giữa mày chỗ xuất hiện một quả huyết động, đồng tử trở nên khuếch tán, cái gáy một tảng lớn vết máu bắn ra,
kia đứng ở này vẫn luôn giống như xem diễn giống nhau kiêu căng thanh niên, liền như vậy thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Anna Hoa Nhan biến đổi, trốn đến một bên. Trong đại sảnh, tức khắc xuất hiện mười mấy tên tay súng, tất cả đều tỏa định Trương Huyền. Trương Huyền đánh chết thanh niên sau, đem trong tay thương tùy tay một ném, hảo, tưởng đuổi đi ta đi ra ngoài người đã chết, còn có ai tưởng đuổi đi ta đi ra ngoài, nói đi. Trong đại sảnh mọi người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không có một cái dám nói lời nói. Trương Huyền làm lơ những cái đó giờ phút này đã tỏa định súng của hắn tay, đi đến một bên trên sofa, tùy tiện ngồi xuống. Phu nhân, chúng ta muốn hay không? Một người đi đến Anna phía sau, nhỏ giọng hướng Anna nói, đồng thời làm một cái giơ tay chém xuống thủ thế. Không cần, Anna lắc lắc đầu, đã chết một cái phế vật mà thôi, Sa Tán tướng quân sẽ không để ý, đây là một nhân tài, vô luận như thế nào, đều phải lưu lại. Trương Huyền ngồi ở trên sofa, tùy tay cầm một chuỗi quả nho, nắm tiếp theo viên, ném vào trong miệng, một bên nhấm nuốt, một bên hướng đang muốn cùng tề binh bọn họ động thủ lính đánh thuê đoàn nói, tới, tiếp tục cùng ta người đánh. Cái này lính đánh thuê đoàn dẫn đầu lập tức lắc lắc đầu, mang theo người của hắn đi đến một bên. Thấy cái này lính đánh thuê đoàn đội không hề phát ra khiêu chiến, Trần Quang bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại làm cho bọn họ đánh, bọn họ không nhất định kiên trì đi xuống. Anna ánh mắt nhìn chung quanh đại sảnh, mở miệng, như thế nào, không ai cảm thấy chính mình so này đó hoa hạ người cường sao. Ở đây những cái đó lính đánh thuê, nhìn nhìn tề binh đám người, lại nhìn nhìn nằm ở chính giữa đại sảnh thanh niên thi thể, tất cả đều không rên một tiếng. Trương Huyền thủ đoạn, này đó lính đánh thuê tất cả đều kiến thức tới rồi, khai tam thương, thu ba điều mạng người, thả xem kia thanh niên tại đây ăn mặc âu phục, hiển nhiên địa vị không thấp, như cũng bị cái này hoa hạ người không chút do dự một phát đạn bắn vỡ đầu. Nếu không đúng sự thật, các vị ăn xong đồ vật, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, nơi này buổi tối thực loạn. Anna phất phất tay, chiều đại sảnh lầu 2 đi đến. Ở đây người, cũng đều nghe minh bạch Anna ý tứ, mọi người, toàn bộ đào thải. Cơ hồ ở Anna giọng nói rơi xuống thời điểm, rất nhiều người liền hướng ra phía ngoài đi đến, không có tiếp tục lưu lại nơi này. Trần Quang đám người thấy liên tiếp không ngừng khiêu chiến cuối cùng kết thúc, cuối cùng yên lòng, tất cả đều nâng mỏi mệt thân thể, chiều bên cạnh trên sofa đi đến. Trần Quang vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, nguyên bản ngồi ở chỗ kia Trương Huyền, lập tức đứng dậy, một chân đá vào Trần Quang ngực, thẳng tắp đem Trần Quang đá bay ngược đi ra ngoài. Tề binh mấy người thấy như vậy một màn, tất cả đều cả kinh, bao gồm Trần Quang, cũng vẻ mặt khó hiểu, đang muốn phát hỏa, liền nghe Trương Huyền quát mắng, hắn sao, muốn ta nói vài lần ngươi mới nghe được đi vào, ai hắn sao chọc ngươi, ngươi giết là được, có phải hay không cố ý muốn cho người khác cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Vừa nghe Trương Huyền lời này, lưỡi dao sắc bén này bảy người tức khắc hiểu rõ, minh bạch Trương Huyền nói chính là cái gì. Bọn họ bảy cái vừa mới đánh bại không ít lính đánh thuê đoàn, nhưng lại chỉ là đả thương người, không có giết người, lúc này mới làm như vậy nhiều người có thể không hề cố kỵ hướng bọn họ phát ra khiêu chiến, nhưng mà Trương Huyền vừa ra tay, trực tiếp lấy ba người tánh mạng, liền đánh mất mọi người trở lên tới khiêu chiến ý niệm. Tề binh trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc, khó trách Trương Ước Thanh sẽ nói chính mình đám người là mềm quả hồng, loại này chỉ đả thương người, không giết người cách làm, tại đây hoàng kim bên trong thành, không phải mềm quả hồng lại là cái gì. Trương Huyền lãnh ngôn trừng mắt Trần Quang, quát lên, ta này cảnh cáo ngươi cuối cùng một lần, ai chọc ngươi, ngươi liền giết ai, ngươi không giết người khác, ta liền giết ngươi, minh bạch sao? Ta, Trần Quang cũng không phải ngốc tử, minh bạch Trương Huyền lời này ý tứ, há miệng thở dốc, chợt gật đầu, minh bạch. Thực hảo, Trương Huyền gật đầu, đi thôi, cùng ta lên lầu, nhìn xem có cái gì sinh ý nhưng làm, nếu không phải gì hảo sinh ý, chỉ sợ ta đều không hảo báo cáo kết quả công tác. Trương Huyền nói xong, thẳng chiều đại sảnh lầu 2 đi đến, Trần Quang đám người tất cả đều thành thành thật thật đi theo Trương Huyền phía sau. Trương Huyền vừa mới đang nói chuyện gian, cố ý cho người ta chế tạo sương mù, làm người cho rằng bọn họ phía sau, còn có một cái lớn hơn nữa tổ chức. Đại sảnh lầu 2, không có như vậy nhiều người, chờ Trương Huyền đi lên thời điểm, chỉ nhìn đến Anna một người oa ở một trương sofa bọc da thượng, hai gã tú sắc khả san bạch nhân thị nữ đứng ở Anna bên cạnh, một người thế này xoa vai, một người thế này nhiết chân. Anna thấy Trương Huyền đi rồi đi lên, tùy ý trêu chọc hạ chính mình đầu tóc, ra tiếng nói, chính mình tìm địa phương ngồi đi. Trương Huyền cũng không khách khí, liền ở Anna đối diện mặt ngồi xuống,
thuận tay cầm lấy một cái quả táo, bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, một đôi mắt không ngừng ở Anna trên người qua lại đánh giá. Tề binh đám người đi lên sau, cũng không biết nên làm như thế nào, liền đứng ở Trương Huyền phía sau. Anna không có giống như tiếp đón Trương Huyền như vậy tiếp đón tề binh mấy người, Anna có thể nhìn ra tới, những người này, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng muốn nói thủ đoạn mạnh nhất ngạnh, chính là ngồi ở chính mình trước người tên này thanh niên, nàng phất phất tay, hai gã thị nữ cung kính khom lưng rời đi. Đãi hai gã thị nữ đi rồi, Anna ra tiếng nói, vài vị là thuộc về nào một mảnh, trước nay không nghe nói qua. Nói thẳng sự đi, Trương Huyền vươn tay phải ngón út đào đào lỗ tai, trước nói sự, lại nói khác. Mỏ vàng, các ngươi hẳn là biết, hiện tại Bá Kiệt cùng Beo Nạp hai người bọn họ, đều ở cùng tướng quân tranh này bên trong thành mỏ vàng, ta yêu cầu các ngươi giúp ta đem mỏ vàng bắt lấy. Anna thực nói thẳng, ngươi nói đây là vô nghĩa. Trương Huyền trợn trắng mắt, ta đương nhiên biết là mỏ vàng, ta chỉ là muốn hỏi, Sa Tán thủ hạ như vậy nhiều người, muốn chúng ta mấy cái, có ích lợi gì đâu. Nói cách khác, chúng ta có thể làm cái gì? Nếu là pháo hôi nói, ngươi là tìm lầm người. Ta muốn các ngươi, sát cá nhân. Anna vứt ra một chương ảnh chụp. Chương 781 ám sát mục tiêu. Trương Huyền tiếp nhận ảnh chụp, nhìn lướt qua, tùy tay ném cho phía sau mấy người. Tề binh đám người nhìn mắt ảnh chụp, ánh mắt một ngưng, Bá Kiệt. Không tồi, Anna gật gật đầu, Beo Nạp cùng Sa Tán tướng quân đã kết thành liên minh, nếu làm rớt Bá Kiệt. Bên trong thành này tòa mỏ vàng, đó là chúng ta vật trong bàn tay, lần này hành động không riêng gì các ngươi, còn có khác dòng binh đoàn, bất quá chỗ tốt chỉ có một phần. Cái gì? Trương Huyền đối chỗ tốt biểu hiện phi thường có hứng thú. Anna vươn ba ngón tay, mỏ vàng 3 tháng khai thác quyền. Trương Huyền đôi mắt nheo lại, 3 tháng khai thác quyền, thật đúng là không phải tay nhỏ bút a. Đương nhiên, chúng ta tướng quân ra tay, luôn luôn hào phóng. Beo Nạp bên kia nhưng không lớn như vậy chỗ tốt. Anna thực tự tin nói, thế nào, các ngươi dám tiếp sao? Có dám hay không liền đừng nói nữa, mọi người đều là minh bạch người. Trương Huyền đôi mắt nhìn về phía nóc nhà, này trong phòng, ít nhất có 30 danh tay súng nhắm ngay chúng ta muốn nói không được, chỉ sợ không có một cái có thể đi ra này gian phòng. Anna cười cười, không nói gì, đối Trương Huyền lời nói, không tỏ ý kiến. Ta rất tò mò một chút. Trương Huyền mở miệng, theo ta được biết, này mỏ vàng, hẳn là thuộc về Quang Minh đảo, thứ ta nói thẳng, Sa Tán tướng quân tuy rằng ở trên mảnh đất này có chút năng lượng, cần phải nói cướp sạch Minh đảo đồ vật, dùng chúng ta Hoa Hạ nói, không khác là trứng gà chạm vào cục đá, Quang Minh đảo tại đây tòa thành, cũng là an bài nhân thủ đi, mỏ vàng 3 tháng khai thác quyền tuy rằng mê người, nhưng này tiền cũng đến có mệnh hoa mới được, ta tuy rằng đều là liều mạng, nhưng không đại biểu không sợ chết. Anna nghe được lời này. Ha hả cười, mọi người đều là ra tới chơi, cũng không cần thiết giả ngu giả ngơ, chúng ta tướng quân trước kia là bám vào Quang Minh đảo phía dưới, bất quá hiện tại, kia tòa đảo đã trầm, Quang Minh đảo chỉ là qua đi thức, thả hiện tại thế giới ngầm quy củ hoàn toàn thay đổi, liền tính Quang Minh đảo còn ở, đối chúng ta lại có cái gì ảnh hưởng, đến nỗi người nói cái kia Quang Minh đảo ở trong thành an bài người, cũng đã sớm bị Sa Tán tướng quân cầm tù lên, chẳng sợ Quang Minh đảo thật tới tìm phiền toái. Cũng chỉ sẽ trước tìm Sa Tán tướng quân, đối với các ngươi loại này. Anna nói đến lúc này, trầm ngâm một phen, quét mắt Trương Huyền phía sau tề binh đám người, tiếp tục nói, đối với các ngươi loại này A Miêu A Cẩu, Quang Minh đảo cũng không có hứng thú đi tìm các ngươi phiền toái. Này A Miêu A Cẩu 4 chữ, làm tề binh đám người sắc mặt rất khó xem. Ha ha, bát di thái thật đúng là mau ngôn mau ngữ A. Trương Huyền cười lớn một tiếng, theo sau nghiêm mặt nói. Cơ bản tin tức chúng ta phải biết rằng. Đương nhiên, Anna búng tay một cái, một người thị nữ đi tới, đưa cho Trương Huyền một phong văn kiện, chúng ta thu được tin tức, Bá Kiệt sẽ ở 3 ngày sau bí mật vào thành, hắn bên người mang theo cao thủ cũng không phải rất nhiều, các ngươi muốn ở cùng ngày, đem hắn đầu đưa đến ta này tới. Ok, Trương Huyền lên tiếng, đem văn kiện tiếp nhận, cũng không mở ra, liền trực tiếp đứng dậy nói, chúng ta đây, 3 ngày sau thấy. Chúc các ngươi thành công. Anna bưng lên sofa bên một ly rượu vang đỏ, hướng Trương Huyền cử nâng chén. Trương Huyền mang theo tề binh đám người, tùy tiện rời đi thành chủ phủ. Trương Huyền mấy người chân trước mới đi, Ba Địch đã bị người đưa tới lầu 2 đại sảnh, cung cung kính kính quỳ gối Anna trước mặt. Bọn họ rốt cuộc cái gì thân phận? Anna oa ở trên sofa, cho chính mình điểm một cây nữ sĩ thuốc lá, hít mây nhả khói nói.
bọn họ là lưỡi dao sắc bén người. Ba địch quỳ gối nơi đó, tuy là lúc này Anna vô cùng quyến rũ, hắn cũng xem cũng không dám xem Anna liếc mắt một cái, cúi đầu cung kính nói. Lưỡi dao sắc bén, Anna khóe miệng gợi lên một nụ cười, quả nhiên là bọn họ, ngươi làm không tồi, như vậy, ngươi tiếp tục đi dẫn đường bọn họ, thuận tiện cho bọn hắn chút chỗ tốt, làm cho bọn họ trông thấy bọn họ cái kia bị trảo đội viên, mặc kệ bọn họ mục đích là cái gì, đem bọn họ tại đây trong thành, lưu thượng 3 ngày. Minh bạch, ba địch gật đầu. Trương Huyền mấy người rời đi thành chủ phủ sau, trực tiếp trở lại khách sạn. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Ở trong phòng, Tề Binh cùng Trương Huyền thương lượng. Nguyên bản dựa theo bọn họ kế hoạch, đêm nay liền sẽ động thủ, nhưng hiện tại xem ra, mù quáng động thủ cũng không sẽ có cái gì hiệu quả. Rốt cuộc bọn họ không riêng gì muốn cứu ra đội viên lão ngũ, còn có một cái nhiệm vụ, là đem hoàng kim bên trong thành một đám hoa hạ người cứu ra đi, hiện tại đã đánh vào địch nhân bên trong, tốt nhất là nhiều quan sát 2 ngày. Ta rất đơn giản, tìm được Nhậm Hương, mang nàng rời đi. Trương Huyền dựa vào góc tường, nhưng thật ra các ngươi muốn cứu kia nhóm người, cái gì lai lịch, có thể cho các ngươi lưỡi dao sắc bén ra tay, không nên chỉ là hoàng kim thành bình thường nguyên trụ dân đi. Không phải, Tề Binh lắc lắc đầu, là quốc nội một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, ở đi ngang qua nơi này khi, bị người chụp tới. Trương Huyền trầm ngâm một phen, theo sau nói, kia như vậy, 2 ngày này thời gian, chúng ta tách ra hành động, các ngươi đi tìm hiểu các ngươi đội viên cùng kia đội nghiên cứu khoa học đoàn đội tin tức, ta đi tìm hiểu Nhậm Hương tin tức, nếu có tin tức, cũng không cần xúc động, kế hoạch sau lại động thủ, minh bạch sao? Ân, Tề Binh gật đầu. Hành, từ giờ trở đi, không cần lại thật cẩn thận, có vẻ tùy tiện một chút liền hảo, về phòng sự, các ngươi chính mình an bài đi, nhớ kỹ lời nói của ta, ở chỗ này, không có nhân từ, thu hồi các ngươi thương hại chi tâm, nếu không, các ngươi chính mình cũng không biết chính mình sẽ chết ở địa phương nào. Trương Huyền nhắc nhở một tiếng. Yên tâm, cái loại này ngu xuẩn sai lầm, ta sẽ không tái phạm. Trần Quang chủ động ra tiếng, hắn biết Trương Ước Thanh lời này, chủ yếu là nói cho chính mình nghe. Vậy hành, Trương Huyền gật gật đầu. Đêm nay các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn có việc phải làm. Trương Huyền nói, phòng nghỉ gian cửa đi đến, vừa đến cửa thời điểm, Trương Huyền đột nhiên quay đầu lại, đúng rồi, đêm nay, hẳn là sẽ có không ít nữ nhân tìm tới các ngươi, các nàng giá cả thực tiện nghi, nhưng nếu các ngươi không nghĩ mang theo một thân bệnh về nước nói, tận lực không cần đi chạm vào, lính đánh thuê chỉ là hung tàn, không phải không đầu óc, đã hiểu sao? Tề Binh cười khổ một chút, nhớ Thanh huynh đệ. Chúng ta kỷ luật thực nghiêm minh. Trương Huyền cười cười, không có nói nữa, hướng mấy người phất phất tay, ra khỏi phòng, theo sau đi nhanh rời đi khách sạn, biến mất ở trong bóng đêm. Buổi tối Hoàng Kim Thành, một chút đều không yên tĩnh, tại đây trong trời đêm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được hét thảm một tiếng thanh truyền đến, bất quá ở nơi này người, giống như sớm đã thành thói quen như vậy thanh âm, không có người sẽ đi xen vào việc người khác. Trương Huyền cũng không có đi quá xa. Hắn ở Tề Binh đám người sở trụ này gian khách sạn đối diện, tìm cái phòng trụ hạ, phòng cửa sổ, vừa vặn đối diện Tề Binh bọn họ kia gian khách sạn đại môn. Trương Huyền mới vừa đi đến bên cửa sổ, liền nhìn đến, Tề Binh cùng Trần Quang 2 người, đang cùng 3 địch cùng nhau, từ khách sạn đại môn chung đi ra, hướng thành chủ phủ phương hướng mà đi. Trương Huyền cười cười, trong miệng lẩm bẩm nói, này Anna, có điểm thiếu kiên nhẫn a, nhanh như vậy liền đưa cái ngọt táo tới sao? Chương 782 hành động đêm trước. Trương Huyền kéo lên bức màn, nằm đến trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhoáng lên, 2 ngày thời gian trôi qua. 2 ngày này thời gian, Trương Huyền đều không có xuất hiện ở Tề Binh mấy người tầm mắt giữa, vẫn luôn đãi ở trong phòng. Ở trong phòng, Trương Huyền có thể rõ ràng nhìn đến Tề Binh mấy người mỗi ngày hành động phương hướng. Từ đêm đó Tề Binh cùng Trần Quang cùng 3 địch đi ra ngoài sau, 2 ngày này, bọn họ ra ngoài tần suất càng ngày càng thường xuyên. Trương Huyền nhìn nhìn thời gian, buổi chiều 5 giờ. Nếu không ngoài ý muốn nói, nhiều nhất 1 giờ sau, Anna người liền sẽ đi tìm tới đi. Trương Huyền đem phòng bức màn kéo ra, theo sau đi ra cửa phòng, hướng đối diện khách sạn đi đến. Tiến khách sạn, nhìn đến Tề Binh mấy người đang ngồi ở khách sạn đại sảnh hưởng dụng bữa tối. Nhìn dáng vẻ, các ngươi 2 ngày này thích ứng cũng không tệ lắm. Trương Huyền mỉm cười đi qua. Tề Binh mấy người, so với vừa tới thời điểm, có vẻ tự nhiên rất nhiều, hơn nữa xem bọn họ nói chuyện đàm tiếu khi phong cách, cũng có vài phần lính đánh thuê bộ dáng, thiếu cái loại này chế thức đội ngũ cảm giác. Thấy Trương Huyền, Tề Binh mấy người trên mặt toàn lộ ra vui sướng.
Nhớ Thanh huynh đệ, ngươi hai ngày này đi đâu, chúng ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ a. Tề Binh vội vàng đứng dậy, bắt lấy Trương Huyền bả vai, vẻ mặt kích động nói. Ta đi tìm hiểu chút ta bằng hữu tin tức, Trương Huyền theo sau trả lời một tiếng, sau đó hỏi, các ngươi đâu? Hai ngày này có thu hoạch sao? Trương Huyền đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lòng kỳ thật liền có đáp án, hắn khẳng định, ba địch đêm đó mang Tề Binh cùng Trần Quang đi ra ngoài, hẳn là chính là xem bọn họ đội viên lão ngũ đi. Tề Binh gật gật đầu, ba địch mang chúng ta thấy lão ngũ, bất quá lão ngũ bị quan địa phương rất sâu, chúng ta tưởng cứu hắn có điểm khó, cái kia nghiên cứu khoa học đoàn đội chúng ta cũng tìm được rồi, đồng dạng bị Anna người nhốt lại, hai ngày này chúng ta vẫn luôn đều muốn tìm ngươi thương lượng việc này, bất quá lại tìm không thấy ngươi người. Trương Huyền kéo một cái ghế, ngồi vào Tề Binh bọn họ này trương trên bàn, nghi hoặc nói, các ngươi hiện tại có biết hay không, Anna vì cái gì muốn đem các ngươi đội viên bắt lại, nàng dẫn các ngươi lưỡi dao sắc bén thượng câu, đối nàng có chỗ tốt gì. Còn có cái kia nghiên cứu khoa học đoàn đội, Sa Tán muốn đào mỏ vàng, cùng này nghiên cứu khoa học đội không gì quan hệ đi. Tề Binh cũng ngồi xuống, lắc lắc đầu, đây cũng là chúng ta sở nghi hoặc, ta tuy rằng ở trong tù nhìn thấy lão ngũ cùng cái kia nghiên cứu khoa học đoàn đội, bất quá cũng vô pháp theo chân bọn họ giao lưu, nhớ Thanh tiểu huynh đệ, giữa trưa ba địch cùng ta liên hệ quá, nói Anna buổi tối sẽ cùng chúng ta liên hệ, hẳn là mục tiêu tới rồi, chúng ta như thế nào làm? Tề Binh hỏi ra vấn đề này thời điểm, còn lại người cũng đều nhìn về phía Trương Huyền. Như thế nào làm? Trương Huyền trợn trắng mắt, ngươi nếu đã biết các ngươi người bị nhốt ở nào, buổi tối khẳng định muốn đi cứu, bằng không thật đúng là giúp Anna đi giết người. Tề Binh nghe được lời này, có chút ngượng ngùng cười cười, hắn cũng ý thức được, chính mình hỏi vấn đề này, có chút ngu ngốc, đơn giản là tại đây Hoàng Kim bên trong thành, bọn họ đã thói quen đi nghe Trương Huyền an bài. Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng nói, đêm nay, hành động người khẳng định không ngừng chúng ta mấy cái, về mục tiêu vị trí, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, cũng mặc kệ mục tiêu ở đâu, đêm nay, chúng ta khẳng định muốn tách ra hành động, các người có các người muốn cứu người, ta có ta muốn cứu người, cho nên... Này hẳn là chúng ta cuối cùng một lần thương lượng kế hoạch, đến nỗi nhà giam bố trí, ta tưởng Tề Binh ngươi đã nhớ dục với ngực, người của ngươi, chính ngươi an bài, ta cho các ngươi nhắc nhở một chút. Cứu người, lập tức rời đi, ngàn vạn không cần lưu tại này, cũng không cần nghĩ trở về giúp ta, các ngươi cho ta giúp không được gì. Tề Binh đám người nghe được lời này, sắc mặt có chút nan kham, chính mình như thế nào cũng là lưỡi dao sắc bén chọn lựa kỹ càng ra tới, nhưng ở Trương Ước Thanh trong mắt. Thật giống như trói buộc giống nhau, bất quá nan kham về nan kham, mấy người cũng biết Trương Ước Thanh nói chính là sự thật. Sở hữu kế hoạch, đều không đuổi kịp biến hóa, ta tin tưởng các ngươi có như vậy thực lực. Trương Huyền vỗ vỗ Trần Quang bả vai, hai ngày này, các ngươi nên ăn mệt, hẳn là cũng đã ăn qua, đây là một loại tất yếu trưởng thành, ta trước kia ăn mệt, bị người cười nhạo trình độ, so các ngươi muốn nghiêm trọng nhiều, đêm nay, các ngươi hoàn thành các ngươi nhiệm vụ, nhớ kỹ một chút, ở chỗ này. Ngàn vạn không cần có cái gì thương hại chi tâm, minh bạch sao? Trương Huyền lại lần nữa trịnh trọng cấp Tề Binh mấy người nói. Hoàng Kim Thành là cái dạng gì địa phương, Trương Huyền quá rõ ràng, nơi này người, không có một cái thiện tra, không chút nào khoa trương nói, chẳng sợ so với những cái đó 4-5 tuổi hài tử, Tề Binh mấy người, đều xem như đơn thuần thiện lương, hắn thật sợ Tề Binh bọn họ ra gì sự. Thứ nhất, hắn ôn nhu ở Tề Binh bọn họ trong đội ngũ. Thứ hai, mặc kệ nói như thế nào, Tề Binh mấy người, đều là Hoa Hạ người, là Trương Huyền đồng bào, những người này, nói khó nghe điểm, đó chính là chết cân não, không hiểu biến báo, ở Hoàng Kim Thành loại địa phương này còn tâm tồn thiện niệm, nhưng này cũng cùng Tề Binh đám người đã chịu huấn luyện cùng giáo dục có quan hệ. So với khác ngầm tổ chức, lưỡi dao sắc bén, thật sự có thể nói là quá thiện lương, bọn họ trong lòng tưởng càng nhiều, là như thế nào cứu càng nhiều người. Loại này ý tưởng. Chỉ có thể nói đúng không thích hợp Hoàng Kim Thành loại địa phương này, nhưng đối nhân dân tới nói, có bọn họ như vậy vệ sĩ, tuyệt đối là chuyện tốt, đừng nhìn Trương Huyền hai ngày này hùng hùng hổ hổ, nhưng đây đều là vì Tề Binh mấy người hảo. Nghe Trương Huyền nói, lưỡi dao sắc bén mấy người, bao gồm Hàn Ôn Nhu cùng Tề Binh, cũng đều thâm chấp nhận gật gật đầu, hai ngày này Trương Huyền không có theo chân bọn họ cùng nhau hành động, bọn họ tự thân, cũng là ăn không ít ám khuy, thẳng đến bọn họ chính mắt nhìn thấy một người 5 tuổi tiểu hài tử. Vì một khối bánh, nổ súng đánh chết mặt khác một người, bọn họ mới chân chính cảm nhận được, nơi này có bao nhiêu tàn khốc. Hảo, nhanh ăn cơm đi, lấp đầy bụng. Trương Huyền nói một tiếng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, trời tối trước,
Anna người liền sẽ tìm tới, đến lúc đó, đại gia liền các bằng bản lĩnh. Mọi người không có nói thêm nữa lời nói, buồn đầu khổ ăn, đại gia trong lòng đều minh bạch, đêm nay, nhất định sẽ có tràng trận đánh ác liệt muốn đánh. Không ra Trương Huyền sở liệu, mọi người mới vừa ăn xong đồ vật, liền thấy Ba Địch đi nhanh từ trước cửa đi tới, đương nhìn đến Trương Huyền thời điểm, Ba Địch hơi hơi sửng sốt, theo sau lộ ra vẻ mặt lấy lòng tươi cười, đại ca, hai ngày này cũng chưa gặp ngươi a. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, theo sau cầm lấy một chương khăn giấy, xoa xoa miệng, đứng dậy đối Tể Binh đám người nói, đi thôi, chúng ta cũng nên vào thành chủ phủ. Tể Binh mấy người, cũng đều đem miệng lau khô, đứng dậy. Ba Địch vừa thấy, cũng không có nói thêm nữa cái gì, đi đầu chiều khách sạn ngoài cửa đi đến, chờ đi mau đến thành chủ phủ, Ba Địch mới ra tiếng, lần này trừ bỏ các ngươi, còn có mấy cái lính đánh thuê đoàn sẽ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, các ngươi yêu cầu chú ý, là đao nhọn dòng binh đoàn, bọn họ tuy rằng chỉ có 6 người, nhưng thân thủ không thể so các ngươi kém, bọn họ nghe nói các ngươi sự, từ từ qua đi, lấy tính cách của bọn họ, khẳng định sẽ tìm đến phiền toái. Chương 783 khó chịu liền trực tiếp động thủ. Mấy người đi vào thành chủ phủ, nở rộ ở bên trong phủ phiến đá xanh gạch hai bên hoa tươi tản ra hương thơm hơi thở. Còn không có tiến kia gian vách tường đều là từ cửa sổ sát đất hộ dựng mà thành đại sảnh, Trương Huyền liền thấy được đứng ở trong đại sảnh vô số người, có 6 người, hấp dẫn Trương Huyền chú ý. Kia 6 người, 5 nam 1 nữ, đều là người da trắng, bọn họ ăn mặc đồng dạng phong cách trang phục. Cùng loại với thời Trung cổ Bắc Âu kỵ sĩ áo giáp da, mỗi người trên người, đều tản ra một cổ túc sát chi ý, cho dù là người thường nhìn đến bọn họ, đều sẽ liên tưởng đến, những người này tuyệt đối không phải cái gì thiện lương hạng người. Này 6 người chạm vị phương thức phi thường chú ý, mỗi người, đều mặt hướng bất đồng phương vị, mặc kệ phương hướng nào xuất hiện vấn đề, này 6 người đều có thể ở trước tiên phản ứng lại đây, hơn nữa bọn họ ánh mắt, phá lệ sắc bén, nhìn đến người khác thời điểm. Liền giống như theo dõi một con mồi. Cái kia chính là đao nhọn dòng binh đoàn, bọn họ nghe nói các ngươi sự, vẫn luôn muốn tìm các ngươi phiền toái, từ từ các ngươi cần phải chú ý, những người này, không có nhân tính. Ba Địch nhắc nhở nói. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ta nghe ngươi ý tứ trong lời nói, người này còn rất có nhân tính. Ba Địch cười khổ một chút, cùng bọn họ so, ta xem như thiện lương hạng người. Mấy người ở Ba Địch dẫn dắt hạ, đi đến đại sảnh. Tiến đại sảnh, vô số ánh mắt, liền từ chung quanh truyền đến, tỏa định ở Trương Huyền mấy người trên người, trong đó nhất sắc bén, liền thuộc kia đao nhọn dòng binh đoàn. Anna bản nhân, nhưng thật ra không có xuất hiện tại đây trong đại sảnh. Các ngươi chính là đám kia hoa hạ người, một đạo khinh thường thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Liền thấy, đao nhọn dòng binh đoàn chung tên kia duy nhất nữ tính đã đi tới, khinh thường đánh giá Trương Huyền đám người, tại đây nữ tính mắt trái giác. Có một cái dữ tợn vết sẹo. Thật là tràn ngập non nớt hơi thở tay mơ a. Lại một người đao nhọn dòng binh đoàn nam tính đi tới, hít sâu một hơi, nói, bộ dáng này, vẫn là về nhà tìm mụ mụ uống nãi đi thôi, này không phải các bạn nhỏ nên tới địa phương. Đao nhọn dòng binh đoàn hai người nói, khiến cho trong đại sảnh vang lên một trận cười ầm lên thanh âm. Ha ha ha, gần nhất nghe được đồn đãi không ít, nhưng này vừa thấy, cũng bất quá như thế. Bại một ít a miêu a cẩu, có tiếng không có miếng mà thôi, cút đi đi. Cút đi, nơi này không cần hài tử. Một đạo lại một đạo thanh âm vang lên, đến từ khác dòng binh đoàn, này đó dòng binh đoàn, đều là ngày đó không có tới tham gia tiệc tối, bọn họ có nhất định thực lực, có thể trực tiếp tham dự nhiệm vụ lần này. Trương Huyền chút nào không ngoài ý muốn này đó dòng binh đoàn phản ứng, hiện tại có thể đứng tại đây trong đại sảnh, kia tuyệt đối đều là người từng trải, một đám đều có một đôi mắt ưng. Là người hay quỷ, liếc mắt một cái là có thể xem rõ ràng. Chẳng sợ Tề Binh đám người hai ngày này đã dần dần thích ứng Hoàng Kim Thành, nhưng bọn hắn trên người hơi thở, vẫn là cùng lính đánh thuê không hợp nhau. Bao gồm Trương Huyền tự thân, hắn rời xa cái này rừng cây thế giới, đã có không ít năm đầu, lúc trước mài rũa ra tới mũi nhọn, cũng tất cả đều thu liễm lên, bọn họ người như vậy, trong mắt mọi người xung quanh, chính là tay mơ. Tề Binh đám người cũng không hề là vừa tới ngày đó bộ dáng, nhìn thấy như vậy một màn, Tề Binh cấp Trần Quang đưa mắt ra hiệu. Trần Quang bước đi ra tới, mở miệng nói, ai nếu không phục, liền đứng ra hảo. Khi nói chuyện, Trần Quang vỗ vỗ nừng ở bên hông súng lục. Nếu là hai ngày trước, Trần Quang chỉ biết dùng nắm tay tới uy hiếp người, nhưng hiện tại hắn đã minh bạch, ở chỗ này, nắm tay là vô dụng, viên đạn mới có thể cho người ta uy hiếp lực,
ta đây tới thử xem. Một người bạch nhân tráng hán đứng dậy. Hảo, Trần Quang về phía trước một bước, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy Trương Ước Thanh hướng chính mình vẫy vẫy tay. Trương Huyền đi đến tên này bạch nhân tráng hán trước người, hai người thân cao không sai biệt lắm, Trương Huyền nhìn thẳng đối phương, mở miệng nói, cái gì a miêu a cậu cũng muốn tới thử xem. Chê cười, bạch nhân tráng hán mặt mang khinh thường, ta là đặt mìn đoàn, lão tử. Bạch nhân tráng hán lời nói còn chưa nói xong, Trương Huyền liền không kiên nhẫn lắc lắc đầu, theo sau một quyền chiều bạch nhân tráng hán trên mặt đánh đi. Bạch nhân tráng hán lập tức phản ứng lại đây, vừa muốn né tránh, lại cảm giác hạ bàn không còn, Trương Huyền chân đã chiều đến hắn đầu gối khớp xương chỗ, bạch nhân tráng hán cả người vô pháp khống chế chiều phía sau đảo đi. Đồng thời, Trương Huyền một chân nâng lên, bỗng nhiên đá vào bạch nhân tráng hán ngực, này một chân uy lực 10 phần, trực tiếp đem này đá phi mười mấy mét xa, nện ở thật lớn cửa kính sát đất cửa sổ thượng, này chuyên môn định chế chống đạn pha lê bị tạp ra phiến phiến ra nẻ. Ở đây, mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn đến, bạch nhân tráng hán khóe miệng, chính không ngừng chảy ra vết máu, toàn bộ ngực, hoàn toàn sụp đổ đi vào, quang xem ngực sụp đổ trình độ, liền biết này bạch nhân tráng hán khẳng định là mất mạng. Trương Huyền đào đào lỗ tai, ra tiếng nói, không cần quang kêu gào, không có gì ý nghĩa. Trương Huyền này phiên cách làm, một phương diện là thị uy, về phương diện khác, là bày ra thực lực, cái này bày ra thực lực, không phải cấp những cái đó dòng binh đoàn xem, mà là cấp tể binh đám người xem. Liền Trương Huyền đối tể binh đám người hiểu biết, chẳng sợ chính mình vừa mới ăn cơm thời điểm cho bọn hắn nói, làm cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ không cần lưu lại, trực tiếp rời đi, nhưng Trương Huyền khẳng định, những người này nếu phát hiện chính mình không đi ra ngoài, khẳng định sẽ trở về tìm chính mình, hiện tại như vậy bày ra thực lực, chính là minh xác nói cho bọn họ, chính mình không cần hỗ trợ. Hiển nhiên, Trương Huyền này phiên bày ra thực lực, khởi tới rồi tác dụng. Tể binh đám người nhìn kia quăng ngã ở thủy tinh công nghiệp thượng bạch nhân tráng hán, không khỏi hít hà một hơi, bọn họ có thể cảm thụ ra tới, kia bạch nhân tráng hán thực lực, tuyệt đối không kém, đã có thể nhẹ nhàng như vậy bị Trương Ước Thanh nháy mắt hạ gục. Trần Quang trên mặt, lộ ra nồng đậm hổ thẹn. Nguyên bản ở mới vừa nhìn thấy Trương Huyền thời điểm, hắn trong lòng tất cả đều là khinh thường, tổng cho rằng loại này lính đánh thuê, căn bản cái gì đều không phải, tuyệt đối không bằng chính mình, nhưng trải qua mấy ngày ở chung. Hắn phát hiện, là chính mình ở bất luận cái gì một cái phương diện, đều so bất quá cái này Trương Ước Thanh, quan trọng nhất chính là, chính mình tuổi, hẳn là so Trương Ước Thanh muốn lớn hơn một ít, nhưng ở làm việc cùng hành động thượng, Trương Ước Thanh lại cho người ta một loại đặc biệt kiên định cảm giác. Giống như hắn chính là trời sinh lãnh tụ giống nhau. Trương Huyền ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tỏa định tới rồi đao nhọn dòng binh đoàn tên kia nữ tính trên người, ra tiếng nói, gặp ngươi là nữ nhân, làm ngươi động thủ trước. Kia nữ nhân trên mặt lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nàng tuy ngoài miệng khinh thường, nhưng tâm lý lại rất minh bạch, cái này hoa hạ người biểu hiện ra ngoài thực lực, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Tên kia vừa mới mở miệng đao nhọn dòng binh đoàn nam tính đi đến Trương Huyền trước mặt, tiểu bằng hữu, lão tử ở trên mảnh đất này hỗn thời điểm, người còn ở ăn nãi đâu, nhớ kỹ, người trẻ tuổi không cần quá kiêu ngạo, có người hối hận thời điểm. Này nam tính nói xong. Lôi kéo chính mình tên kia nữ đội viên liền chiều một bên đi đến. Kia bị Trương Huyền giẫm sụp xương ngực bạch nhân tráng hán, còn được khảm ở thật lớn cửa kính sát đất thượng, máu tươi chảy đầy đất, lại không ai đi quản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.